Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1201, cuối cùng vẫn là yếu thi triển sao? Từng trận cực kỳ cường hãn linh hồn lực chấn động, từ thần đảo trên quảng trường hướng về bốn phương tám hướng khoách tán. Thần đảo lối vào nơi. Trên mặt đất cát đá toàn bộ bắt đầu lăn lộn, đang đứng ở kịch liệt chiến đấu bên trong Hứa Hồng Văn, Thẩm Minh Hiên đám người và Thiên Minh Vương Văn Cường, Tạ Lực đám người dồn dập tạm thời đình chỉ động tác. Này từ quảng trường phương hướng chuyển tới linh hồn lực chấn động, để cho bọn họ từng cái là khiếp đảm không ngớt, thậm chí có ít người thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hứa Hồng Văn híp mắt, nhìn qua thần đảo quảng trường phương hướng, cũng không biết tại trên quảng trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, Hứa Hồng Văn được chuyển tới linh hồn này lực chấn động ép có phần thở không được, này cỗ linh hồn lực chấn động tuyệt đối đã vượt qua thần cấp tầng thứ, này làm cho hắn càng phát lo lắng. Trong miệng nói lầm bầm tại trên quảng trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ước chừng quá rồi sau 3 phút, này từng đợt linh hồn lực chấn động mới từ từ tản đi. Cấp thánh đỉnh phong Vương Văn Cường, hắn cười nói, Hứa Hồng Văn, nhất định là Nghiêm Minh chủ đem Diệp Thần Phong tiểu tử kia giải quyết, kế tiếp liền muốn đến phiên các ngươi. Ầm. Nhưng tại Vương Văn Cường tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, một tên thiên minh tôn cấp cường giả đỉnh cao. Hắn ra trên người liền một tấc bạo liệt ra, thẳng đến trên người hắn không tiếp tục một khối hoàn hảo da thịt, cả người hắn liền câu nói cũng không kịp nói, trong con ngươi sinh cơ liền không còn sót lại chút gì rồi. Ầm. Tại vừa vặn tên kia thiên minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ da thịt từng tấc nổ tung mà chết sau, còn lại thiên minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ đều bước lên hắn gót chân, Vương Văn Cường cùng Tạ Lực bọn bốn tên thiên minh cấp thánh đỉnh phong cao thủ. Bọn hắn tại thấy cảnh này sau, Vương Văn Cường liều lĩnh quát, Hứa Hồng Văn, các ngươi đang dở trò quỷ gì? Ta khuyên các ngươi lập tức thu tay lại, bằng không các ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Hứa Hồng Văn cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng là đầu óc mơ hồ, Thẩm Minh Hiên đang nhìn đến Vương Văn Cường bọn hắn hốt hoảng vẻ mặt sau, hắn nhớ rõ lúc trước Vương Văn Cường cùng Tạ Lực nương nhờ vào thiên minh thời điểm, hai người bọn họ thực lực cũng chỉ có tôn cấp sơ kỳ. Bây giờ bọn hắn cũng đã là cấp thánh đỉnh phong cao thủ, hắn suy đoán thiên minh khẳng định cho Vương Văn Cường bọn hắn phục dụng có chút tăng cao thực lực đồ vật, thế là, hắn liền cười nói, Vương Văn Cường, Tạ Lực, các ngươi tối đa cũng chỉ là thiên minh một con chó mà thôi, Nghiêm Phi Trần căn bản sẽ không lưu ý chết sống của các ngươi, ta nghĩ Nghiêm Phi Trần hẳn là cho các ngươi dùng qua tăng cao thực lực đồ vật đi nha. Các ngươi lấy vì thực lực là dễ dàng như vậy tăng lên. Nghe vậy. Vương Văn Cường cùng Tạ Lực bọn bốn tên thiên minh cường giả cấp thánh, bọn hắn sắc mặt một trận trắng bệch, bọn hắn cũng nghĩ thông suốt, vừa vặn xác thực hẳn không phải là Hứa Hồng Văn bọn người ở tại dở trò, bằng không Hứa Hồng Văn đám người làm sao không vừa tới liền dùng một chiêu này đến đối phó bọn hắn. Nghiêm Phi Trần cho Vương Văn Cường đám người dùng phá hồn đan, vốn là yếu tại sau 2 giờ mới sẽ để người dùng ra thì từng tấc nổ tung mà chết. Bất quá! Những này phá hồn đan là ngày hôm qua Nghiêm Phi Trần vừa vặn đuổi chế ra, này phá hồn đan lượng thuốc khả năng bị Nghiêm Phi Trần không cẩn thận tăng thêm một ít, cho nên này phá hồn đan tác dụng phụ cũng sớm sinh ra. Ầm. Đứng ở Vương Văn Cường cùng Tạ Lực sau lưng hai tên cấp thánh cường giả đỉnh cao, bọn hắn ra trên người cũng một tấc bạo liệt ra, liền một phút cũng không có sống qua, cái này hai tên cấp thánh đỉnh phong cao thủ liền cặp mắt trừng to lớn. Đã là chết không thể chết lại. Vương Văn Cường cùng Tạ Lực đang nhìn đến chỉ còn dư lại hai người bọn họ sau đó bọn hắn nhất thời cảm giác tử vong đang không ngừng hướng về bọn hắn áp sát rồi. Vương Văn Cường lập tức đối với Hứa Hồng Văn nói ra, Hứa ca, lúc trước là chúng ta không đúng, kính xin ngài nhất định phải tha thứ chúng ta, ngài có hay không biện pháp cứu hai chúng ta một mạng. Cứu ra ra ngươi, hai cái không biết xấu hổ ngu vãi cả L. Một bên Trình Đại Hổ hùng hùng hổ hổ nói ra. Này làm cho Vương Văn Cường cùng Tạ Lực sắc mặt khẽ thay đổi, liền làm hai người bọn họ sắp chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay thời điểm. Ầm, hai người bọn họ ra thịt cũng từng tấc bạo liệt ra. Hứa Hồng Văn liếc nhìn trên mặt đất Vương Văn Cường cùng Tạ Lực thi thể sau, hắn nói ra, trời tạo nghiệp chướng có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được, Minh Hiên, chúng ta đi, trên quảng trường nhất định là chuyện gì xảy ra. Tại Thẩm Minh Hiên đám người hướng về thần đảo trên quảng trường chạy đi thời điểm. Trên quảng trường, từ trên trời giáng xuống Diệp Thần Phong, hắn vốn là muốn một trưởng vỗ tại Nghiêm Phi Trần trên thiên linh cái,
nhưng này Nghiêm Phi Trần cũng tại ngàn cân treo sợi tóc thi triển ra linh hồn thiêu đốt tầng thứ ba, hắn là nhanh chóng đi lên duỗi ra bàn tay của chính mình, đem Diệp Thần Phong một chưởng này cho trực tiếp cản lại. Diệp Thần Phong cùng Nghiêm Phi Trần này vừa đụng chạm mang đến hung mãnh xung kích, khiến cho bọn hắn bốn phía gạch đá đều nổ tung thành bột phấn, vô số đá vụn lưu loát tung bay tại trong không khí. Đợi đến đá vụn tản đi sau đó chỉ thấy Nghiêm Phi Trần bàn tay phải đứng vững Diệp Thần Phong bàn tay phải, Nghiêm Phi Trần đang sử dụng linh hồn thiêu đốt tầng thứ ba sau, bắp thịt của hắn cùng hình thể lần thứ hai phồng lớn lên một ít, nhưng là Nghiêm Phi Trần trên mặt đã là che kín từng cái nếp nhăn rồi, mái tóc cũng toàn bộ biến thành màu trắng, hắn đem linh hồn thiêu đốt ba cái giai đoạn toàn bộ thi triển một lần, có thể nói hắn trực tiếp tiêu hao 170 năm tuổi thọ, phải biết người bình thường có thể sống đến 100 tuổi cũng đã tốt vô cùng. Nếu không phải này Nghiêm Phi Trần chính là thần cấp đỉnh phong cao thủ, tuổi thọ của hắn so với người bình thường kéo dài rất nhiều, chỉ sợ hắn chính mình liền sẽ trực tiếp được linh hồn thiêu đốt cho hao tổn chết rồi. Nghiêm Phi Trần bàn tay phải hơi dùng sức, hồn nhiên liền tản ra vượt qua thần cấp linh hồn lực, đem Diệp Thần Phong trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Thân thể bốn phía lượn lờ hồng sắc khí thể, mái tóc cùng con ngươi đều huyết hồng một mảnh Diệp Thần Phong, thân thể của hắn tại bay ngược ra ngoài chừng 10 thước sau. Hắn lại vững vàng đứng ở trên mặt đất, trong đầu hắn là hào vô ý thức, bóng người lần nữa hướng về Nghiêm Phi Trần vào tới. Trên mặt che kín nếp nhăn Nghiêm Phi Trần, hắn đối Diệp Thần Phong phẫn nộ đã là phản thăng đến cực điểm, nếu không phải Diệp Thần Phong, hắn sẽ giảm thọ 170 năm sao. Xem chiều này chính mình xông tới Diệp Thần Phong, Nghiêm Phi Trần giận dữ hét, Diệp Thần Phong, ta muốn đem tứ chi của ngươi toàn bộ chặt đi xuống, sau đó đem ngươi ngâm trong nước muối. Cho ngươi từ từ tại trong thống khổ chết đi, ta muốn tại trước mặt giết sạch thân nhân của ngươi, để ngươi biết đắc tội ta Nghiêm Phi Trần loại hành vi này, đến cùng có ngu xuẩn cỡ nào. Bên trong thân thể lan lộn vượt qua thần cấp tầng thứ linh hồn lực, Nghiêm Phi Trần là không chút nào lại lo lắng, hắn đang trốn mở Diệp Thần Phong bóng người đồng thời, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong phía sau, một trường bay thẳng đến Diệp Thần Phong sau lưng thượng vỗ tới rồi, ầm. Một tiếng. Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ Diệp Thần Phong miệng bên trong phun đi ra. Nghiêm Phi Trần không có cho Diệp Thần Phong một lần nữa đứng lên cơ hội, hắn một cước lập tức giẫm tại Diệp Thần Phong trên ngực, đem Diệp Thần Phong ngực xương trực tiếp giẫm đến nát tan, sau đó, Nghiêm Phi Trần lại giẫm tại Diệp Thần Phong bả vai trái cốt cùng vai phải cốt thượng, đem Diệp Thần Phong hai nơi vai cỗ cũng trực tiếp cho đạp vỡ. Nhưng Nghiêm Phi Trần vẫn không có dừng lại ý tứ. Chân phải của hắn lại phân biệt đá vào Diệp Thần Phong hai nơi xương bánh chè thượng, đem Diệp Thần Phong xương bánh chè cũng trực tiếp đá nát rồi, trong miệng điên cuồng cười nói, Diệp Thần Phong, đây chỉ là một bắt đầu, rất nhanh ta liền sẽ đem tứ chi của ngươi cũng lôi kéo xuống rồi, cho ngươi triệt để biến thành một người côn. Nằm ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi vẻ mặt ảm đạm rồi mấy phần, lượn lờ chung quanh hắn hồng sắc khí thể trong nháy mắt thu rút về trong cơ thể hắn. Liền ngay cả huyết mái tóc màu đỏ cùng con ngươi cũng khôi phục màu sắc nguyên thủy, Diệp Thần Phong từ chân chính trạng thái nổi khùng bên trong thoát ly đi ra, trong đầu ý thức từ từ trở nên rõ ràng lên. Vai cốt cùng xương bánh chè toàn bộ được vỡ vụn, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp từ mặt đất đứng lên rồi, nhìn xem phía trước mặt Nghiêm Phi Trần cái kia tựa như phong điên dáng dấp, Diệp Thần Phong cảm giác hô hấp của mình trở nên càng ngày càng suy yếu, trong lòng của hắn thầm nghĩ, vẫn là không cách nào chiến thắng sao. Lẽ nào thật sự yếu thì triển cuối cùng linh hồn lực? Được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng hai người này, bọn hắn nhìn thấy trên quảng trường Diệp Thần Phong cực kỳ thê thảm dáng dấp, bọn họ là không nhịn được nhíu mày đến, Lâm Khang Thắng nhỏ giọng nói Thần Phong không có tu luyện thành cuối cùng linh hồn lực sao? Bằng không cùng với bị Nghiêm Phi Trần giết chết, hắn chả chẳng bằng thi triển cuối cùng linh hồn lực, tuy rằng thi triển xong sau trong cơ thể linh hồn lực hội từ từ toàn bộ tiêu tan. Chương 1202, cuối cùng linh hồn lực. Mái tóc toàn bộ biến thành màu trắng, trên mặt che kín nếp nhăn Nghiêm Phi Trần, hắn chân phải giẫm tại Diệp Thần Phong trên đầu, ánh mắt nhìn về phía được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, trong cổ họng hắn điên cuồng quát lên, Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, hai người các ngươi nhìn thấy không? Ta nói rồi yếu đem bọn ngươi hy vọng nát bấy, hiện tại Diệp Thần Phong liền giẫm ở dưới chân của ta dưới. Trận này trò chơi ta Nghiêm Phi Trần thắng, ta Nghiêm Phi Trần thắng. Thần Phong, chính lúc thời điểm này, Hứa Hồng Văn một nhóm người là vội vã chạy tới thần đảo trên quảng trường,
khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong được Nghiêm Phi Trần đạp ở dưới bàn chân cảnh tượng sau, Trình Đại Hổ là không nhịn được quát. Thẩm Minh Hiên liếc nhìn được treo lơ lửng ở giữa không trung thoi thóp một hơi phụ thân Thẩm Kinh Vũ, lại nhìn một cái hầu như chỉ còn dư lại một hơi Diệp Thần Phong, hắn lửa giận trong lòng là thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, bên trong thân thể là không ngừng phun trào cấp thánh đỉnh phong linh hồn lực. Nghiêm Phi Trần nhìn thấy Thẩm Minh Hiên một nhóm người sau, hắn ầm một cước trực tiếp đá vào Diệp Thần Phong hông của giữa, đem Diệp Thần Phong đá bay ra ngoài chừng 10 thước xa, trong miệng cười lạnh nói, rất tốt, rất tốt, tuy rằng để cho ta tiêu hao 170 năm tuổi thọ là Diệp Thần Phong, nhưng là mấy người bọn ngươi không tránh khỏi có quan hệ, hôm nay các ngươi những người này toàn bộ muốn chết. Nghiêm Phi Trần, ngươi tính toán cái éo gì a hát, cho ngươi Trình gia gia đến chơi với ngươi chơi. Trình Đại Hổ là trợn mắt trừng trừng, phải biết Diệp Thần Phong đã từng cứu hắn mấy lần, trong lòng của hắn coi Diệp Thần Phong là làm anh em ruột tới đối xử, bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong chỉ còn một hơi dáng dấp, này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Đại Hổ, bình tĩnh một điểm, chúng ta nhất định muốn đồng thời liên thủ. Hứa Hồng Văn cau mày nói ra. Ha ha ha, khuôn mặt già nua Nghiêm Phi Trần, hắn là vẻ mặt khinh thường, nói ra, chỉ bằng các ngươi những này tôm tép nhỏ bé, ta xem các ngươi ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không đụng tới. Được Nghiêm Phi Trần đá bay ra ngoài chừng 10 thước xa Diệp Thần Phong, trong miệng hắn chật vật dùng hết toàn lực nói ra, Đại Hổ, các ngươi không nên nhúng tay, các ngươi không phải là đối thủ của Nghiêm Phi Trần. Diệp Thần Phong biết nếu như Trình Đại Hổ đám người động thủ, Trình Đại Hổ đám người chỉ có được Nghiêm Phi Trần nháy mắt giết phần, Diệp Thần Phong đồng dạng là thanh Trình Đại Hổ bọn hắn cho rằng huynh đệ tới đối xử. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy Trình Đại Hổ bọn hắn chịu chết uổng được rồi, huống chi trong lòng của hắn đã quyết định yếu thi triển cuối cùng linh hồn lực rồi. Hả, nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, Nghiêm Phi Trần khóe miệng hiện lên từng tia cười gằn. Bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, bàn tay phải trực tiếp bắt được Diệp Thần Phong đầu, đem Diệp Thần Phong từ trên mặt đất nâng lên, có thể là Nghiêm Phi Trần bàn tay dùng sức quá độ nguyên nhân. Được Nghiêm Phi Trần cho như thế cầm lấy, Diệp Thần Phong trên đầu từ từ tràn ra tiên huyết đến. Diệp Thần Phong, hiện tại ta muốn bóp chết ngươi, so với bóp chết một con kiến chả đơn giản, bất quá, ta sẽ không để cho ngươi thống khoái như vậy chết đi. Ngươi không phải là làm lưu ý những người này sao? Ta liền yếu tại trước mặt ngươi đem những người này từng cái toàn bộ giết chết. Nghiêm Phi Trần khuôn mặt lộ ra cực kỳ sung sướng vẻ mặt. Nghiêm Phi Trần, ngươi buông ra cho ta Thần Phong. Cách đó không xa Trình Đại Hổ lớn tiếng quát lên. Được Nghiêm Phi Trần phải tay nắm lấy đầu Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn lộ ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ đến được hố đen hút đi Lâm Hân Di. Nghĩ đến này tướng toàn thân hắn gân mạch cùng xương đều nổ tung bà lão Tống Xuân Mi, trong lòng của hắn âm thầm nói ra, xem ra thật sự muốn biến thành một người bình thường rồi, xem ra muốn cứu lại Lâm Hân Di không biết được yếu lúc nào. Xem ra muốn giết chết lão già kia, hay là cả đời cũng không khả năng rồi. Bất quá, ta nhất định phải sống sót, nhất định muốn sống sót, chỉ có sống sót mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Diệp Thần Phong, ngươi liền cho ta ở một bên an tâm hãy chờ xem. Cầm lấy Diệp Thần Phong đầu Nghiêm Phi Trần, tay phải hắn cánh tay dùng sức phung một cái, đem Diệp Thần Phong chỉnh cái thân thể của con người trực tiếp phung bay ra ngoài. Treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, trong con người của bọn họ là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thẩm Kinh Vũ hư nhược nói ra, Khang Thắng, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Mà bị quang phi ở giữa không trung Diệp Thần Phong. Hắn đem con mắt bỗng nhiên trừng lớn một ít, đem người bên trong còn sót lại một tia thần cấp linh hồn lực dung nhập vào trong gân mạch, trong miệng đột nhiên chợt quát lên, nghịch huyết mà lên, phá thiên đoạt mệnh. Thời khắc này, Diệp Thần Phong thân ảnh bỗng nhiên bất động ở giữa không trung bên trong. Bên trong thân thể của hắn huyết dịch tại dừng lại mấy giây sau đó trong nháy mắt toàn bộ nghịch lưu mà được rồi, Diệp Thần Phong bên trong thân thể còn sót lại một tia linh hồn lực mạnh mẽ động một cái, lấy Diệp Thần Phong làm trung tâm. Toàn bộ trên quảng trường không khí bỗng nhiên hướng về Diệp Thần Phong tụ lại, tại Diệp Thần Phong quanh thân tạo thành một đạo lại một đạo khí lưu. Ầm, 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 ầm. Tiếp lấy, toàn bộ trên quảng trường tấm gạch cũng liên tiếp hóa thành bột phấn, này vô số bột phấn cũng kèm theo không khí hướng về Diệp Thần Phong hội tụ, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong cho bao phủ ở trong đó, lập tức đem Diệp Thần Phong thân ảnh cho che lại. Giữa bầu trời che kín thái dương mây đen là càng ép càng thấp rồi. Tích tích lịch lịch tiểu vũ từ bầu trời bên trong phiêu rơi xuống dưới,
Từ từ này tiểu vũ từ từ bắt đầu trở nên lớn, toàn bộ quảng trường người, bao quát Nghiêm Phi Trần ở bên trong, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong phương hướng, về phần được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn hắn khi nghe đến nghịch huyết mà lên, phá thiên đoạt mệnh câu nói này sau, trên mặt bọn họ lộ ra một vệt mừng rỡ cùng thần sắc kinh ngạc. Tại mưa to tẩy lễ dưới, bao phủ lại Diệp Thần Phong bột phấn toàn bộ tản đi rồi, chỉ thấy trong mưa to, Diệp Thần Phong đứng ở trên mặt đất, trên mặt hắn vẻ mặt vô cùng yên tĩnh, mái tóc thật giống so với vừa vặn trưởng không ít, trên ót tóc trực tiếp khoác đã đến phía sau lưng, về phần tóc trên trán cũng đưa hắn một con mắt phải cho che khuất, hắn cái kia được vỡ vụn vai cốt cùng xương bánh chè hoàn toàn khôi phục rồi. Tại Diệp Thần Phong bốn phía thật giống có một tầng tấm bình phong thiên nhiên, giữa bầu trời mưa to không chút nào xối ướt Diệp Thần Phong quần áo, vô số giọt mưa tại nhanh muốn tới gần Diệp Thần Phong thời điểm, dồn dập hướng về Diệp Thần Phong hai bên đi vòng quanh rồi. Diệp Thần Phong hai tay đột nhiên run lên, không khí chung quanh bên trong giọt mưa nhanh chóng vây quanh hắn xoay tròn, cùng lúc đó, nhất cổ cực hạn linh hồn lực từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể trong giây lát trưng vọt lên. Cách đó không xa Hứa Hồng Văn cùng Thẩm Minh Hiên bọn người ở tại cảm nhận được này cỗ linh hồn lực sau, bọn hắn nhất thời cảm giác trong cơ thể một trận huyết khí dâng lên, Hứa Hồng Văn trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Diệp Thiếu trong cơ thể linh hồn lực e sợ đã vượt qua thần cấp rồi. Nghiêm Phi Trần là không dám tin lắc đầu, hắn cũng không biết, cuối cùng linh hồn lực, một chiêu này, trong miệng tự nhủ, như thế sao có thể. Ta trọn vẹn tiêu hao 170 năm tuổi thọ mới miễn cưỡng vượt qua thần cấp tầng thứ, Diệp Thần Phong làm sao có khả năng cũng vượt qua thần cấp tầng thứ. Được treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, bọn hắn tại cảm nhận được Diệp Thần Phong tản ra linh hồn lực sau, Lâm Khang Thắng thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nguyên lai Thần Phong đem cuối cùng linh hồn lực, tu luyện thành công a hát. Thẩm Kinh Vũ đầy mặt hổ thẹn, hắn hư nhược nói ra, Khang Thắng. Hôm nay Minh hầu như đều là Thần Phong một người giải quyết, là chúng ta đem Thần Phong cuốn vào trận này đấu tranh bên trong. Đối với Thần Phong tới nói, e sợ thi triển này, cuối cùng linh hồn lực, trong lòng của hắn là làm một phen cực kỳ kịch liệt dẫy dụa. Sau trận chiến này, bất kể như thế nào, ta Thẩm Kinh Vũ mệnh chính là hắn Diệp Thần Phong được rồi. Lâm Khang Thắng cũng gật gật đầu, nói ra, Kinh Vũ, ta Lâm Khang Thắng mệnh dã là Diệp Thần Phong. Còn có chúng ta Diệt Thiên Minh còn lại tất cả thành viên mệnh cũng đều là Diệp Thần Phong, chúng ta nhất định muốn lập xuống một quy củ, về sau phàm là chúng ta Diệt Thiên Minh đời sau, nhất định muốn vĩnh viễn ủng hộ Diệp gia, vậy cũng là chúng ta đối Thần Phong duy nhất có thể làm được bồi thường. Mắt phải được tóc đen che khuất Diệp Thần Phong, hắn cảm giác trong cơ thể linh hồn lực mãnh liệt cực kỳ, tại linh hồn lực vượt qua thần cấp một khắc đó, Diệp Thần Phong cảm xúc đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Hắn con người đen nhánh nhìn hướng cách đó không xa Nghiêm Phi Trần, khóe miệng xẹt qua một vệt độ cong, nói ra, Nghiêm Phi Trần, hôm nay muốn thắng trận này trò chơi người là ta Diệp Thần Phong, người Nghiêm Phi Trần nhất định là ta bại tướng dưới tay Diệp Thần Phong. Trên người được nước mưa ướt đẫm Nghiêm Phi Trần, hắn mặc cho giọt mưa lướt xuống gò má của hắn, trong cổ họng hắn điên cuồng quát, Diệp Thần Phong, ta Nghiêm Phi Trần không thể thua ngươi, tuyệt đối không thể thua ngươi. Chương 1203, hạ màn, trở về. Giữa bầu trời giàn giụa mưa to không có đình chỉ xu thế. Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần tựa như điên cuồng lời nói vang vọng ở thần đảo trên quảng trường. Mà Diệp Thần Phong trên mặt nhưng vẫn là phong đạm vân khinh vẻ mặt, hắn đen nhánh kia trong con người ánh mắt, phảng phất căn bản không có coi Nghiêm Phi Trần là chuyện quan trọng tình. Diệp Thần Phong tay phải cùng tay trái đồng thời đưa ra ngoài, ở trong không khí vi vi vung lên. Vượt qua thần cấp linh hồn lực liền nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tán phát ra đến, ở trước mặt hắn vô số giọt mưa nhanh chóng ngưng tụ lên, rất nhanh, này vô số giọt mưa ở trong không khí ngưng tụ thành một thanh dài ước 8 mét. Bề rộng chừng 3 mét cự kiếm, từ nơi này thanh do giọt nước ngưng tụ mà thành cự kiếm bên trong, không ngừng lan tràn ra cực kỳ cường hãn uy thế. Diệp Thần Phong hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, cái này cự kiếm liền hướng Nghiêm Phi Trần vai phải nơi bổ xuống. Không khí chung quanh trở nên cực kỳ hỗn loạn, một cái phách, dường như muốn đem thiên địa đều bổ ra bình thường. Tóc trắng đầy đầu Nghiêm Phi Trần, hắn đang nhìn đến cái này hướng về hắn vai phải bổ tới cự kiếm sau đó bàn tay phải của hắn đột nhiên đi lên duỗi một cái, nỗ lực muốn đem cái này cự kiếm cho chống đỡ đỡ được. Miệng quát, Diệp Thần Phong, linh hồn của ngươi lực đã vượt qua thần cấp, linh hồn của ta lực cũng tương tự đã vượt qua thần cấp, ta cũng không tin không chặn được ngươi chiêu này rồi.
Tại do giọt nước ngưng tụ mà thành cự kiếm cùng Nghiêm Phi Trần bàn tay phải đụng vào thời điểm, Nghiêm Phi Trần bàn tay phải phảng phất biến thành đậu phụ bình thường, cự kiếm trong nháy mắt phá tan rồi Nghiêm Phi Trần thủ trưởng, một đường đem Nghiêm Phi Trần cả cánh tay phải cánh tay chém thành hai nửa, sau đó, đem Nghiêm Phi Trần toàn bộ cánh tay phải cũng trực tiếp cho bổ xuống. Toàn bộ cánh tay phải được chặt đi xuống Nghiêm Phi Trần, tiên huyết không ngừng từ hắn chỗ gãy chân tuôn trào ra. Điểm ấy đau đớn đối với thực lực siêu càng thần cấp Nghiêm Phi Trần tới nói không đáng kể chút nào được rồi, chỉ là tại hắn cánh tay phải được Diệp Thần Phong ung dung chặt đi xuống nháy mắt, cả người hắn đều sững sờ rồi, trong miệng hốt hoảng nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi thực lực của ta đều đã vượt qua thần cấp, ngươi làm sao có khả năng thoải mái như vậy liền chặt rơi xuống của ta cánh tay phải. Nghe vậy, đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng ở Nghiêm Phi Trần trước mặt rồi, bàn tay phải vi vi nhất chuyển, trong không khí giọt mưa liền tập trung đến Diệp Thần Phong trên lòng bàn tay. Nghiêm Phi Trần căn bản bắt giữ không tới Diệp Thần Phong thân ảnh, đợi đến Diệp Thần Phong xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn chả chưa kịp phản ứng đây, bàn tay phải chu vi liên tục tập trung giọt mưa Diệp Thần Phong, hắn nhanh chóng đem bàn tay phải đặt tại Nghiêm Phi Trần trên bụng, trong miệng bình thản nói ra. Người ta tuy rằng đều đã vượt qua thần cấp, nhưng là linh hồn của ta lực trả mạnh hơn ngươi thượng một bậc. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng đặt tại Nghiêm Phi Trần trên bụng thời điểm, chung quanh giọt mưa trở nên càng thêm điên cuồng lên, từng giọt phổ thông giọt mưa phảng phất là biến thành giết người lợi khí. Những này giọt mưa điên cuồng quán xuyên Nghiêm Phi Trần thân thể, Nghiêm Phi Trần thân thể trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ lên, Nghiêm Phi Trần không cam lòng trừng lên Diệp Thần Phong ta. Tại Nghiêm Phi Trần trong miệng vừa vặn nói ra một cái ta chữ, chung quanh giọt mưa trong nháy mắt đem Nghiêm Phi Trần thân thể nuốt mất rồi, ầm. Một tiếng, Nghiêm Phi Trần thân thể trực tiếp nổ tung ra, cả viên đầu lâu cũng bắn ra bay ra ngoài. Cách đó không xa Hứa Hồng Văn cùng Thẩm Minh Hiên đám người. Bọn hắn nhìn thấy Nghiêm Phi Trần thân thể nổ tung, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu vẫn là hoàn chỉnh rồi, này Nghiêm Phi Trần nhất định là chết không thể chết lại. Bọn hắn quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến tất cả những thứ này, bọn hắn cảm giác được xuất Nghiêm Phi Trần thực lực đồng dạng là đã vượt qua thần cấp, nhưng vừa vặn còn bị Nghiêm Phi Trần đạp ở dưới bàn chân Diệp Thần Phong, cứ như vậy Phong Đạm Vân Khinh hai chiêu đem Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần giết đi. Thi triển, cuối cùng linh hồn lực, Diệp Thần Phong, hắn đang nhìn đến Nghiêm Phi Trần thân thể hoàn toàn nổ thành huyết vụ sau. Trong lòng của hắn này mới chậm rãi thở ra một hơi, nhưng mà, vừa lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh hồn lực đang từ từ trôi qua, hắn cái kia thành dài tóc cũng đang chậm rãi rút ngắn. Linh hồn này lực biến mất tổng cộng là chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất là thi triển xong, cuối cùng linh hồn lực sau. Người sử dụng thực lực lập tức rơi xuống đến đế cấp tầng thứ tột cùng, giai đoạn thứ 2 là trong vòng 5 ngày linh hồn rơi xuống đến tông cấp tầng thứ, giai đoạn thứ 3 là trong vòng 10 ngày linh hồn lực hoàn toàn tiêu tan. Cảm thụ trong cơ thể linh hồn lực rơi xuống đến thần cấp đỉnh phong, Diệp Thần Phong hai tay của là thật chặt nắm thành quyền đầu, hắn không cam lòng biến thành một người bình thường, hoặc là nói còn có chuyện chờ hắn đi hoàn thành. Chí ít hắn hiện tại còn chưa thể biến thành người bình thường a hát. Trong cơ thể linh hồn lực không ngừng chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc sẽ rớt phá thần cấp đỉnh phong, Diệp Thần Phong trong lòng bi thảm cười một tiếng nói, lẽ nào liền muốn như thế kết thúc rồi à? Đột nhiên, tại Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực lập tức muốn rớt phá thần cấp tầng thứ tột cùng thời điểm, trong cơ thể hắn linh hồn lực thật giống trong nháy mắt được mỗ nguồn sức mạnh phong tỏa lên, trong cơ thể hắn linh hồn lực không sẽ chậm rãi trôi qua, nhưng còn không có đợi hắn tới kịp cao hứng, hắn liền cặp mắt tối sầm lại, cả người bay thẳng đến trên mặt đất ngã xuống. Cách đó không xa Thẩm Minh Hiên lập tức từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, bóng người lập tức xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh, duỗi ra hai tay đem Diệp Thần Phong vịn rồi. Mà Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đám người, bọn hắn nhưng là sẽ bị treo lơ lửng ở giữa không trung Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng cho cứu lại, trong đó Lâm Khang Thắng thân thể ngược lại không có gì đáng ngại, chủ yếu là Thẩm Kinh Vũ thực sự quá hư nhược rồi, thế là, Hứa Hồng Văn cùng Lý Gỗ Lim đám người dồn dập đem linh hồn lực rót vào đã đến Thẩm Kinh Vũ trong cơ thể. Sau nửa giờ, Thẩm Kinh Vũ sắc mặt nhìn qua khá hơn nhiều, bên trong thân thể linh hồn lực cùng thương thế mặc dù không có khôi phục, thế nhưng cả người hắn tối thiểu có thể chính mình đứng thẳng đi lại. Giữa bầu trời mưa rơi từ từ tiểu xuống, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn trời quang mây tạnh rồi. Đỡ Diệp Thần Phong Thẩm Minh Hiên,
hắn hai con mắt đỏ bừng nhìn xem chính mình phụ thân, hỏi cha, ngài không có sao chứ? Thẩm Kinh Vũ là khoát tay áo một cái, nói ra, Minh Hiên, yên tâm đi. Ta bộ xương già này còn chưa chết đây. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng ánh mắt đồng thời nhìn hướng Diệp Thần Phong, cảm giác được hôn mê Diệp Thần Phong thực lực vẫn còn thần cấp tầng thứ tột cùng, này để cho bọn họ ngược lại là rất nghi hoặc, bởi vì bọn họ biết đang sử dụng xong, cuối cùng linh hồn lực sau, Diệp Thần Phong linh hồn lực hẳn là yếu lùi tới đế cấp tầng thứ tột cùng mới đúng. Cha, Lâm Thúc, các ngươi nhìn Thần Phong làm gì? Ta đã kiểm tra Thần Phong thân thể, hơi thở của hắn vô cùng vững vàng, hẳn là rất nhanh có thể đủ từ hôn mê tỉnh lại. Thẩm Minh Hiên mở miệng nói ra. Ai, Thẩm Kinh Vũ trong cổ họng thở dài, nói ra, Minh Hiên, ta xem không ngươi muốn đến đơn giản như vậy, ngươi biết Thần Phong vì cái gì có thể chiến thắng Nghiêm Phi Trần sao? Đó là bởi vì, Thẩm Kinh Vũ đem có quan hệ, cuối cùng linh hồn lực, sự tình nói một lần. Sau đó, Lâm Khang Thắng cũng lập tức nói ra, Minh Hiên, ba của ngươi nói không sai, theo lý tới nói Thần Phong thực lực hôm nay hẳn là yếu lùi tới đế cấp đỉnh phong, nhưng Thần Phong thực lực vẫn là duy trì tại thần cấp đỉnh phong, vậy thì vô cùng quỷ dị, ta sợ Thần Phong hôn mê lần này không bình thường a hát. Được rồi, chúng ta trước rời đi nơi này nơi thần đảo rồi hãy nói. Hay là Thần Phong ngày mai sẽ có thể tỉnh lại cũng không nhất định. Thẩm Kinh Vũ nói ra. Thẩm Minh Hiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa Nghiêm Phi Trần cái đầu kia, hắn đối với Trình Đại Hổ nói ra, Đại Hổ, ngươi tới đỡ Thần Phong. Tại Trình Đại Hổ đỡ lấy Diệp Thần Phong sau, Thẩm Minh Hiên liền muốn hướng về Nghiêm Phi Trần đầu lâu đi tới, Thẩm Kinh Vũ thấy thế, hắn nói ra, Minh Hiên, được rồi, Nghiêm Phi Trần đã bị chết, liền để hắn bảo lưu một viên hoàn chỉnh đầu lâu đi. Thẩm Minh Hiên dưới chân bước chân dừng một chút, cuối cùng hắn vẫn là nghe theo hắn lời của phụ thân. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng các loại một đám người minh mông cuồn cuộn hướng về thần đảo cửa ra vào đi đến. Làm Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người rời đi thần đảo quảng trường này lúc, Nghiêm Phi Trần viên kia yên tĩnh nằm ở trên quảng trường đầu lâu vi vi chuyển nhúc nhích một chút, tại trên mặt của hắn mang theo một vệt cực kỳ nụ cười quái dị, không biết viên này đầu lâu là bị gió cho thổi đến mức chuyển động đây này. Vẫn là, đương nhiên tình cảnh này Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người đã là không thấy được. Bọn hắn tại đi tới thần đảo cửa ra vào nơi sau, bọn hắn liền lập tức leo lên một chiếc du thuyền, chuẩn bị trở về kinh thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1204, vẫn chưa tới thời điểm. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người cưỡi du thuyền bên trên du thuyền là từ từ khởi động. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đứng ở trên boong thuyền, nhìn qua cái kia càng ngày càng xa Thiên Minh thần đảo. Một bên Trình Đại Hổ cùng Thẩm Minh Hiên là phân biệt đỡ hôn mê Diệp Thần Tuấn một bên, bọn hắn tập dạng là nhìn xem thần đảo suy nghĩ xuất thần, rất lâu sau đó tại du thuyền chạy được một đoạn khoảng cách sau, trên boong thuyền mọi người hoàn toàn vọng không gặp thần đảo rồi. Thẩm Kinh Vũ quay đầu lại liếc nhìn rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong, hắn khuôn mặt lộ ra một vệt nhớ lại vẻ mặt, nói ra, tại mấy cái tháng trước, ta cùng Khang Thắng lần thứ nhất cùng Thần Phong lúc gặp mặt, chúng ta đều chỉ cho rằng thần dụ là một thược. Rất nhiều tiềm lực, hoặc là có thể xưng là thiên tài thanh niên, có thể để cho ta cùng Khang Thắng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mới chỉ là thời gian mấy tháng, Thần Phong là được trưởng đã đến cái trình độ này, ta cùng Khang Thắng cũng không bằng Thần Phong a hát. Lâm Khang Thắng cũng tán đồng gật gật đầu, nói ra, Kinh Vũ, ngươi nói không sai, nhớ chúng ta diệt Thiên Minh cùng Thiên Minh đấu tranh trọn vẹn thời gian mấy chục năm, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thua ở Thiên Minh trên tay. Mà thần dụ lại chỉ dùng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hắn liền đem cả Thiên Minh cho nhổ tận gốc, chúng ta hầu như đều không giúp đỡ thần dụ bất kỳ bận bịu, nói đến còn thật sự phi thường nói chuyện xấu hổ đây. Thiên Minh chân chính hủy diệt sau đó Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng trên người áp lực đột nhiên nhẹ đi, bất quá, hai người bọn họ vừa nghĩ tới Diệp Thần Phong thi triển, cuối cùng linh hồn lực, sau đó bây giờ liền lâm vào hôn mê trong, này để hai người bọn họ trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Đỡ Diệp Thần nổ bên trái Trình Đại Hổ, hắn đột nhiên mắt đỏ vành mắt, hỏi Trầm Thúc, Lâm Thúc, lẽ nào thần dụ đang sử dụng rồi, cuối cùng linh hồn lực, sau đó hắn thân trong cơ thể linh hồn lực thật sự hội kim bộ tiêu tan sao? Lâm Khang Thắng hồi đáp, Đại Hổ, theo lý tới nói là này bới ra, ban đầu ta đem quyển bí tịch này giao cho Thần Phong thời điểm, ta nói với hắn sáng tỏ hết thảy. Bản Diệp Thần dụ bên phải Thẩm Minh Hiên, hắn trong con người cũng tràn đầy vẻ đau thương.
nói ra, trước đó Thần Phong đem hết toàn lực cùng Nghiêm Phi Trần đối chiến, ta nghĩ Thần Tuấn trong lòng cũng biết, chỉ đùa tự L thi triển cuối cùng linh hồn lực. Hắn liền có thể trong nháy mắt miểu sát Nghiêm Phi Trần rồi, nhưng thần dụ chính là một cường giả, hắn dựa vào tự phàm đã tới thần cấp tầng thứ, hắn dựa vào chính mình từng bước đi tới hôm nay, thậm chí nhiều lần tại bên bờ tử vong bồi hồi qua, ta nghĩ hắn đang sử dụng, cuối cùng linh hồn lực, trước đó, trong lòng của hắn khẳng định cũng do dự qua, nếu như Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực thật sự toàn bộ tiêu tan, như vậy chuyện này với hắn thật sự quá tàn nhẫn. Đứng sau lưng Thẩm Minh Hiên Tiêu Lập Viễn, hắn cũng mở miệng nói ra, hiện tại thần dụ trong cơ thể linh hồn lực không phải ngừng lưu tại thần cấp đỉnh dụ sao? Hay là thần dụ trong cơ thể linh hồn lực sẽ không tiêu tan đâu này? Nghe vậy, Trình Đại Hổ cùng Thẩm Minh Hiên ánh mắt không nháy một cái nhìn hướng Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng, Thẩm Kinh Vũ lắc lắc đầu, nói ra, một khi này, cuối cùng linh hồn lực thi triển ra, người sử dụng trong cơ thể linh hồn lực tuyệt đối sẽ chậm rãi biến mất. Phải biết một chiêu này là đột phá cực hạn đi ngược lên trời, hiện tại thần tùng trong cơ thể linh hồn lực không có chậm rãi tiêu tan, thần dụ trả lâm vào độ sâu hôn mê trong, này trái lại để cho ta càng thêm lo lắng, bất quá, Thần Phong lúc trước sáng tạo kỳ tích đã nhiều vô cùng rồi. Hay là chính như Lập Viễn nói như vậy, thần dụ tại tỉnh thừa sau đó hắn trong cơ thể linh hồn lực vẫn là có thể duy trì tại thần cấp đỉnh dụ tầng thứ. Lâm Khang Thắng trong miệng khẽ thở dài, hắn đột nhiên hỏi, đúng rồi. Minh Hiên, hân gì đâu này? Người tại sao không có cùng với các ngươi? Thẩm Minh Hiên đem bọn hắn rơi vào đáy biển cung điện chuyện tóm tắt nói một lần, còn đem từ Diệp Thần Phong nơi đó nghe được cũng xiển thuật một lần, cuối cùng lại nói, Lâm Thúc, thần dụ đã nói hân gì không có nguy hiểm, hắn còn nói qua các loại diệt trừ thiên minh sẽ đem hân gì tự mình tiếp trở về, ta nghĩ Thần Phong sẽ không gạt chúng ta, các loại thần dụ tỉnh sau đó đi tới, chúng ta nhiễm thật tốt hướng thần dụ hỏi một chút mũi huống đi. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đối với Thẩm Minh Hiên nói đáy biển cung điện, bọn họ là kinh ngạc không ngậm miệng được rồi, đặc biệt là nghe được từ cung điện trên trụ đá chạy đến các loại chưa bao giờ nghe mãnh thú, nếu không phải Thẩm Minh Hiên như thế đàng hoàng trịnh trọng, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Thẩm Minh Hiên đang nói đùa. Lâm Khang Thắng đã trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, vậy chỉ có thể các loại Thần Phong đã tỉnh lại cách nói các ngươi trước tiên đỡ Thần Phong đi nghỉ ngơi đi. Rơi vào chiều sâu bất tỉnh nghịch bên trong Diệp Thần Dụ, khởi điểm trong đầu hắn ý thức vô cùng mơ hồ. Tại ý thức từ từ bắt đầu rõ ràng lúc thức dậy, hắn phát hiện mình thân ở một cái phi thường độc đáo chòi nghỉ mát bên ngoài, tại trong lương đình có một chương bàn đá cùng bốn tấm thạch cái chốt, một cái bóng trắng nhân hòa một cái bóng đen người đang trong lương đình ngồi mặt đối mặt, ở trên bàn chả để đó một họa bàn cờ, này bóng trắng nhân hòa bóng đen người rất rõ ràng là ở đánh cờ. Nhìn thấy một cái mộ hậu, Diệp Thần Tuấn liền biết mình lại lâm vào trong ảo cảnh, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy chính mình trong ảo cảnh bóng trắng nhân hòa bóng đen người, chỉ thấy bóng trắng người là một thân sạch sẽ trường sam màu trắng, khuôn mặt chất là hết sức tuấn tú, trong lúc vung tay nhấc chân đều tràn đầy hạo nhiên chính khí, mà bóng đen trên thân người đương nhiên là một thân trường sam màu đen rồi, bóng đen người tướng mạo cũng không kém, bất quá, bóng đen trên thân người để lộ ra nhất cổ tà khí. Cùng bóng trắng người vừa vặn tạo thành một loại phi thường sự chênh lệch rõ ràng. Này bóng trắng nhân hòa bóng đen người từ tướng mạo thượng thừa xem, đều là hơn 40 tuổi bộ dáng. Đứng ở chòi nghỉ mát bên ngoài Diệp Thần Dụ, hắn muốn đi vào trong lương đình, mà khi hắn mới vừa vù bước ra một bước, trên người hắn đột nhiên gia tăng rồi áp lực cực lớn, ầm. Một tiếng, cả người trực tiếp được này cỗ áp lực đè ngã xuống trên mặt đất. Trong lương đình bóng trắng người để xuống trong tay quân cờ, tay phải nhẹ nhàng vung lên, nằm sấp chất ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, thân thể của hắn liền bay ngược ra một chút, cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trên người áp lực cũng bỗng nhiên biến mất rồi, bóng đen người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, cười nói tiểu tử, hiện nay này lương đình còn không phải ngươi có thể tiến vào. Diệp Thần Dụ tức giận từ dưới đất bò dậy, hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi hiện tại có thể hay không nói cho ta, Lâm Hân Di đến cùng được ai cho bắt đi rồi? Đem ta toàn thân gân mạch cùng xương nổ tung lão đầu tây rốt cuộc là ai? Bóng đen người khinh thường cười nói, tiểu tử, đây chính là ngươi đối với chúng ta nói chuyện thái độ. Lẽ nào ngươi đã quên ngươi tại khi tỉnh táo mình đã làm gì sự tình? Nếu không có chúng ta đúng lúc phong tỏa ngăn cản ngươi trong cơ thể linh hồn lực, trong vòng 10 ngày ngươi trong cơ thể linh hồn lực tất nhiên toàn bộ biến mất. Diệp Thần Dụ cơ thể hơi run lên, hắn suýt chút nữa thành một cái mảnh vụn cho quên đi,
hắn phi thường sách sở nhớ rõ, tại hôn mê lúc trước một khắc đó, hắn trong cơ thể linh hồn lực đích thật là bị khóa ổn định ở thần cấp tầng thứ tột cùng rồi, nói như vậy là bóng trắng nhân hòa bóng đen người đang trợ giúp hắn. Bóng trắng người nhìn xem Diệp Thần Phong nhíu mày, hắn cười nói tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải lo lắng, dù sao ngươi chỉ phải nhớ kỹ hai chúng ta sẽ không hại ngươi chính là, hai chúng ta bây giờ cũng chỉ là một tia tàn hồn, mà thôi, có thể giúp cho ngươi hết sức có hạn, lần này tuy rằng giúp ngươi tạm thời đã tập trung vào linh hồn lực, nhưng một cái giá lớn chính là ngươi có thể phải hôn mê 4 tháng sau mới có thể thức tỉnh. Lấy thực lực của ngươi bây giờ nói cho ngươi biết tất cả mọi thứ vẫn chưa tới thời điểm, hơn nữa ngươi trong cơ thể linh hồn lực không thích hợp tu luyện, thế nhưng, chúng ta sẽ giúp ngươi đi ngược lên trời, chờ ngươi thức tỉnh sau đó ngươi nên muốn về lại cổ võ giới đây này chứ. Chờ ngươi trở lại cổ võ giới bên trong, ta nghĩ chúng ta là có thể đối với ngươi tiết lộ một ít chuyện. Tại bạch bóng người mới vừa vù nói xong, bóng đen người lập tức lại nói tiếp, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi diệt cái này, cái gì thiên minh liền không dậy nổi, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi bây giờ, hoặc là nói được ngươi tiêu diệt vậy hôm nay minh, căn bản là liền cái chả là cái cóc khô gì, miệng ngươi phong lão giả kia, ngươi cũng tự mình nhận thức quá thủ đoạn của nàng đi nha. Ngày đó đem ngươi toàn thân gân mạch cùng xương nổ tung, chỉ là lão giả kia một tia thần niệm mà thôi, chống chân một tia thần niệm là có thể dễ dàng đem ngươi xóa bỏ. Người nói bản thân nàng thực lực phải có thiếp sao mạnh mẽ. Bóng đen người có này hí hành hạ nhìn xem Diệp Thần Dụ, tiếp tục nói tiểu tử, bất quá, ngươi cũng không cần nản lòng, ngươi là hai chúng ta xem người tốt, chỉ cần ngươi nghe nỗ lực của chúng ta mũi luyện, như lão già kia như vậy mặt hàng, về sau ngươi mấy giây là có thể giải quyết hơn 10 cái, chờ ngươi lần này lại tiến vào cổ võ giới, ta nghĩ thời cơ liền sẽ thành thục, đến lúc đó ngươi đem gặp được một cái đặc sắc vạn phần thế giới. Chương 1205, tuyệt đối nghịch thiên. 4 tháng sau, kinh thành, phòng vệ doanh, Diệp Thần Phong căn phòng bên trong. Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đám người sớm đã đem Diệp Thần Phong mang trở lại kinh thành rồi, có thể nói Diệp Thần Phong đã trọn vẹn hôn mê có 4 tháng lâu. Bên trong gian phòng, Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiệt, Vũ Khôn Minh, Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên bọn người tại, bất quá. Mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ nhưng không thấy tung ảnh của các nàng. Bởi vì hôm nay là Diệp Thần Phong nữ nhân Trần Tư Vũ sinh nở sản xuất tháng ngày, thấy Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn cũng không cách nào từ hôn mê tỉnh lại. Tuy rằng trong lòng các nàng đều làm lo lắng Diệp Thần Phong, nhưng các nàng vẫn là quyết định đi trước chờ Trần Tư Vũ thuận lợi đem hài tử sinh ra được, sau đó các nàng lại trở về bồi tiếp Diệp Thần Phong. Trầm tiên sinh, Thần Phong đã hôn mê 4 tháng rồi, còn tiếp tục như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Diệp Đông Kiện hỏi Thẩm Kinh Vũ. Thẩm Kinh Vũ nhíu nhíu mày, nói ra ta mỗi ngày đều giúp Thần Phong kiểm tra một lần thân thể, Thần Phong thân thể cơ năng hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ta cùng Khang Thắng cũng cùng một chỗ thử qua rất nhiều loại biện pháp, nhưng thủy chung là không cách nào đem Thần Phong cho tỉnh lại, xem ra bây giờ chỉ có thể làm cho Thần Phong chính mình tỉnh táo lại. Diệp Đông Kiện thở dài. Nói ra, ai, hôm nay đối với Thần Phong tới nói là một ngày trọng đại a hát. Hắn và Tư Vũ hài tử liền muốn vào hôm nay ra đời, đáng tiếc Thần Phong không thể tận mắt chứng kiến tình cảnh này rồi. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ. Tại Diệp Đông Kiện vừa vặn nói xong câu đó thời điểm, nguyên bản nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên ngồi dậy, trong cổ họng là một trận ho kịch liệt, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, tầm mắt cũng bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng lên. Hôn mê 4 tháng để đầu của hắn có phần chóng mặt, hắn liếc nhìn Diệp Đông Kiệt, không khỏi hô tiểu thúc. Ở đây Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng đột nhiên nhìn thấy tỉnh lại Diệp Thần Phong, đồng thời cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực vẫn là duy trì tại thần cấp tầng thứ tột cùng. Này để hai người bọn họ trong lòng phải không cấm vui sướng lên, bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực chậm rãi trôi qua. Thẳng đến cuối cùng biến thành một người bình thường được rồi. Diệp Đông Kiện đang nhìn đến Diệp Thần Phong tỉnh lại sau đó hắn vội vàng nói, Thần Phong, nhanh chóng đi theo ta, ngươi trọn vẹn hôn mê 4 tháng rồi, hôm nay là Tư Vũ sản xuất tháng ngày, ngươi lập tức liền muốn thật sự làm ba ba. Trong đầu còn có chút ngất phù vù Diệp Thần Phong, hắn khi nghe đến Diệp Đông Kiện lời nói sau. Hắn hơi hơi sửng sốt 2 giây đồng hồ, sau đó hắn liền lập tức đứng lên, khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, hỏi tiểu thúc, Tư Vũ ở nơi nào sinh nở sinh sản. Ngươi đi theo ta chính là rồi. Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh hai cái trước tiên hướng về bên ngoài phòng chạy ra ngoài,
Diệp Thần Phong là theo sát ở mặt sau. Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng, Thẩm Minh Hiên cùng Trình Đại Hổ đám người, bọn hắn cũng lập tức đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Bởi Diệp Lão Gia Tử Diệp Trấn Hồng cùng Dư Lão Gia Tử Dư Năm được mùa các loại một đám Lão Gia Tử, bọn hắn đều chuyển tới phong vệ doanh bên trong đến ở, cho nên tại phong vệ doanh bên trong đã thành lập nên một tòa chữa bệnh nhà lớn. Tại đây chữa bệnh bên trong đại lâu công tác y sinh đều là thế giới cấp quyền uy, hơn nữa nhà này chữa bệnh trong đại lâu thiết bị cũng là toàn quốc tiên tiến nhất. Tại Diệp Thần Phong đi theo Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh chạy đến chữa bệnh đại lâu cửa phòng sinh lúc, Diệp Trấn Hồng các loại một đám lão gia tử, Tôn Mỹ Cầm cùng Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ đều tại sản ngoài cửa phòng chờ đợi. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, này làm cho ở đây cả đám một trận mừng rỡ. Sau đó, Tôn Mỹ Cầm lập tức đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra, Thần Phong, ngươi nhưng thanh tỉnh quá đúng lúc rồi, nhanh chóng đến trong phòng sinh đi bồi tiếp Tư Vũ đi. Cùng Tư Vũ đồng thời chứng kiến các ngươi hài tử sinh ra. Tôn Mỹ Cầm hiện tại cũng không kịp hỏi nhiều Diệp Thần Phong tình huống thân thể rồi, phải biết Trần Tư Vũ mới vừa vặn bị đẩy tiến phòng sinh, hiện tại Diệp Thần Phong tiến vào phòng sinh vẫn tới kịp. Nghe vậy, Diệp Thần Phong cũng không có thời gian cùng một đám lão gia tử chào hỏi, hắn tại mặc vào diệt khuẩn quần áo sau đó hắn liền vội vã đi vào bên trong phòng sinh, đi tới đang tại thống khổ sinh nở sản xuất Trần Tư Vũ bên cạnh. Trần Tư Vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó người thống khổ trên mặt lập tức lộ ra một vệt mừng rỡ, Diệp Thần Phong tại Trần Tư Vũ bên cạnh ngồi xổm người xuống, bàn tay phải nắm thật chặt Trần Tư Vũ tay ngọc. Trong miệng khích lệ nói, Tư Vũ, nỗ lực lên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có cộng đồng ái tình kết tinh rồi. Phụ trách thay Trần Tư Vũ đỡ đẻ nữ bác sĩ, trong miệng nàng nói ra, Diệp Thái Thái. Ngươi tận lực nỗ lực hấp khí lại thở. Ước chừng sau 45 phút. Oa oa oa. Làm ngoài phòng sinh mọi người nghe được một trận trẻ con tiếng khóc sau, người ở chỗ này là không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh, cửa phòng sinh bị đẩy ra, phụ trách đỡ đẻ nữ bác sĩ. Người tại cung kính cho một đám lão gia tử chào hỏi một tiếng sau, nàng nói, hài tử thuận lợi sinh ra được rồi, là cái nam hài, các ngươi có thể vào xem rồi. Khi nghe đến nữ bác sĩ lời nói này sau, tất cả mọi người tại chỗ đều chào vào bên trong phòng sinh, chỉ thấy Diệp Thần Phong trong ngực chính ôm một cái mập mạp trắng trẻo trẻ con, Trần Tư Vũ cũng là gương mặt ngọt ngào. Diệp lão gia tử không kịp chờ đợi chạy tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhìn xem Diệp Thần Phong trong ngực ôm trẻ con. Hốc mắt của hắn chi trong đều có chút ẩm ướt, Dư lão gia tử Dư Năm được mùa cười nói, Trấn Hồng, người bây giờ có thể yên tâm đi. Diệp gia tuyệt đối sẽ từ Thần Phong thế hệ này bắt đầu trở nên phồn vinh thịnh vượng. Diệp Trấn Hồng hít sâu một hơi, nói ra, đúng rồi, Thần Phong, Tư Vũ, các ngươi vẫn không có cho đứa bé này gọi là đây này chứ. Diệp Thần Phong ôn nhu nhìn hướng Trần Tư Vũ, hỏi, Tư Vũ, người có nghĩ đến cái gì tên rất hay sao? Trần Tư Vũ đang suy tư chỉ chốc lát sau, nói ra, Thần Phong, ta chỉ muốn cho con của chúng ta lấy cái phổ thông một chút danh tự là tốt rồi, ta hy vọng đứa nhỏ này về sau bình thường, không nên hướng về ngươi như thế cả ngày đều không có nhà. Nghe vậy, Diệp Thần Phong là lúng túng sờ sờ mũi, nhìn xem trong ngực mang trên mặt nụ cười trẻ con, hắn nói ra, Tư Vũ, vậy không bằng gọi là Diệp Phàm đi. Mang ý nghĩa bình thường. Diệp Phàm. Trần Tư Vũ tại trong miệng lầm bầm một lần sau đó người gật đầu nói, tốt, liền gọi Diệp Phàm đi. Đứng ở phía ngoài đoàn người Diệp Đông Kiện là đẩy ra Diệp Thần Phong bên cạnh, cười nói, Thần Phong, để cho ta tới ôm một cái Diệp Phàm, dù nói thế nào ta nhưng là Diệp Phàm thân thúc công đây. Diệp Đông Kiện trực tiếp đem Diệp Thần Phong trong lồng ngực Diệp Phàm ôm tới, Diệp Phàm tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực thời điểm không khóc không nháo, nhưng đã đến Diệp Đông Kiện trong lồng ngực lập tức oa oa khóc giống lên. Này làm cho Diệp Đông Kiện là vội vàng hống lên hài tử đến. Diệp Phàm là càng khóc càng lớn tiếng, nhất cổ yếu ớt linh hồn lực dĩ nhiên từ Diệp Phàm bên trong thân thể tán phát ra đến, này làm cho Diệp Thần Phong cùng Thẩm Kinh Vũ đám người hơi hơi nhíu mày đến. Bởi Diệp Đông Kiện là đứng ở phòng sinh một chỗ vách tường bên cạnh, trong lồng ngực của hắn trước mặt Diệp Phàm tay chân bắt đầu loạn múa, trong chớp mắt, Diệp Phàm một bàn tay nhỏ trưởng vỗ vào một bên trên vách tường. Nhất cổ cường hãn linh hồn lực từ Diệp Phàm trong cơ thể tán phát ra đến, ầm. Một tiếng, chỉnh bức tường vách tường trong nháy mắt hóa thành bột phấn, ôm Diệp Phàm Diệp Đông Kiện, hắn trên trán là thẳng đổ mồ hôi lạnh, hắn bây giờ cũng mới tông cấp trung kỳ thực lực, nhưng vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn lại đang Diệp Phàm trên người cảm nhận được tôn cấp sơ kỳ cao thủ thực lực. Này,
này làm cho hắn có loại muốn đem Diệp Phàm trực tiếp ném xuống đất kích động, này, đây cũng quá xả đạm một ít chứ. Vừa mới sinh ra một đứa con nít liền có tôn cấp sơ kỳ thực lực. Diệp Đông Kiện không ngừng điều chỉnh lỗ mũi mình cùng trong miệng hô hấp, nhìn xem một bên biến thành bụi phấn chỉnh bức tường vách tường, yếu là vừa vặn này một chưởng vỗ tại trên người hắn, chỉ sợ hắn không chết cũng cần phải muốn bị thương nặng rồi, nếu là thật lời nói như vậy Diệp Đông Kiện thật có thể khổ rồi, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trên thế giới này cái thứ nhất được vừa ra đời trẻ con một cái tát đập người chết rồi. Trong phòng sinh tiếng cười nói bỗng nhiên đều biến mất không còn chút nào, ngoại trừ ôm Diệp Phàm Diệp Đông Kiện bên ngoài, những người còn lại cũng đều ngay đầu tiên ngậm miệng lại, thật sự là trước mặt tình cảnh này quá mức chấn kinh rồi, một đứa con nít đem một bức thâm hậu vách tường nhẹ nhàng một cái tát đập thành bột phấn. Này là tuyệt đối nghịch thiên A. Diệp Phàm, cái tên này ý tứ chính là bình thường qua một đời, vừa vặn vì con trai của Diệp Thần Phong có thể bình thường được không? Diệp Phàm danh tự này hay là có thể đổi một loại phương thức lý giải, cái kia chính là, Diệp Phàm, nhất định bất phàm. Chương 1206, giày nữa một lần ra mặt. Bên trong phòng sinh, Diệp Thần Phong cảm nhận được con trai của chính mình Diệp Phàm thậm chí có tôn cấp sơ kỳ thực lực, điều này thực cũng bắt hắn cho sợ hết hồn, bất quá, hắn làm nhanh đã hồi phục thần trí, đem Diệp Phàm từ Diệp Đông Kiện trong lồng ngực ôm trở về. Mà Diệp Đông Kiện đang nhìn đến Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem một bức hậu thật phách tường đập thành bột phấn, hắn sớm cũng cảm giác trong ngực Diệp Phàm là một khối năng thủ sơn dụ, tại Diệp Thần Phong đem Diệp Phàm ôm sau khi trở về, hắn lúc này mới hung hăng thở ra một hơi, vừa vặn thật là đáng sợ, để Diệp Đông Kiện là lo lắng đề phòng, hắn vẫn đúng là sợ sệt Diệp Phàm tay nhỏ ở trên người hắn như thế đến một phát. Được Diệp Thần Phong ôm trở về Diệp Phàm, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong khuôn mặt sau, hắn lập tức đình chỉ gào khóc, trên mặt lần thứ hai lộ ra thiên chân vô tà nụ cười đến. Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn cũng liền bận bịu đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, Thẩm Kinh Vũ tại cẩn thận cảm thụ một cái Diệp Thần Phong trong ngực Diệp Phàm sau, hắn sâu hít hai cái khí, nói ra, Thần Phong, tên tiểu tử này thật sự chính là nắm giữ tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực rồi, chuyện này quả thật là khiến người ta không thể tin được. Mới vừa mới sinh ra một đứa con nít liền có như vậy thực lực cường hãn. Vậy hắn tương lai sẽ đi đến một bước nào? Lâm Khang Thắng là tán đồng gật gật đầu, nói ra, tên tiểu tử này là con trai của Thần Phong, con trai của Thần Phong lẽ ra nên là cường hãn như thế, tương lai Thần Phong ngươi không phải là được con trai của chính mình cho đã vượt qua a hát. Đứng ở Thẩm Kinh Vũ bên cạnh Thẩm Minh Hiên, Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn ba người này, trong đó Thẩm Minh Hiên hôm nay là cấp thánh đỉnh phong thực lực. Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn là cấp thánh sơ kỳ thực lực, cảm thụ vừa mới sinh ra Diệp Phàm liền có tôn cấp sơ kỳ thực lực. Này để trong lòng bọn họ từng cái là cay đắng không ngớt, nhớ lúc đầu bọn hắn vì bước vào tôn cấp linh hồn lực, bọn hắn nhưng là liều mạng tu luyện. Bây giờ con trai của Diệp Thần Phong Diệp Phàm vừa ra đời liền trực tiếp khóa nhập tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực, này làm cho Thẩm Minh Hiên ba người nhất thời có loại xấu hổ cảm giác. Thẩm Minh Hiên vỗ Diệp Thần Phong vai, cười khổ nói, Thần Phong, lẽ nào bây giờ tôn cấp cường giả liền không đáng giá như vậy? Tại mấy tháng trước chúng ta gặp phải tôn cấp cường giả cũng chỉ có bị nháy mắt giết chết phần a hát. Không nghĩ tới Thần Phong con trai của ngươi vừa sinh ra liền trực tiếp đã tới tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực rồi. Diệp Thần Phong trong lòng cũng không biết vì sao lại như vậy. Hắn nhìn xem Trần Tư Vũ, cười khổ nói, Tư Vũ, xem ra Diệp Phàm muốn bình thường sống cả đời, đây cơ hồ là không thể nào. Tại Diệp Thần Phong mở miệng sau, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong trong ngực tiểu gia hỏa Diệp Phàm, lại nhìn một chút một bên biến thành bụi phấn hậu thực vách tường. Trong đầu hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, hắn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt là càng thêm trìu mến rồi, Diệp lão gia tử đương nhiên hy vọng Diệp gia con cháu mỗi một người đều cực kỳ cường hãn được rồi. Diệp lão gia tử đối hiện nay Diệp Phàm thực lực cũng không rõ ràng, hắn cũng không biết linh hồn lực cụ thể phân chia. Thế là, hắn nhìn hướng Thẩm Kinh Vũ hỏi, Trầm tiên sinh, ta tăng tôn tử thực lực hôm nay đến cùng cường hãn đến mức nào? Thẩm Kinh Vũ cười nói, Diệp lão gia tử, e sợ bây giờ gió vệ đội thành viên không có một cái sẽ là tên tiểu tử này đối thủ. Phải biết gió trong vệ đội cường hãn nhất phương lực mấy người cũng mới chỉ có tông cấp đỉnh phong thực lực. Nghe vậy, Diệp lão gia tử thân thể đột nhiên một cái mão run rẩy, hắn nhưng phi thường rõ ràng gió vệ đội thành viên mỗi người đều là cao thủ.
đặc biệt là vương lực các loại cả đám càng là có thể xưng là tuyệt đối cường giả. Nhưng bây giờ hắn vừa mới sinh ra Tằng Tôn Tử dĩ nhiên so với gió vệ đội bất cứ người nào đều phải cường. Này làm cho Diệp lão gia tử cao hứng không biết hiếu lấy cái gì từ ngữ để hình dung. Đứng ở Diệp lão gia tử sau lưng Vũ lão gia tử Vũ An Quốc cùng Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương, bọn hắn khi nghe đến Thẩm Kinh Vũ không giống đùa giỡn lời nói sau. Hai người bọn họ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía tôn nữ của mình Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh. Bây giờ Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh cái bụng cũng ưỡn đến mức cực lớn. Lại qua mấy tháng Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh cũng phải sinh. Này Diệp Phàm sở dĩ sẽ như vậy châu bò, đây nhất định là cùng Diệp Thần Phong gen có quan hệ. Vũ lão gia tử Vũ An Quốc cười ha hả nói, Trấn Hồng, ta thương lượng với ngươi chuyện này được không? Hiểu Phỉ cái thứ nhất sinh hài tử họ Diệp, ta lại để cho nàng và Thần Phong sinh một cái thứ hai liền họ Vũ đi. Ngươi cũng phải đáng thương ta a. Chúng ta Vũ gia tương lai có thể giữ thể diện người hầu như không có, yêu cầu này ngươi nhất định phải đáp ứng ta a. Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương cũng lập tức nói ra, Trấn Hồng, N Quốc nói không sai, ta cùng N Quốc là giống nhau ý tứ, để Tuyết Linh sinh hai đứa bé, cái thứ nhất họ Diệp, cái thứ hai họ Bạch. Diệp Trấn Hồng nhìn thấy Vũ An Quốc cùng Trắng Hồng Phương một mặt kỳ vọng dáng dấp, hắn lại nhìn một chút Diệp Thần Phong đông đảo nữ nhân, sau này Diệp gia con cháu tuyệt đối thịnh vượng cực kỳ. Cho nên, hắn nói ra, được, nếu như Hiểu Phỉ cùng Tuyết Linh nguyện ý sinh hai đứa bé, cái thứ hai liền họ các ngươi dòng họ. Dư năm được mùa cùng Dương Viễn các loại một đám lão gia tử, nguyên bản bọn hắn sớm liền bất động Diệp Thần Phong đầu óc, nhưng bọn họ đang nhìn đến vừa mới sinh ra Diệp Phàm như thế châu bò sau đó nếu như tương lai bọn hắn đời sau có một người xấu như vậy bê, như vậy tối thiểu có thể bảo vệ gia nghiệp của bọn họ rồi. Khụ khụ. Dư lão gia tử Dư Năm được mùa hầu đà lung bên trong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có phần mặt đỏ nói, Trấn Hồng, xem ra hôm nay ta muốn lại hậu một lần ra mặt rồi, bất kể như thế nào, ta đều muốn đem cháu gái của ta giao cho Thần Phong, cho dù không có một cái chính thức danh phận, ta cũng sẽ không có bất kỳ một câu lời oán hận. Dương Viễn cũng lập tức nói ra, Trấn Hồng, để Thần Phong đáng thương nhà ta nha đầu kia đi. Đem ta ra nha đầu kia cũng cho thu rồi. Ta Dương Viễn là cảm kích vạn phần a hát. Nhà ta nha đầu kia bây giờ đã sớm tuyên thệ không phải Thần Phong không lấy chồng. Dương Viễn lão đầu này bịa đặt là mặt không đỏ không thở gấp. Tại Dư lão gia tử cùng Dương lão gia tử mở miệng sau đó hắn Dư lão gia tử cũng dồn dập mở miệng. Trấn Hồng, năm đó chúng ta ở trên chiến trường chả đồng thời giết qua địch nhân, ngươi nên yếu nhớ tới một cái chúng ta năm đó phân tình chứ. Tôn nữ của ta tướng mạo cũng tuyệt đối không kém. Ta bảo đảm tôn nữ của ta khẳng định xứng với Thần Phong. Trấn Hồng, ta có cái đề nghị, thẳng thắn để Thần Phong đem chúng ta những lão già này tôn nữ cho đồng thời lấy, chúng ta bất luận cái nào cũng sẽ không có ý kiến. Diệp Trấn Hồng là khuôn mặt khó xử, mới vừa muốn đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong tại bọn hắn những lão đầu này cãi vã thời điểm, đã sớm là ôm Diệp Phàm len lén chạy ra khỏi phòng sinh. Chạy ra chữa bệnh đại lâu Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem trong lòng mập mạp trắng trẻo Diệp Phàm, trong miệng hắn tự nói, những lão già này coi ta là cái gì? Ta Diệp Thần Phong không phải là máy gieo hạt a hát. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nhíu mày đến, hiện nay hắn cũng không hề từ trong ảo cảnh bóng trắng nhân hòa bóng đen người nơi đó hiểu được quá nhiều chuyện, đối với bị bắt đi Lâm Hân Di, trong lòng của hắn thật có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lần sau bây giờ khoảng cách Diệp Thần Phong rời đi cổ võ giới đã có một năm này rồi, bóng trắng nhân hòa bóng đen người cũng nói, chờ hắn lần nữa tiến vào cổ võ giới, liền sẽ đối với hắn tiết lộ một ít chuyện, Diệp Thần Phong cũng là thời điểm về một chuyến cổ võ giới rồi, dù sao nữ nhân của hắn Hạ Tử Ninh cùng hắn ngoại thái công các loại cả đám cũng đều tại cổ võ giới bên trong đây. Chính lúc Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư thời điểm, Lâm Khang Thắng cùng Thẩm Minh Hiên cũng từ chữa bệnh trong đại lâu đi ra. Lâm Khang Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hắn mở miệng hỏi, Thần Phong, vừa nãy ta một mực quên hỏi ngươi rồi, Hân Di đến cùng đi nơi nào? Vẫn là nàng xảy ra điều gì bất ngờ, còn xin ngươi như thực chất nói cho ta. Ôm Diệp Phàm Diệp Thần Phong, hắn đã trầm mặc 5 giây sau, hồi đáp, rừng phó minh chủ, ta có thể bảo đảm Hân Di hiện nay tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng tương tự bảo đảm sẽ đích thân đem Hân Di cho tiếp trở về. Khi nghe đến Diệp Thần Phong ngưng trọng lời nói sau, Lâm Khang Thắng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, hắn rõ ràng Diệp Thần Phong tính cách, nếu Diệp Thần Phong đều nói như vậy hắn có lý do đi tin tưởng Diệp Thần Phong,
trong miệng hắn đáp một tiếng, nói ra, được, Thần Phong, ta tin tưởng ngươi, chính ngươi có không có cảm giác thân thể của mình có chỗ không đúng. Diệp Thần Phong biết linh hồn lực của mình được bóng đen nhân hòa bóng đen người phong tỏa ở, này mới khiến cho hắn trong cơ thể linh hồn lực không có từ từ tiêu tán, về phần bóng trắng nhân hòa hắc mão bóng người sự tình, hắn cũng không tiện cùng Thẩm Kinh Vũ bọn hắn giải thích, cho nên, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra ta không có cảm giác thân thể của ta có bất cứ dị thường nào, hay là ta là một cái trường hợp đặc biệt đi. Đang sử dụng, cuối cùng linh hồn lực sau, ta trong cơ thể linh hồn lực cũng sẽ không biến mất. Nghe vậy, Thẩm Kinh Vũ nửa tin nửa ngờ gật đầu nói, hay là thật sự chính là như vậy đi. Chương 1207, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần Phong cố ý buông xuống tất cả mọi chuyện, bồi tiếp Phú Hiểu Phỉ các loại chúng nữ hưởng thụ nhàn nhã tháng ngày, không có chuyện gì liền trêu chọc Diệp Phàm tên tiểu tử này, có thể nói tháng ngày là trải qua vô cùng nhàn nhã. Đang bồi Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ sau 3 ngày, Diệp Thần Phong ở trong lòng lặng yên tính toán một chốc thời gian, lại qua 5 ngày chính là cổ võ giới kết giới cánh cửa một lần nữa mở ra lúc, hắn vẫn không có đem chính mình muốn đi hướng về cổ võ giới sự tình nói cho những người khác. Một mình hắn đi vào trong phòng tu luyện, đem cửa phòng tu luyện cho khóa trái, hắn dự định thử xem chính mình có thể hay không đủ chủ động tiến vào trong ảo cảnh, dù sao hắn vẫn không có từ bóng trắng nhân hòa bóng đen người nơi đó hiểu được hữu dụng sự tình đây. Tại đem cửa phòng tu luyện cho khóa trái sau đó Diệp Thần Phong liền tựu mà ngồi xếp bằng rồi, nhắm hai mắt lại, trong lòng nói thầm, uy ta biết hai người các ngươi có thể nghe được âm thanh của ta. Tại Diệp Thần Phong nỗ lực chủ động tiến vào trong ảo cảnh thời điểm. Nơi nào đó cổ điển căn phòng bên trong. Một tên vẻ mặt lành lạnh nữ nhân, người không nhúc nhích ngồi ở trên một cái ghế, tên này nữ nhân không phải là Lâm Hân Di ma. Mà ở Lâm Hân Di đứng trước mặt một tên bà lão cùng một tên thanh niên, bà lão này chính là đem Diệp Thần Phong toàn thân gân mạch cùng xương nổ tung Tống Xuân Mi, về phần tên thanh niên này chính là Tống Xuân Mi đệ tử Giang Mạc Thiên. Lâm Hân Di sở dĩ không nhúc nhích, nàng là được Tống Xuân Mi cho cầm cố lại rồi. Nguyên bản này Tống Xuân Mi là nhìn chúng Lâm Hân Di trời sinh lạnh thể, dự định 2 năm sau để đệ tử của nàng Giang Mạc Thiên cùng Lâm Hân Di kết hợp, như vậy liền có thể tăng lên trên diện rộng Giang Mạc Thiên thực lực. Tại 2 năm sau Âm Minh Tông Thánh Tử thi tuyển trong, đệ tử của nàng Giang Mạc Thiên nhất định có thể vượt lên thứ nhất rồi. Nhưng Lâm Hân Di trời sinh lạnh thể sự tình, không biết thế nào truyền vào Âm Minh Tông Tông Chủ trong tai, này Âm Minh Tông Tông Chủ tự mình đến liếc mắt nhìn Lâm Hân Di, này làm cho Âm Minh Tông Tông Chủ là mừng rỡ, hắn không chỉ cảm giác được Lâm Hân Di là trời sinh lạnh thể, hắn chả cảm giác được Lâm Hân Di có thể tu luyện Âm Minh Tông công pháp chí cao, Tam Tuyệt Diệt Tình. Phải biết bây giờ này, Tam Tuyệt Diệt Tình, tại Âm Minh Tông bên trong không có bất cứ người nào có thể tu luyện, liền ngay cả Tông Chủ cũng không thích hợp tu luyện, tại Âm Minh Tông Tông Chủ phán đoán dưới. Này Lâm Hân Di tuyệt đối có thể tu luyện, Tam Tuyệt Diệt Tình, này làm cho Âm Minh Tông Tông Chủ sao có thể đủ không cao hứng. Nếu như Lâm Hân Di có thể đem, Tam Tuyệt Diệt Tình, tu luyện thành công, như vậy Lâm Hân Di tuyệt đối có thể dẫn Âm Minh Tông đi tới càng thêm huy hoàng con đường. Này, Tam Tuyệt Diệt Tình, ý tứ chính là diệt thân tình, diệt ái tình cùng diệt tình bạn, phàm là tu luyện, Tam Tuyệt Diệt Tình, người, tính cách của bọn họ sẽ trở nên càng phát lãnh khốc vô tình. Mà Lâm Hân Di mấy ngày nay không những không muốn tu luyện, Tam Tuyệt Diệt Tình, liền liền bất kỳ vật gì cũng không ăn, thế là, Âm Minh Tông Tông Chủ trực tiếp đem chuyện nào giao cho Tống Xuân Mi đi giải quyết. Tống Xuân Mi nhìn xem ngồi trên ghế dựa không nói tiếng nào Lâm Hân Di, nàng nói, ta biết ngươi còn đang suy nghĩ ngày đó được ta phế bỏ tiểu tử đây này chứ. Tốt nhất tiểu tử kia không phải cho ta chết rồi, bằng không hôm nay ta mượn tới Tông Môn Chí Bảo, sinh tử la bàn, liền phái không hơn chỗ dùng. Chỉ thấy Tống Xuân Mi bàn tay phải bên trong nâng một cái la bàn, Tống Xuân Mi đem tay trái của chính mình đầu ngón tay cho cắn nát, đem một giọt máu nhỏ đến la bàn chính giữa, trong đầu cẩn thận nhớ lại Diệp Thần Phong khí tức trên người. Sau một hồi lâu, tay trái ngón tay hướng về trên la bàn chỉ tay, từ ngón tay của nàng bên trong bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục, trong miệng thấp giọng quát nói, sinh tử la bàn, siêu thiên địa vạn vật. Tại Tống Xuân Mi tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc, chỉ thấy la bàn bên trong kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Này, sinh tử la bàn, có thể tìm tòi thế gian vạn vật, bất quá, tìm tòi sự vật khoảng cách việt viễn, hoặc là nói tìm tòi sự vật được lực lượng nào đó cho ẩn giấu đi. Như vậy lợi dụng, sinh tử la bàn, tìm tòi người, bọn hắn tiêu hao tu vi thì càng nhiều.
Hiện tại Tống Xuân Mi chả không xác định Diệp Thần Phong đến cùng phải hay không chết rồi. Người muốn dùng Diệp Thần Phong đến uy hiếp Lâm Hân Di, để Lâm Hân Di ngoan ngoãn là tu luyện, tam tuyệt diệt tình, dù sao Âm Minh Tông Tông chủ đã buông lời, Lâm Hân Di là người Tống Xuân Mi mang về, nếu như Tống Xuân Mi không giải quyết được chuyện này, như vậy Tống Xuân Mi có thể rời đi Âm Minh Tông rồi, này mới khiến Tống Xuân Mi cắn răng sử dụng, sinh tử la bàn, lấy Tống Xuân Mi đoán chừng, người yếu tìm thấy được hạ đẳng vị diện Diệp Thần Phong, người ít nhất phải tiêu hao 5 năm tu vi. Sinh tử la bàn, thượng kim chỉ nam đang xoay tròn nửa phút sau đó kim chỉ nam chậm rãi ngừng lại, sau đó, tại, sinh tử la bàn, phía trên tạo thành một cái hình ảnh, trong hình ảnh rõ ràng là nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Thần Phong. Ngồi trên ghế dựa Lâm Hân Di nhìn thấy Diệp Thần Phong không sau đó, trong lòng nàng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà Tống Xuân Mi nhìn thấy Diệp Thần Phong bây giờ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, này làm cho người hơi có chút ngạc nhiên. Trong miệng nói ra tiểu tử này thật đúng là mệnh cứng rắn, bây giờ hắn không chết liền không thể tốt hơn rồi. Chuyện của tôi. .vn Tống Xuân Mi lần thứ hai từ ngón tay trái bên trong bước ra 5 giọt huyết, nhỏ vào đã đến trong la bàn, nói ra thần niệm truyền tống. Hạ đẳng vị diện. Kinh thành, phòng vệ doanh, Diệp Thần Phong trong phòng tu luyện. Diệp Thần Phong lần lượt thử, nhưng hắn thủy chung là không thể tự kiềm chế tiến vào trong ảo cảnh. Hơn nữa trong đầu không chút nào vang lên bóng trắng nhân hỏa bóng đen thanh âm của người, này làm cho hắn là chậm rãi mở mắt ra, trong lòng là buồn khổ không ngớt. Mà đang ở Diệp Thần Phong con mắt mở ra thời điểm. Ở trước mặt hắn xa 3 mét không gian đột nhiên vặn vẹo lên, tiếp lấy Tống Xuân Mi, Giang Mạc Thiên cùng Lâm Hân Di thân ảnh đột nhiên hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, ba người này bên trong ngoại trừ Tống Xuân Mi là của nàng một tia thần niệm bên ngoài. Giang Mạc Thiên cùng Lâm Hân Di thân ảnh chỉ là một đạo hình ảnh mà thôi. Diệp Thần Phong tại nhìn thấy bà lão kia Tống Xuân Mi thời điểm, bên trong thân thể của hắn lửa giận lập tức tóe phát ra, thân thể từ trên mặt đất đứng lên, ngược lại, lại nhìn một cái Lâm Hân Di, nói ra, Hân Di, ngươi không sao chứ? Này, sinh tử la bàn, truyền tống hình ảnh, đồng dạng là có thể truyền tống thanh âm, Lâm Hân Di lành lạnh vẻ mặt trở nên nhu hòa một ít, nói ra ta không sao. Giang Mạc Thiên thấy Diệp Thần Phong cùng Lâm Hân Di thông qua hình ảnh đầu mày cuối mắt, này làm cho hắn trong con ngươi tràn đầy độc ác ánh sáng. Từ khi Lâm Hân Di được Âm Minh Tông Tông chủ vừa ý sau đó Tống Xuân Mi thì càng thêm để Giang Mạc Thiên muốn chiếm được Lâm Hân Di rồi. Chỉ cần đạt được Lâm Hân Di, sau Lâm Hân Di tại đem tam tuyệt diệt tình tu luyện thành công, như vậy tương lai Âm Minh Tông chính là hắn Giang Mạc Thiên được rồi. Giang Mạc Thiên khuôn mặt lộ ra cực kỳ thần sắc khinh thường, quát lên tiểu tử. Ngươi cho rằng ngươi mình là cái thứ gì? Ngươi có thể xứng với Lâm sư muội sao? Ngươi tại trong mắt chúng ta chỉ là một con giun dế mà thôi. Ngươi ngay cả cho ta liếm đáy giày tư cách cũng không có, ngươi không phải là cùng chúng ta một thế giới. Diệp Thần Phong song quyền là cầm chít lạc vang vọng, mà bà lão kia Tống Xuân Mi, của nàng cái kia một tia thần niệm, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, nhất cổ cường hãn cực điểm sức mạnh liền đụng vào Diệp Thần Phong trên người, ầm. Một tiếng, Diệp Thần Phong ngực trực tiếp nổ tung ra một đám mưa máu. Tống Xuân Mi mặt không thay đổi nói ra, tiểu tử, chiêu tiếp theo ta liền sẽ lấy đi tính mạng của ngươi rồi, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không có lần trước vậy vận khí, kỳ thực giết như ngươi vậy run rế, ta đều cảm giác ô uế tay của ta. Tống Xuân Mi lời nói này hẳn là nói cho Lâm Hân Di nghe. Quả nhiên, Lâm Hân Di đang nhìn đến Diệp Thần Phong không hề năng lực chống cự, lại nghe được Tống Xuân Mi lời nói này. Người trong con ngươi lộ ra hoang mang cùng vẻ lo âu, trong miệng vội vàng nói, ngươi dừng tay cho ta đáp ứng tu luyện, tam tuyệt diệt tình. Nghe vậy, Tống Xuân Mi là hài lòng gật gật đầu, đối với Diệp Thần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi vẫn tính có điểm tác dụng, ta hôm nay liền tạm thời lưu ngươi một mạng đi. Tiểu tử, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi, ngươi chính là chỉ run dế, ngươi không phải là cùng chúng ta một thế giới, đời này ngươi cũng không khả năng cùng Lâm sư muội gặp mặt lại rồi. Giang Mạc Thiên hoàn toàn không có coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình. Ngực xương toàn bộ đứt gãy Diệp Thần Phong, hắn lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, trong miệng là cắn răng thật chặt răng, trong lòng lửa giận ngập trời, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng lên, nói ra, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lão già, ta ở trên người các ngươi chịu khuất nhục, sớm muộn cũng sẽ toàn bộ đòi lại, ta đồng dạng sẽ đem Hân Di tự mình cứu ra. Không biết tốt xấu tiểu tử. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao vậy đòi lại.
căn bản không có làm Kiến Hôi tự mình biết mình. Tống Xuân Mi cái kia một tia thần niệm thủ trưởng nhẹ nhàng hướng phía trước vỗ một cái, ầm. Ầm, ầm, Diệp Thần Phong thân thể nhất thời trở nên máu thịt be bét rồi. Mà cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trong phòng tu luyện Tống Xuân Mi cái kia một tia thần niệm, cùng với Giang Mạc Thiên cùng Lâm Hân Di hình ảnh toàn bộ biến mất rồi. Này Tống Xuân Mi sở dĩ không giết Diệp Thần Phong, là tương lai hay là vẫn có thể lợi dụng Diệp Thần Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần Phong như vậy run dế kỳ thực có chết hay không đều giống nhau, như vậy run dế cả đời cũng trèo không tới bọn hắn thế giới này độ cao. Chương 1208, xuất phát cổ võ giới. Nơi nào đó cổ điển căn phòng bên trong. Lợi dụng, sinh tử la bàn, tìm tòi Diệp Thần Phong, vậy thì tiêu hao Tống Xuân Mi 5 năm tu vi, lại tăng thêm Tống Xuân Mi đem chính mình một tia thần niệm truyền đưa qua, này đồng dạng là cực độ tiêu hao tu vi. Cho nên này Tống Xuân Mi trọn vẹn tiêu hao 8 năm tu vi, này làm cho Tống Xuân Mi sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Tống Xuân Mi đem niêm phong lại Lâm Hân Di cầm cố giải khai, nói ra, người dĩ nhiên đã đáp ứng tu luyện, tam tuyệt diệt tình, rồi, như vậy người bây giờ có thể đi tìm tông chủ rồi, hắn sẽ đem tam tuyệt diệt tình, phương pháp tu luyện truyền thụ cho ngươi. Vẻ mặt lành lạnh Lâm Hân Di từ trên ghế sau khi đứng dậy, người liền bay thẳng đến bên ngoài phòng đi đến. Trong đầu hồi tưởng ban đầu ở đáy biển cung điện liều lĩnh hướng về Diệp Thần Phong biểu lộ hình ảnh, người song quyền vi vi nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, người lúc trước sáng tạo ra vô số kỳ tích, ta nghĩ lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ, ta tại Âm Minh Tông chờ ngươi. Vĩnh viễn chờ ngươi. Giang Mạc Thiên đang nhìn đến Lâm Hân Di rời phòng sau đó hắn mở miệng nói ra, sư phụ, này Lâm Hân Di tu luyện, tam tuyệt diệt tình, sau, diệt thân tình, ái tình cùng tình bạn. Ta không phải càng thêm làm khó nàng sao? Tống Xuân Mi lắc lắc đầu, nói ra các loại cô gái này thực lực tăng lên sau đó người thì sẽ biết mình thích tiểu tử kia có cỡ nào nhỏ yếu rồi. Phải biết chúng ta thế giới này là lấy cường giả vi tôn, làm một tên chân chính cường giả tuổi thọ đem kéo dài trí thượng ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, đến lúc đó cô gái này sớm thì sẽ không nhớ rõ tiểu tử kia. Tống Xuân Mi một mặt tự tin tiếp tục nói, Mạc Thiên, cho dù Lâm Hân Di diệt thân tình, ái tình cùng tình bạn, người vẫn còn cần sinh sôi đời sau. Đến lúc đó người nhất định sẽ tìm một thiên chi kiêu tử cùng nàng kết hợp, cho nên người nhất định muốn nỗ lực tăng cao thực lực. Không dùng tới tốn tâm tư suy nghĩ hạ đẳng vị diện tên tiểu tử kia, tương lai Âm Minh Tông chính là ngươi và cô gái này thiên hạ rồi. Là, sư phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Giang Mạc Thiên kiên định nói ra, trong lòng của hắn đã đem Lâm Hân Di coi là hắn nữ nhân của mình rồi. Về phần Diệp Thần Phong con này trong mắt hắn run rế, hắn đã sớm không coi là việc to tát tình rồi. Hạ đẳng vị diện. Phong vệ doanh Diệp Thần Phong trong phòng tu luyện. Máu me be bét khắp người Diệp Thần Phong, thân thể của hắn tựa vào trên vách tường, cảm thụ trên thân thể từng đợt kịch liệt đau đớn, hắn hàm răng thật chặt cắn môi, nhớ hắn bây giờ tốt xấu cũng là thần cấp đỉnh phong cao thủ, tại lão già kia Tống Xuân Mi trước mặt lại còn là không chịu được như thế một đòn. Hơn nữa lần này Tống Xuân Mi vẫn là chỉ có một tia thần niệm. Tiểu gia hỏa, phải hay không rất không cam tâm, phải hay không rất muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bóng trắng thanh âm của người đột nhiên tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Khi nghe đến bóng trắng thanh âm của người sau, Diệp Thần Phong trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, trong miệng yên lặng nói ra, vừa nãy ta muốn gặp các ngươi thời điểm, các ngươi làm sao không lên tiếng. Ta xem các ngươi hai cái cũng chỉ là giả vờ thần bí mà thôi, ta xem các ngươi hai cái cũng không phải là lão già kia đối thủ chứ. Hừ, lần này đổi lại bóng đen người hừ lạnh một tiếng, nói ra tiểu tử, chúng ta tại thời kỳ toàn thịnh thời điểm, muốn giết chết trong miệng ngươi lão già này, chúng ta căn bản không cần muốn động thủ. Chống chân dựa vào khí thế là có thể để lão già kia toàn thân nổ tung mà chết. Đúng vậy, tiểu gia hỏa, chúng ta vừa vặn nhưng là một mực chú ý ngươi đâu. Tuy rằng chúng ta chỉ còn dư lại một tia tàn hồn rồi, nhưng là vừa rồi lão già kia cũng chỉ có một tia thần niệm. Nếu như người thật sự dám đối với người động lời của sát thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ tại giai đoạn khẩn yếu nhất bảo ngươi một mạng. Bóng trắng người cũng lập tức nói ra. Qua mấy ngày ta phải trở về cổ võ giới rồi, lẽ nào lão già kia là cổ võ giới bên trong người? Tại cổ võ giới bên trong thực lực mạnh nhất không phải cũng chỉ có siêu phàm cảnh sao? Bây giờ ta muốn miểu sát siêu phàm cảnh cao thủ là điều chắc chắn, lão già kia thực lực tuyệt đối vượt qua siêu phàm cảnh rất nhiều, lão già kia đến cùng phải hay không cổ võ giới bên trong người. Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi,
À, bóng trắng người cười khan một tiếng sau đó nói ra tiểu gia hỏa. Ngươi cũng không cần nỗ lực lời nói khách sáo rồi, chờ ngươi lần này tiến vào cổ võ giới, hay là không cần hai chúng ta hướng về ngươi giải thích, ngươi sẽ biết hiểu được rất có bao nhiêu dùng sự tình rồi. Được rồi, chờ ngươi tiến vào cổ võ giới, chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Tại bạch bóng người ta nói xong lời nói này sau, Diệp Thần Phong trong đầu thanh âm là toàn bộ biến mất rồi, này làm cho Diệp Thần Phong là khá là bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong trên người máu me đầm đìa, hắn đương nhiên không thể lấy bộ dáng này đi ra phòng tu luyện được rồi, hắn dự định tại trong phòng tu luyện đem thương thế tu dưỡng tốt sẽ rời đi, tuy rằng trên người hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng lấy thần cấp linh hồn lực đến ôn dưỡng, một hai ngày liền hoàn toàn có thể khỏi rồi. Hai ngày sau, Diệp Thần Phong trên người thay đổi một cái sạch sẽ quần áo, thảnh thơi đi ra phòng tu luyện, cực kỳ sảng khoái vươn người một cái. Thời gian đầu tháng 2, kinh thành khí trời nghiễm nhiên là phi thường lạnh giá rồi, mà hôm nay phong vệ doanh nhưng là răng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay chính là đêm giao thừa, như hôm nay Minh tuy rằng được diệt trừ, thế nhưng một đám các lão đầu tử vẫn không có rời đi phong vệ doanh dự định, nếu một cái chúng lão ra tử yếu tại phong vệ doanh bên trong lễ mừng năm mới, như vậy gió này vệ doanh đương nhiên là muốn hơi chút làm ra một ít lễ mừng năm mới bầu không khí được rồi. Làm Diệp Thần Phong trở về biệt thự của mình bên trong thời điểm, hắn biệt thự bên trong đại sảnh bày một tấm to lớn bàn tròn lớn, một đám lão gia tử sáng sớm dĩ nhiên cũng làm đang uống rượu rồi, mà Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ nhưng là ở một bên vừa nói vừa cười. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào bên trong đại sảnh sau, dư lão gia tử dư năm được mùa hướng về Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, nói ra, Thần Phong, đi theo chúng ta những lão già này uống vài chén, ngươi thật là so với chúng ta những lão già này đều bận bịu a hát. Diệp Thần Phong tùy ý đi tới bàn tròn bên ngồi xuống, hắn không chút khách khí rót cho mình một chén rượu, liếc nhìn một bên ngồi ở trên ghế salon Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ, trong lòng của hắn là bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn quyết định ngày mai sẽ phải rời đi kinh thành đi hướng cổ võ giới rồi, hắn không có ý định đem chuyện nào ngay mặt nói cho Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ rồi, chuẩn bị tại lúc rời đi lưu lại một phong thư. Các vị lão gia, hôm nay ta bồi các người uống thật sảng khoái. Nếu như ai trên đường lui ra, về sau cũng đừng lại tìm ta Diệp Thần Phong uống rượu. Diệp Thần Phong giơ lên cái ly trong tay, trực tiếp đem rượu trong ly cho uống một ngụm hết sạch. Sảng khoái, Thần Phong chính là sảng khoái, nếu như kinh thành những kia đám nhãi con đều có ngươi 1/3 bản lĩnh, chúng ta Hoa Hạ quốc không thịnh vượng cũng khó khăn a hát. Vũ lão gia tử Vũ An Quốc cười nói. Thần Phong, ta lúc trước uống rượu vẫn không có sợ qua ai đó. Nếu Thần Phong ngươi đều mở miệng, như vậy hôm nay ta cùng ngươi từ sáng sớm uống đến tối, ta lại muốn xem ai trước tiên chui vào dưới đáy bàn đi rồi. Dương lão gia tử Dương Viễn tâm tình cực kỳ tăng cao nói ra. Diệp Thần Phong rồi cùng một cái chúng lão gia tử ngươi tới ta đi, thật sự từ sáng sớm uống đến buổi tối, về phần Vũ Hiểu Phỉ các loại chúng nữ thấy Diệp Thần Phong bọn hắn chậm chạp không có ý chấm dứt, các nàng liền trước tiên đi lên lầu nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng hơn 1 giờ chuông, trên cái bàn tròn ngoại trừ Diệp Thần Phong bên ngoài, hắn dư lão gia tử từng cái là uống nằm sấp ở trên bàn ngủ say như chết tới. Diệp Thần Phong nhu nhu huyệt thái dương, hắn đem trước đó chuẩn bị tốt một phong thư đặt ở trên bàn. Sau đó, hắn liền từ trên ghế đứng lên, khi hắn đi tới cửa biệt thự thời điểm, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lầu 2, trong đầu hiện lên Vũ Hiểu Phỉ các loại nữ nhân bóng người. Trong lòng không khỏi nghĩ nói, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. Các loại chuyện lần này giải quyết xong, ta liền vĩnh viễn cùng tại bên người của các ngươi. Lần này thời gian qua đi 1 năm, Diệp Thần Phong lần nữa đi hướng cổ võ giới, thứ nhất là muốn đem Hạ Tử Ninh cho tiếp đi ra, về phần cái nguyên nhân thứ hai nhưng là hắn hầu như có thể khẳng định Lâm Hân Di là bị cổ võ giới bên trong người trảo đi. Hơn nữa lão già kia Tống Xuân Mi cường hãn như thế, Diệp Thần Phong lần này tiến vào cổ võ giới. Hắn luôn có loại phi thường dự cảm không tốt. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, trước tiến vào cổ võ giới rồi hãy nói. Cũng không biết Tử Ninh cùng ngoại thái công bọn hắn, 1 năm qua đến cùng qua thật tốt không tốt. Diệp Thần Phong trong cổ họng du du thở dài sau đó hắn liền hướng phong vệ doanh đi ra ngoài rồi. Tại phong vệ doanh cửa vào canh gác trách nhiệm 2 tên gió vệ đội thành viên, bọn hắn chỉ cảm thấy có nhất cổ gió từ bên người thổi qua. Này để 2 người bọn họ là cả người run lên một cái. Tại 2 người bọn họ chung quanh kiểm tra thời điểm, Diệp Thần Phong đã đi tới cách phong vệ doanh 1000 mét địa phương xa rồi.
Chương 1209, cổ võ giới bên trong biến cố. Sau một ngày Hoa Hạ quốc, Nam Cảng, nơi nào đó sơn mạch trong một cái sơn động một năm trước Diệp Thần Phong hay là tại nơi này rời đi cổ võ giới, bên trong hang núi này kết giới cánh cửa là đi về thẩm phán chi địa dưới lòng đất. Lúc trước Diệp Thần Phong giết siêu phàm cảnh trung kỳ cổ võ trừng phạt người Âu Dương Bạch, tại thẩm phán chi địa dưới đáy gặp được giam cầm Âu Dương Bạch sinh đôi ca ca Âu Dương Minh này. Âu Dương Minh chẳng những không có đối Diệp Thần Phong động thủ, trái lại đem suốt đời tu vi trợ giúp Diệp Thần Phong tái tạo gân mạch, cải tạo thân thể, này lúc trước để Diệp Thần Phong tâm cam tình nguyện gọi một tiếng Âu Dương Minh vì sư phụ. Căn cứ Âu Dương Minh lúc trước nói tới chỉ có thẩm phán chi địa chỗ này kết giới cánh cửa, mới sẽ tại một năm sau một lần nữa mở ra, về phần mặt khác một chỗ đi về cổ võ giới kết giới cánh cửa thì cần yếu thời gian 2 năm mới sẽ một lần nữa mở ra. Diệp Thần Phong tại đi vào bên trong hang núi sau, hắn đem bàn tay phải đặt tại trên vách đá, đem trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực cuồn cuộn không đoạn rót vào trong đó. Không bao lâu thời gian, Diệp Thần Phong trước mặt vách đá lập tức biến thành một màn ánh sáng. Diệp Thần Phong không chút do dự đi vào màn ánh sáng bên trong, chỉ cảm thấy hoa mắt, làm tầm mắt lần thứ hai khôi phục thời điểm, Diệp Thần Phong phát hiện mình đã đi tới thẩm phán chi dưới lòng đất bên trong không gian kia. Thời gian qua đi một năm lần thứ hai đi tới nơi này, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi thổn thức không ngớt. Tại một năm trước hắn và siêu phàm cảnh trung kỳ cổ võ trừng phạt người Âu Dương Bạch, tại thẩm phán chi địa bên trong triển khai một hồi sinh tử đại chiến, lúc trước từng hình ảnh phảng phất gần ngay trước mắt. Bây giờ thần cấp đỉnh phong Diệp Thần Phong, hắn cho dù đối mặt siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn đều có thể dễ dàng miểu sát. Tại đi tới thẩm phán chi địa dưới đáy sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên trái vách tường phương hướng, chỉ thấy một bộ mục nát thi thể chính tản ra mùi hôi thối. Cổ thi thể này tứ chi được một loại nào đó kim loại dây xích cho trói lại, cổ thi thể này trên người cùng trên mặt thịt hoàn toàn mục nát, căn bản không nhìn ra cổ thi thể này thì ra là diện mạo, cổ thi thể này chính là lúc trước tiêu hao suốt đời tu vi trợ giúp Diệp Thần Phong tái tạo. Gân mạch Âu Dương Minh tại một năm trước đó, bởi Diệp Thần Phong thực lực còn chưa đủ không làm được đem trói chặt Âu Dương Minh tứ chi kim loại dây xích cho kéo đứt, cho nên chỉ có thể quyết định tại một năm sau trở về an táng Âu Dương Minh. Diệp Thần Phong không chút nào ghét bỏ Âu Dương Minh thi thể mùi hôi thối. Hắn từng bước đi tới Âu Dương Minh thi thể trước mặt. Phải biết một năm trước Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch một trận chiến, lúc trước Diệp Thần Phong là toàn thân gân mạch đứt từng khúc. Nếu không có Âu Dương Minh ra tay giúp đỡ, e sợ ngay lúc đó tình cảnh đem càng thêm nguy hiểm. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Diệp Thần Phong lại đi đến Âu Dương Minh thi thể trước mặt, sau trong cơ thể hắn vận chuyển thần cấp đỉnh phong linh hồn lực, trực tiếp đem trói chặt Âu Dương Minh tứ chi một loại nào đó kim loại dây xích cho từng cây xé đứt. Sau đó, hắn đem Âu Dương Minh thi thể bế lên, lần thứ hai thông qua kết giới cánh cửa về tới bên trong hang núi đi ra sơn động. Diệp Thần Phong, hắn ở trong dãy núi tìm được một cái địa phương tốt đem Âu Dương Minh thi thể là an táng, đồng thời giúp Âu Dương Minh dựng lên một khối mộ bia. Trên mộ bia rõ ràng có khắc, sư phụ Âu Dương Minh chi mộ. Diệp Thần Phong hay là không xưng được là một người tốt, nhưng hắn tuyệt đối là một cái hiểu được có ơn tất báo người. Âu Dương Minh lúc trước tiêu hao một đời tu vi trợ giúp Diệp Thần Phong, này Âu Dương Minh gánh chịu nổi Diệp Thần Phong một tiếng này sư phụ. Tại đem Âu Dương Minh an táng sau đó, Diệp Thần Phong lại trở về thẩm phán chi địa dưới đáy. Lúc trước toàn bộ thẩm phán chi địa hoàn toàn sụp đổ rồi, muốn lần nữa trở về cổ võ giới bên trong. Diệp Thần Phong nhất định phải đem phía trên sụp đổ tảng đá toàn bộ mở ra, chuyện này đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải là cái gì việc khó, gần như 10 phút là có thể hoàn toàn làm xong. Tại Diệp Thần Phong chuẩn bị mở ra sụp đổ tảng đá lúc cổ võ giới, thẩm phán chi địa bên ngoài đã từng cổ võ giới thần thánh thẩm phán chi địa, bây giờ nghiễm nhiên là biến thành một mảnh sụp đổ phế tích. Ước chừng 10 bóng người đột nhiên xuất hiện tại thẩm phán chi địa phế tích trước, này 10 bóng người dáng dấp khá là chật vật. Từng cái trong miệng khí tức cũng hết sức hỗn loạn. Nếu như Diệp Thần Phong tại nơi này, hắn nhất định có thể nhận ra những người này tới này một đám người không phải là Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch. Ông ngoại Tôn Dương An, Tôn Hiểu Lệ, Tôn Hằng Phi đám người và Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm, nhị tử Liệt Dương một nhóm người ma. Lúc trước Diệp Thần Phong cùng cổ võ giới một nhóm thế lực Vân Tiêu Cung, Địa Ma Điện đối kháng thời điểm, đồng dạng thân là một nhóm thế lực Xích Viêm Cốc lựa chọn đứng ở Diệp Thần Phong bên này. Này cổ võ giới trong không khí ẩn chứa linh khí, dĩ nhiên so với một năm trước nồng nặc nhiều gấp mấy lần, càng thích hợp cổ võ giả tu luyện. Nguyên bản chỉ có phá thiên chi cảnh Tôn Bác Dịch đám người, thực lực của bọn họ đều tăng lên tới nguyên thiên cảnh giới. Về phần Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Diễm tại nguyên thiên đỉnh phong tầng thứ
Xích Phiêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ tính toán càng nhưng đã đạt đến nửa bước siêu phàm bất quá, Tôn Bác Dịch một nhóm trên mặt người là tràn đầy vẻ lo âu, Tôn Hằng Phi cắn răng nói ra, một năm trước Thần Phong vì chúng ta, hắn đã bị chết ở tại này thẩm phán chi trong đất, hôm nay cho dù muốn chết, ta cũng phải chết ở chỗ này. Tại Tôn Hằng Phi tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, lại có bốn bóng người xuất hiện tại thẩm phán chi địa phế tích trước, bốn người này không phải là Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên, nhị trưởng lão Trần Hưng Phát cùng địa ma điện trưởng môn Ma Không Sát, đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm Ma. Này Lý Đông Thiên bọn bốn người một năm trước đều vẫn còn nguyên thiên cảnh giới tầng thứ, bây giờ bốn người này dĩ nhiên đều tại siêu phàm cảnh đỉnh phong tầng thứ. Thực lực so với năm đó cổ võ trừng phạt người Âu Dương Bạch mạnh hơn một bậc này cổ võ giới bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại Lý Đông Thiên bọn bốn người đến sau đó thẩm phán chi địa phế tích bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, xem ra những người này đều là đến xem náo nhiệt, bọn hắn không khỏi từng cái thấp giọng bắt đầu bàn luận tại năm ngày trước. Có một nhóm người đi tới chúng ta nhất lưu thế lực bên này, từ khi những người kia xuất hiện sau đó chúng ta bên này linh khí lập tức bắt đầu trở nên nồng nặc lên, cũng không biết những người kia là từ đâu nhô ra. Tin tức của ngươi nên sẽ không như thế lạc đơn vị chứ. Trong truyền thuyết Thông Thiên Chi Hải xuất hiện, có người nói Thông Thiên Chi Hải một bên khác có một cái càng cao hơn chợ cổ võ thế giới, đám người kia đều là từ Thông Thiên Chi Hải một bên khác tới chỗ này. Ta nghe nói đám người kia thực lực cường hãn vô cùng a hát. Nguyên bản Tôn Bác Dịch một nhóm mọi người là ở thành Thiên Tinh bên trong, tại thành Thiên Tinh bên ngoài bố trí một cái thông thiên mê huyễn trận, Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện người căn bản vô pháp phá tan, cũng không biết thế nào đám người kia tìm tới Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện, không chỉ giúp Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện phá tan rồi thông thiên mê huyễn trận, chả để Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát đám người trong vòng một đêm khóa nhập siêu phàm cảnh đỉnh phong tầng thứ, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a hát. Phải biết đời trước cổ võ trừng phạt người cũng mới chỉ có siêu phàm cảnh trung kỳ tầng thứ. Nói tới này đời trước cổ võ trừng phạt người Âu Dương Bạch, ta lại nhớ tới một năm trước Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch cái kia chàng cuộc chiến sinh tử rồi, cái kia nhưng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a hát. Đáng tiếc cuối cùng Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch đồng quy vô tận, bằng không ta xem Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện căn bản cản rỡ không đứng lên. Người đây vẫn đúng là đừng nói. Bây giờ Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát đều là siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, theo ta thấy cho dù Diệp Thần Phong vẫn cứ sống sót thì lại làm sao? Diệp Thần Phong dù sao chỉ là một cái từ thế tục giới tới tiểu tử mà thôi, huống chi bây giờ Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện leo lên Thông Thiên Chi Hải một đầu khác nhân vật thần bí, chỉ là một cái Diệp Thần Phong căn bản không đủ kinh hãi. Diệp Thần Phong đã trở thành kiểu quá khứ rồi, không phủ nhận Diệp Thần Phong tại một năm trước đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian, bất quá. Như hắn nhân vật như vậy ta dám cam đoan, hắn nhất định hội bị dìm ngập tại trong con sông dài lịch sử, huống chi Diệp Thần Phong cũng sớm đã là chết, hôm nay Tôn Bác Dịch chờ cùng Diệp Thần Phong có liên quan người, cùng với Xích Viêm Cốc nhất định sẽ được Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện một lần hủy diệt. Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên cùng địa ma điện trưởng môn Ma Không Sát, bọn hắn nghe được chu vi các đại môn phái tiếng bàn luận, trên mặt của bọn họ dương tràn ra cực kỳ cao ngạo ánh sáng. Từ khi một năm trước Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện sau đó bọn hắn có thể nói là mất hết thể diện, đặc biệt là Diệp Thần Phong cùng cổ võ trừng phạt người đồng quy vô tận sau, Diệp Thần Phong càng là trở thành cổ võ giới nhân vật huyền thoại, trong lúc nhất thời có rất nhiều người đều nguyện ý nương nhờ vào Tôn Bác Dịch cùng Xích Viêm Cốc thế lực. Này làm cho Vân Tiêu Cung cùng địa ma điện người vẫn luôn kìm nén một hơi đây. Hôm nay cuối cùng là có thể đem khẩu khí này phát tiết ra ngoài. Chương 1210, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Cổ võ giới, thẩm phán nơi bên ngoài. Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên cùng địa ma điện trưởng môn Ma Không Sát đám người, ánh mắt của bọn họ là có nhiều ý vị nhìn xem Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm cả đám. Bây giờ bọn hắn căn bản không có thanh Tôn Bác Dịch các loại cả đám để ở trong mắt. Phải biết bọn hắn nhưng cũng là siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, trong bọn họ bất cứ người nào đều có thể quét ngang Tôn Bác Dịch các loại mọi người. Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người bên này, thực lực cao nhất Xích Viêm Cốc đại trưởng lão Vương Vũ tính toán cũng chỉ có nửa bước siêu phàm, có thể nói Tôn Bác Dịch đám người căn bản không phải Lý Đông Thiên đối thủ của bọn họ, bằng không bọn hắn cũng không cần một đường chạy trốn đến này thẩm phán đất. Liệt Viêm, người bây giờ có hay không hối hận rồi? Nếu như người khi đó cùng chúng ta đồng thời đối phó Diệp Thần Phong, như vậy người bây giờ cũng hẳn là siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, đáng tiếc a hát. Đáng tiếc. Người này một mực như vậy không thức thời, bây giờ các ngươi Xích Viêm Cốc cũng chỉ còn sót lại ngươi và con trai của ngươi,
cùng với đại trưởng lão, những người còn lại cũng đã bị chết ở tại trên tay của chúng ta, làm sao? Lẽ nào ngươi không phục sao? Chúng ta có thể dưới tay thấy rõ ràng. Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên, hắn đem trong cơ thể siêu phàm đỉnh phong khí thế cho đề được đưa lên, một mặt khinh thường nhìn xem Liệt Viêm nói ra. Liệt Viêm trong con ngươi tràn đầy thần sắc tức giận, một đôi mắt là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Đông Thiên, bên trong thân thể nguyên thiên đỉnh phong chân kinh lực lượng cuồn cuộn lưu động, hắn biết mình hôm nay vô cùng có khả năng chết ở Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên đám người trên tay, nhưng trong lòng của hắn thật sự là không cam lòng a hát. Diệp Thần Phong ngoại thái công Tôn Bác Dịch, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong miệng nhỏ giọng nói, xem ra hôm nay tai nạn này không thể tránh được rồi, kỳ thực một năm trước ta nên bồi tiếp Thần Phong chết đi. Nếu không phải Thần Phong vì cứu chúng ta, hắn cũng sẽ không cùng Âu Dương Bạch đồng quy vu tận. Diệp Thần Phong ông ngoại Tôn Dương An cũng lập tức nói ra, cha, ngài nói không sai. Ta cũng không mặt mũi đi gặp Mỹ Cầm rồi, nếu để cho Mỹ Cầm biết Thần Phong tin qua đời, còn không biết Mỹ Cầm nên thương tâm thành hình dáng gì. Thái công, ra ra, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, liền coi như chúng ta hôm nay muốn chết, cũng phải cùng Vân Tiêu cung, Địa Ma điện người liều mạng một lần. Một năm trước nếu không phải này hai đại môn phái người, Thần Phong cũng sẽ không cùng Âu Dương Bạch liều đánh một trận tử chiến rồi. Nhắc tới Diệp Thần Phong, Tôn Hiểu Lệ trên mặt trong nháy mắt tràn đầy vẻ đau thương. Ta thật mẹ hắn tưởng niệm Thần Phong rồi. Có thể sớm ngày tới đất đi xuống cùng Thần Phong đoàn tụ cũng không tệ, nhớ tới lúc trước Thần Phong một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, chả thật là khiến người ta hoài niệm a hát. Nếu như Thần Phong bây giờ còn sống, hay là hôm nay vẫn có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích tới. Tôn Hằng Phi trên mặt vẻ tuyệt vọng biến mất rồi, thay vào đó là một vẻ kiên định. Không tệ, không tệ, hôm nay liền để cho chúng ta đến thoải mái đại chiến một trận, như vậy tới đất dưới đi gặp Thần Phong. Chúng ta cũng có thể hảo hảo nói khoác một phen. Xích Phiêm Cốc thiếu chủ Liệt Dương cười nói, lúc trước hắn cái mạng này là Diệp Thần Phong cứu, cho nên hắn một mực coi Diệp Thần Phong là làm ân công tới đối xử. Tại nhắc tới Diệp Thần Phong sau đó Tôn Bác Dịch các loại một tâm tình của mọi người rõ ràng sản sinh biến hóa, từng cái dồn dập từ trong tuyệt vọng thoát ly đi ra, thể sống chết muốn cùng Lý Đông Thiên, mà không sát đám người liều đánh một trận tử chiến rồi. Không nghĩ tới dòng dã một năm này đi qua. Diệp Thần Phong, danh tự này vẫn có thể để Tôn Bác Dịch đám người tâm tình đưa đến biến hóa như thế. Có thể nói Diệp Thần Phong lúc trước tại cổ võ giới các loại sự tích là khắc sâu khắc ở Tôn Bác Dịch các loại trong lòng của người ta rồi. Trưởng môn, để cho ta đi cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Vân Tiêu cung nhị trưởng lão Trần Hưng phát ra miệng nói. Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên, liếc nhìn một bên ma không sát, nói ra, đối phó Liệt Viêm các loại những rác rưởi này. Chúng ta liền không dùng tới đồng thời động thủ, liền để nhị trưởng lão cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Thấy ma không sát gật đầu đồng ý, sau đó Lý Đông Thiên lại nói, nhị trưởng lão, ngươi không cần lấy đi tính mạng của bọn họ, chúng ta phải từ từ đem bọn hắn toàn bộ dằn vặt đến chết, liền để cho bọn họ những người này để thay thế Diệp Thần Phong chịu đựng thống khổ đi. Trần Hưng phát cười lạnh nói, trưởng môn, ngươi yên tâm, ta ra tay sẽ phi thường có chừng mực. Nói xong. Trần Hưng phát trong cơ thể siêu phàm đỉnh phong chân kinh lực lượng liền tăng lên, bóng người nhanh chóng hướng về Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người lướt tới, mà Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người căn bản bắt giữ không tới Trần Hưng phát thân ảnh. Ầm. Trong không khí không ngừng quanh quẩn một đạo lại một đạo vang trầm thanh âm, chỉ thấy Trần Hưng phát thân ảnh là qua lại ở Tôn Bác Dịch các loại mọi người trong lúc đó, Tôn Bác Dịch các loại mọi người căn bản không hề sức chống cự. Từng cái trên người được Trần Hưng phát công kích, chỉ là ngăn ngắn nửa phút, Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người, bọn hắn liền toàn bộ ngã trên mặt đất không đứng lên nổi. Thẩm phán chi địa chu vi những môn phái khác bên trong người, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, trong cổ họng bọn họ không nhịn được là hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết Tôn Bác Dịch đám người nhưng cũng là nguyên thiên cảnh giới cao thủ, này chừng 10 tên nguyên thiên cảnh giới cao thủ, lại đang Trần Hưng phát trong tay liền một phút cũng sống không qua. Bởi vậy có thể tưởng tượng được siêu phàm cảnh đỉnh phong có cỡ nào cường hãn. Tôn Bác Dịch đám người là hoàn toàn xong đời, về sau chúng ta một cái tốc độ dòng chảy lực bên này, vẫn là Vân Tiêu cung cùng Địa Ma điện thiên hạ. Không nghĩ tới cuộc chiến đấu này kết thúc nhanh như vậy. Ta còn căn bản không có xem qua nghiện đây. Ngươi nói điều này cũng gọi chiến đấu. Chỉ có Vân Tiêu cung nhị trưởng lão Trần Hưng phát một người động thủ, hơn nữa Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người chỉ giữ vững nửa phút.
cái này căn bản là một phương diện bị hành hạ. Cho dù bây giờ Diệp Thần Phong còn sống, cho dù Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện ở đây, cũng tuyệt đối không cải biến được cục diện hôm nay được rồi. Phải biết Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát bọn bốn người đều là siêu phàm đỉnh phong cao thủ, một năm trước Diệp Thần Phong là miễn cưỡng cùng siêu phàm trung kỳ Âu Dương Bạch đồng quy vu tận. Ở xung quanh tất cả môn phái bên trong người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên, hắn để nhị trưởng lão Trần Hưng Phát ngừng lại, hắn từng bước đi tới Tôn Bác Dịch đám người trước mặt, ở trên cao nhìn xuống quát lên, một năm trước, Diệp Thần Phong giết ta Vân Tiêu cung đại trưởng lão, giết ta Vân Tiêu cung rất nhiều đệ tử, hôm nay các người muốn chết như thế nào? Địa Ma Điện Ma Không Sát cùng đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm cũng đi tới, Ma Không Sát âm trầm nói, Lý trưởng môn, nếu chúng ta đã dằn vặt không tới Diệp Thần Phong rồi, như vậy mấy người này chúng ta cũng không phải vội giết chết, chúng ta trước tiên có thể đem tu vi của bọn họ phế ngay lập tức, sẽ chậm rãi để cho bọn họ nếm lần tất cả chủng thống khổ, như vậy chẳng phải là càng sảng khoái. Tôn Hằng Phi hắn khi nghe đến Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát lời nói sau, hắn giãy giụa muốn từ mặt đất đứng lên, nhưng thủy chung là không cách nào làm được, cuối cùng chỉ có thể trong cổ họng gầm hét lên, bốn người các ngươi ở nơi này hung hăng cái gì. Nếu như Thần Phong tại nơi này, chỉ sợ các ngươi đã sớm cong đuôi trốn. Hừ, Lý Đông Thiên trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói ra, Diệp Thần Phong cũng sớm đã là chết, ta lại hy vọng hắn trả hoạt bính loạn khiêu. Như vậy ta là có thể tự mình đưa hắn cho nghiền ép mà chết rồi, hiện tại Diệp Thần Phong ở trước mặt ta căn bản liền cái chả là cái cóc khô gì. Ma Không Sát nhìn xem Tôn Hằng Phi, cũng nói, Diệp Thần Phong là cái thá gì. Ngươi có bản lĩnh để Diệp Thần Phong đi ra à, ta xem chỉ có ngươi tới đất đi xuống cùng Diệp Thần Phong phần rồi, Diệp Thần Phong chính là cái đổ rác rưởi. Mà chính lúc Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát khinh thường trào phúng ở trong mắt bọn họ đã chết đi Diệp Thần Phong lúc. Thẩm phán chi địa sụp đổ phế tích bên dưới. Diệp Thần Phong là vận chuyển thần cấp đỉnh phong linh hồn lực, không ngừng đem tảng đá cho mở ra, khi hắn sắp đem sụp đổ tảng đá hoàn toàn mở ra thời điểm, hắn bén nhạy thính giác, đem bên ngoài Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát lời nói là nghe được nhất thanh nhị sở, này làm cho khóe miệng của hắn là xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Diệp Thần Phong càng là đem trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, cả người trực tiếp xông đi lên đi rồi, Diệp Thần Phong trực tiếp lợi dụng thân thể đem sụp đổ tảng đá không ngừng phá tan, thẳng đến cuối cùng oanh. Một tiếng, Diệp Thần Phong trong nháy mắt lao ra khỏi thẩm phán chi địa phế tích, trong không khí bụi bặm đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn bao phủ lại rồi. Thẩm phán chi địa phế tích bên trên một cái động tĩnh, lập tức hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung vào cái kia trong bụi đất. Chỉ nghe từ trong bụi đất truyền ra một đạo lạnh như băng quật thanh âm, Vân Tiêu cung cùng Địa Ma Điện người, các ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ở đây phần lớn người nghe được câu này sau, bọn họ đều là hơi hơi ngẩn người, chỉ có Tôn Bác Dịch cùng Tôn Hằng Phi loại này chút Diệp Thần Phong người thân, bọn hắn khi nghe đến cái thanh âm này sau, thân thể của bọn họ không nhịn được một cái run rẩy, mặt trong nháy mắt được không thể tin vẻ mặt cho lấp đầy. Bọn hắn quả thực là không thể tin vào tai của mình rồi, ánh mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm bụi đất tung bay địa phương. Chương 1211, gà đất chó sành. Một vệt bóng người là cực kỳ chấn định từ tràn ngập trong bụi đất chậm rãi đi ra, làm tất cả mọi người tại chỗ từ từ nhìn rõ ràng này lau người bóng bộ dáng sau, Tôn Bác Dịch các loại Tôn ra người, bọn hắn từng cái là nín thở, Tôn Hằng Phi dùng ngón tay dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, hỏi Thái Công. Ta không có đang nằm mơ chứ. Đó là Thần Phong không có chết. Tôn Hiểu Lệ đồng dạng là trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tục, kinh ngạc miệng vi vi mở ra, trắng nõn trên mặt hiện lên thần sắc kích động. Diệp Thần Phong đang đi ra trong bụi đất sau, hắn liếc nhìn ngã trên mặt đất Tôn Bác Dịch cùng Liệt Viêm đám người, tại không nhìn thấy Hạ Tử Ninh thân ảnh sau, này làm cho hắn hơi hơi nhíu mày đến. Ánh mắt lại nhìn một cái Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện trưởng môn Ma Không Sát đám người, mới ngăn ngắn một năm này, Lý Đông Thiên đám người càng nhưng đã có siêu phàm cảnh đỉnh phong thực lực. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cũng sơ qua hơi kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, lấy hắn thực lực hôm nay muốn đối phó siêu phàm đỉnh phong cao thủ, này còn không phải việc nhỏ như con thỏ sự tình ma. Diệp Thần Phong cũng biết hiện tại không thích hợp hỏi cổ võ giới chuyện đã xảy ra. Khóe miệng hắn đối với Tôn Bác Dịch đám người lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, nói ra, ngoại Thái Công, ta đã trở về.
Tôn Bác Dịch khi nghe đến ngoại thái công tiếng gọi này thời điểm, hắn không nhìn được đỏ cả vành mắt, vừa vặn hắn cũng cho rằng tất cả những thứ này đều là ảo giác, dù sao tại một năm trước là bọn hắn tận mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Âu Dương Bạch Đồng quy vu tận rồi. Tôn Bác Dịch dùng sức điều chỉnh một cái hô hấp sau, hắn kích động nói, Thần Phong, đúng là Thần Phong ngươi sao? Ngoại thái công, một năm không gặp, lẽ nào ngươi ngay cả ta cái này từng cháu ngoại cũng không nhận ra sao? Diệp Thần Phong cười thuận miệng nói ra. Thần Phong, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã. Tôn Hằng Phi vừa mới nói được nửa câu, đã bị cách đó không xa Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên cắt đứt, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong thần cấp đỉnh phong linh hồn lực nội liếm, Lý Đông Thiên cũng không có cảm giác xuất Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế cường hãn. Hắn đối Diệp Thần Phong có thể nói là hận thấu xương rồi. Con trai của hắn cùng với Vân Tiêu cung đại trưởng lão bọn người là bởi vì Diệp Thần Phong mà chết, hắn hận không thể uống Diệp Thần Phong huyết, ăn Diệp Thần Phong thịt. Bây giờ Lý Đông Thiên đã là siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, một năm trước Diệp Thần Phong đem hết toàn lực cũng chỉ cùng siêu phàm trung kỳ Âu Dương Bạch Đồng quy vu tận, hắn không cho là Diệp Thần Phong có thể chiến đã thắng được hắn, huống chi hắn hôm nay nơi này chính là có 4 tên siêu phàm đỉnh phong cao thủ. Yếu bắt xuống một cái Diệp Thần Phong hẳn là thừa sức sự tình. Diệp Thần Phong, ta làm may mắn người đến hiện tại còn sống khỏe ri, như vậy ta là có thể được như nguyện cho ngươi sống không bằng chết. Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên, sắc mặt của hắn âm trầm cực kỳ, trong con ngươi tràn ngập căm giận ngút trời. Diệp Thần Phong đối Lý Đông Thiên lửa giận phỏng theo như không nghe thấy, hắn lạnh nhạt nói, chỉ sợ ngươi sau đó liền sẽ không như thế nghĩ đến. Nguyên bản các ngươi Vân Tiêu cung cùng Địa Ma Điện một năm trước nên yếu biến mất ở cổ võ giới. Để cho các ngươi kéo dài hơi tàn một năm, đối với ta mà nói thật đúng là quá thất bại, yên tâm, sau đó ta liền hội thanh toàn bộ các ngươi đưa lên đường. Thẩm phán chi địa chu vi các đại môn phái người, bọn hắn đang nhìn đến một năm trước nhân vật huyền thoại Diệp Thần Phong, hắn dĩ nhiên bất thình lình từ phế tích dưới bật đi ra. Đặc biệt là nghe được Diệp Thần Phong như thế tự phụ lời nói, này làm cho chu vi còn lại môn phái người trải qua ngắn ngủi ngây người sau, bọn hắn liền trong nháy mắt sôi sùng sục. Không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn thật sự sống sót, hắn lại đang cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện, xem ra hôm nay Vân Tiêu cung cùng Địa Ma Điện kế hoạch phải dẹp, sau đó khẳng định lại là một hồi kinh thiên cuộc chiến. Ta xem không hẳn, Lý Đông Thiên 4 người bọn họ đều là siêu phàm đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong xuất hiện cũng chỉ là chịu chết phần rồi, bây giờ cổ võ giới không phải là một năm trước cổ võ giới rồi. Nếu như Diệp Thần Phong một chọi một cùng Lý Đông Thiên bọn 4 người bên trong một người trong đó đối chiến. Diệp Thần Phong hay là vẫn có thể chống đỡ qua mấy chiêu, dù sao Diệp Thần Phong một năm trước cùng Âu Dương Bạch chiến cái không phân cao thấp, nhưng mà nếu như Lý Đông Thiên bọn 4 người đồng thời động thủ, ta xem Diệp Thần Phong chỉ có được trong nháy mắt giết phần rồi. Nằm trên đất không đứng lên nổi Tôn Bác Dịch đám người, bọn hắn khi nghe đến 4 phía tất cả môn phái tiếng bàn luận sau. Bọn hắn dồn dập từ trong vui sướng tỉnh táo lại, bọn hắn cũng cảm giác không ra Diệp Thần Phong trong cơ thể khí thế. Muốn đối phó 4 tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, Tôn Bác Dịch đám người không muốn Diệp Thần Phong lại vì bọn họ mạo hiểm. Tôn Bác Dịch vội vàng nói, Thần Phong, chính ngươi rời khỏi nơi này trước. Ngươi không cần quản chúng ta, tương lai chỉ cần có thể vì chúng ta báo thù là được rồi. Tôn Hằng Phi cũng lập tức nói ra, Thần Phong. Thái công nói không sai, ngươi nhanh chóng cho ta rời đi nơi này. Thần Phong, lấy thiên phú của ngươi sớm muộn có thể diệt Vân Tiêu cung cùng Địa Ma Điện, không nên tranh giành nhất thời khí. Tôn Hiểu Lệ cũng phụ họa nói. Nhưng mà, tại Tôn Hiểu Lệ vừa dứt lời thời điểm, Địa Ma Điện ma không sát cùng đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm đã phong bế Diệp Thần Phong đường lui, đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt Vân Tiêu cung trưởng môn Lý Đông Thiên cười lạnh nói, Diệp Thần Phong, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Đối mặt Lý Đông Thiên bọn 4 người, Diệp Thần Phong trên mặt bình tĩnh nhưng đập, hắn liếc nhìn Tôn Hằng Phi, nói ra, Hằng Phi, ngươi tiểu tử này, ngươi chừng nào thì đối với ta như thế không có lòng tin. Không phải là 4 con gà đất chó sành ma, các ngươi từng cái cần phải sốt sắng như vậy sao? Đồng dạng ngã trên mặt đất Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong không có cảm giác xuất Lý Đông Thiên bọn 4 người thực lực, hắn lập tức nhắc nhở, Diệp huynh đệ. Lý Đông Thiên bọn hắn đã là siêu phàm đỉnh phong cao thủ, này nhưng tuyệt đối không được khinh thường a hát. Đứng ở Lý Đông Thiên bên cạnh nhị trưởng lão Trần Hưng Phát, hắn cười lạnh nói, trưởng môn,
để cho ta trước tiên đến giáo huấn một chút Diệp Thần Phong này không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn, cho hắn biết biết một năm trước, cho dù hắn và Âu Dương Bạch có thể chiến cái không phân cao thấp, tại trước mặt chúng ta hắn cũng chẳng là cái thá gì. Lý Đông Thiên tùy ý gật gật đầu, nói ra, được, cái kia nhị trưởng lão, người trước bồi tiếp Diệp Thần Phong vui đùa một chút đi. Từ khi thực lực tăng lên tới siêu phàm cảnh đỉnh phong sau đó Lý Đông Thiên trong lòng ngạo khí cũng lớn trướng. Dưới cái nhìn của hắn Trần Hưng Phát đồng dạng là siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù Trần Hưng Phát thật sự không địch lại Diệp Thần Phong, chỉ sợ cũng có thể cùng Diệp Thần Phong chiến cái hơn trăm hiệp, đến lúc đó bọn hắn lại ra tay cũng vẫn tới kịp. Khi chiếm được Lý Đông Thiên cho phép sau đó Trần Hưng Phát ánh mắt chính là có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi cùng chúng ta Vân Tiêu Cung có không thể hóa giải cừu hận, hôm nay ta liền vì thiếu chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn trước tiên thu hồi một ít lợi tức. Diệp Thần Phong không nóng không lạnh nói ra, muốn tại trên người ta thu lợi tức. Không nên cuối cùng lợi tức không có thu được, trái lại đem mình cho ném vào rồi, như vậy nhưng sẽ không tốt. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta nhìn ngươi một chút có thể hung hăng đến khi nào. Trần Hưng Phát trong cơ thể siêu phàm cảnh đỉnh phong chân kinh lực lượng mãnh liệt đề được đưa lên, khóe miệng lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng về Diệp Thần Phong lao đi rồi. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong, đem Diệp Thần Phong đường lui phủ qua ma không sát cùng Quỷ Thiên Lâm, bọn họ là gương mặt thư giãn thích ý, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong hẳn là sẽ không là Trần Hưng Phát đối thủ, Trần Hưng Phát nhưng là thứ thiệt siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ A-H. Tôn Bác Dịch đám người nhìn thấy Trần Hưng Phát hướng về Diệp Thần Phong công kích, bọn hắn liền đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là đi ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Trần Hưng Phát thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, nhìn thấy Diệp Thần Phong không nhúc nhích dáng dấp, Trần Hưng cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không được sợ tráng váng. Nói xong, Trần Hưng Phát khí thế hung hăng một chưởng liền hướng Diệp Thần Phong ngực nhanh chóng vỗ tới, tại Trần Hưng Phát bàn tay yếu chạm vào Diệp Thần Phong ngực lúc, Diệp Thần Phong tay phải chuyển động, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đem Trần Hưng Phát cổ tay bắt được, cảnh này khiến Trần Hưng Phát bàn tay không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Diệp Thần Phong tay phải đang nắm chắc Trần Hưng Phát cổ tay đồng thời, tay trái của hắn đột nhiên bắt được Trần Hưng Phát đầu, ấn lại Trần Hưng Phát đầu đột nhiên hướng xuống đất đụng lên đi rồi, ầm. Một tiếng, đường đường siêu phàm đỉnh phong cao thủ Trần Hưng Phát, hắn căn bản liền cơ hội phản ứng cũng không có, thật sự là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh rồi, đầu của hắn trong nháy mắt trên mặt đất bạo liệt ra, tiên huyết cùng óc chất hỗn hợp trên mặt đất trong bùn đất từ từ chán thả lỏng đến. Diệp Thần Phong tùy ý vẩy vẩy bàn tay trái, nói ra, ta liền nói các ngươi là gà đất chó sành rồi, các ngươi còn một mực không tin. Chương 1212, truyền kỳ không có thay đổi. Tĩnh, thập phần yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Diệp Thần Phong bình thản xuất kỳ âm thanh vang vọng ở thẩm phán chi địa bốn phía, trong không khí là nhấp nhô liên tục ồ ồ tiếng hít thở, từng đạo ánh mắt hoảng sợ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Tất cả mọi người tại chỗ đều không thể tin được vừa vặn nhìn đến một màn kia, chuyện này quả thật là quá rung động, để cho bọn họ có loại dường như cảm giác nằm mộng. Đứng ở Diệp Thần Phong phía trước cách đó không xa Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên, hắn nguyên bản trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn cứng ngắc ở, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên mặt đất Trần Hưng Phát thi thể lạnh như băng, hắn không ngừng vi vi dao động cái đầu, hắn không thể tin được Diệp Thần Phong một chiêu dĩ nhiên cũng làm đem siêu phàm cảnh đỉnh phong Trần Hưng Phân Phát miểu sát. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong địa ma điện trưởng môn ma không sát cùng đại trưởng lão Quỷ Thiên Lâm, hai người bọn họ trên mặt thư giãn thích ý vẻ mặt cũng đã biến mất, hồi tưởng vừa vặn Diệp Thần Phong tiện tay giải quyết Trần Hưng Phát hình ảnh, hai người bọn họ trái tim đã bị nhất cổ cực hạn sợ hãi bao phủ rồi, lúc này mới ngăn ngắn một năm này, Diệp Thần Phong dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ này. Này có còn nên để cho bọn họ sống? Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Thẩm phán chi địa chu vi các đại môn phái người. Bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả này, không khỏi từng cái trong cổ họng là chật vật nuốt nước miếng, trong con ngươi tràn ngập cực kỳ thần sắc kinh khủng. Mà nằm dưới đất Tôn Bác Dịch các loại Tôn gia nhân cùng Xích Viêm Cốc Liệt Viêm đám người, khiếp sợ của bọn hắn cũng không so với những người khác ít, mũi cùng trong miệng hô hấp gấp vô cùng gấp rút, Trần Hưng Phát nhưng là đường đường siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, tại một năm trước đó Diệp Thần Phong cùng siêu phàm cảnh trung kỳ Âu Dương Bạch đối chiến, cũng hầu như là đồng quy vu tận. Nhưng một năm về sau hôm nay, Diệp Thần Phong lại tiện tay là có thể giải quyết một tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ.
này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá kinh người chứ. Tôn Hằng Phi tại phục hồi tinh thần lại sau đó trong cổ họng hắn điên cuồng quát, đây mới là thần phong a hát. Thần phong chả chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua đây. Chỉ là siêu phàm cảnh đỉnh phong rác rưởi tính toán cái éo gì a hát. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong tiện tay miểu sát Trần Hưng Phát sau. Tôn Hằng Phi là hoàn toàn tinh thần tỉnh táo. Nằm dưới đất Tôn Hiểu Lệ khóe miệng cũng lộ ra một vệt yên tâm nụ cười, nhớ rõ năm đó Diệp Thần Phong mới vừa tiến vào cổ võ giới thời điểm, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi không thể nào tiếp thu được Diệp Thần Phong, nhưng khi đó Diệp Thần Phong trực tiếp đem hai người bọn họ cho trong nháy mắt giây, sau Diệp Thần Phong càng là một đường hát vang, hầu như không ai có thể ngăn cản Diệp Thần Phong bước tiến, chuyện cũ tại Tôn Hiểu Lệ trong đầu không ngừng chiếu phim. Này làm cho Tôn Hiểu Lệ trong lòng không khỏi nghĩ nói, Diệp Thần Phong chính là Diệp Thần Phong. Không có bất cứ người nào có thể vượt qua. Xích Phiêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm, hắn cũng là âm thầm cười khổ, Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tốc độ. Khiến hắn làm sao lưỡi không ngớt, trong miệng không khỏi nói lầm bầm, bây giờ thông thiên chi hải xuất hiện, tương lai Diệp Thần Phong đến cùng có thể đến cùng cái gì độ cao. Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn đối với ma không sát cùng quỷ thiên lâm. Quát, hiện tại chúng ta nhất định muốn đồng thời động thủ giải quyết Diệp Thần Phong tiểu tử này. Bằng không tình cảnh của chúng ta hội vô cùng nguy hiểm. Ma không sát cùng quỷ thiên lâm là không hẹn mà cùng gật gật đầu, hai người bọn họ đem trong cơ thể siêu phàm cảnh đỉnh phong chân kình lực lượng để được đưa lên, ma không sát nói ra, Lý trưởng môn, ta cũng đang có ý này. Ma không sát cùng quỷ thiên lâm từ phía sau hướng về Diệp Thần Phong lướt tới. Mà Lý Đông Thiên nhưng là từ chính diện hướng về Diệp Thần Phong lướt tới, tam đạo siêu phàm cảnh đỉnh phong khí thế không ngừng lan tràn hướng về Diệp Thần Phong, Lý Đông Thiên miệng quát tiểu tử, ta lại không tin ngươi vẫn có thể chiến đã thắng được ba tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ. Thấy Lý Đông Thiên ba người đồng thời động thủ, Tôn Bác Dịch đám người là không khỏi nhíu mày đến, mà chu vi còn lại môn phái người là nhìn say sưa thích thú. Dù sao hôm nay bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt. Lần này cuối cùng cũng coi như có nhìn, Lý Đông Thiên ba người bọn hắn siêu phàm cảnh đỉnh phong đồng thời động thủ, e sợ cho dù Diệp Thần Phong có miểu sát một tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ thực lực, lần này cũng khó có thể chống đỡ chứ. Ta ngược lại thật ra so sánh xem trọng Diệp Thần Phong, ta nghĩ Diệp Thần Phong có thể tại Lý Đông Thiên ba người bọn họ trong tay đọ sức một phen. Tại các đại môn phái người ai giữ ý nấy thời điểm, Lý Đông Thiên cùng ma không sát đám người. Bọn hắn phân biệt từ phía trước cùng mặt sau áp sát Diệp Thần Phong, mà chính khi bọn họ yếu đồng thời hướng về Diệp Thần Phong công kích thời điểm, Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong, này để trong lòng bọn họ đại cảm giác không ổn. Gà đất chó sành chính là gà đất chó sành a hát, một đạo hí hành hạ thanh âm truyền vào Quỷ Thiên Lâm trong tai, làm Quỷ Thiên Lâm quay đầu lại thời điểm, con ngươi của hắn không khỏi vi vi co rụt lại, này Diệp Thần Phong lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực VVF một chút co lại, tại bàn tay phải của hắn trong lòng liền xuất hiện một cái xoay tròn hình tròn vòng xoáy, trực tiếp đem bàn tay phải hướng về Quỷ Thiên Lâm sau lưng thượng đè xuống, miệng quát linh hồn phá. Theo Diệp Thần Phong đối phó Quỷ Thiên Lâm, liền cực hạn phá cũng không cần dùng đến. Kèm theo Diệp Thần Phong thủ trưởng đặt tại Quỷ Thiên Lâm sau lưng thượng, nhất cổ cực hạn linh hồn lực trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào Quỷ Thiên Lâm trong cơ thể, chỉ nghe âm. Một tiếng vang thật lớn, Quỷ Thiên Lâm thân thể trong nháy mắt nổ tung ra, ở trong không khí hóa thành vô số giọt máu. Diệp Thần Phong tại trong chớp mắt lại miểu sát một tên siêu phàm đỉnh phong Quỷ Thiên Lâm, này làm cho Vân Tiêu Cung trưởng môn Lý Đông Thiên cùng Địa Ma Điện cửa chính ma không sát hai người này, thân thể bọn họ đột nhiên run lên một cái, thật sự là Diệp Thần Phong giết chết Quỷ Thiên Lâm phương thức quá mức tàn bạo rồi, liền ngay cả Quỷ Thiên Lâm chút nào xương vụn đều không hề lưu lại. Lý Đông Thiên cùng ma không sát dưới chân bước chân đột nhiên lùi về sau, thẳng đến cách Diệp Thần Phong chừng 20 thước xa sau, bọn hắn mới ngừng lại, Lý Đông Thiên cùng ma không sát sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trên mặt đã không có vừa vặn kia phen lớn lối, tuy rằng trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận chính mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Lý Đông Thiên biến đổi sắc mặt một trận sau đó hắn nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi tốt nhất đừng động tới chúng ta rồi. Sau lưng chúng ta nhưng là có thông thiên chi hải bên kia cao thủ làm chỗ dựa, người biết thực lực của chúng ta là như thế nào tăng lên tới siêu phàm đỉnh phong sao? Là đám kia thần bí cao tay đưa ta nhóm phục dụng một loại đan dược, chúng ta liền trong vòng một đêm tăng lên tới siêu phàm đỉnh phong,
đám kia cao thủ thần bí không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Diệp Thần Phong nhìn xem Lý Đông Thiên cùng ma không sát, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi là đang uy hiếp ta. Lẽ nào ngươi không biết ta làm không thích người khác uy hiếp ta sao? Hai người các ngươi cũng có thể lên đường. Nghe vậy, Lý Đông Thiên cùng ma không sát không khỏi thay đổi sắc mặt, ma không sát nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng thả chúng ta một con ngựa. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, hai người các ngươi quỳ xuống, hay là ta có thể cho các ngươi một cái chạy trối chết cơ hội. Ma không sát cùng Lý Đông Thiên tại liếc nhau một cái, sau đó hai người bọn họ đem lửa giận đè nén ở trong lòng, không hẹn mà cùng hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có sống sót, bọn hắn mới có thể báo thù, chỉ cần mời đám kia thần bí cao thủ đối Diệp Thần Phong động thủ, như vậy Diệp Thần Phong nhất định là chắc chắn phải chết, cho nên hai người bọn họ lựa chọn tạm thời nuốt giận vào bụng. Tự cấp Diệp Thần Phong quỳ xuống sau đó Lý Đông Thiên hỏi, Diệp Thần Phong, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi sao? Diệp Thần Phong nói ra, hai người các ngươi có thể rời khỏi, ta sẽ đứng tại chỗ một mực bất động, bất quá, ta chỉ cho các ngươi 10 giây, 10 giây đồng hồ sau ta vẫn cứ đứng ở chỗ này phát ra một chiêu, nếu như các ngươi có thể tránh được một chiêu này, hôm nay ta thì sẽ không lại đối hai người các ngươi động thủ. 10, 9, nói xong, Diệp Thần Phong trong miệng liền ngược lại đếm, ma không sát cùng Lý Đông Thiên không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, thân ảnh của hai người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Một bên Tôn Bác Dịch thấy cảnh này sau đó hắn gấp vội mở miệng nói, Thần Phong, lẽ nào ngươi thật sự muốn thả hai người bọn họ sao? Diệp Thần Phong không hề trả lời Tôn Bác Dịch vấn đề, trong miệng đã số đến cuối cùng một cái linh chữ, mà Lý Đông Thiên cùng ma không sát cũng đầy đủ chạy đi 500 mét xa, Lý Đông Thiên cùng ma không sát không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy Diệp Thần Phong vẫn cứ đứng tại chỗ, bọn họ là hoàn toàn yên tâm lại rồi, Lý Đông Thiên yết hầu quát Diệp Thần Phong. Món nợ này về sau chúng ta sẽ chậm rãi tính. Diệp Thần Phong khóe miệng cười lạnh nói, e sợ không có cơ hội này. Diệp Thần Phong tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, đem khép lại ngón tay nhắm ngay 500 mét bên ngoài ma không sát cùng Lý Đông Thiên, miệng quát, vạn tiễn xuyên tâm. Xíu, 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 xíu. Từng cây do linh hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn. Nhanh chóng hướng về ma không sát cùng Lý Đông Thiên bay đi, ma không sát cùng Lý Đông Thiên nhìn thấy tràng cảnh này sau, hai người bọn họ sắc mặt kịch biến, lần thứ hai nhanh chóng lao tới phía trước rồi, đến giờ phút này rồi bọn hắn mới biết Diệp Thần Phong là đang đùa bỡn bọn hắn, đáng tiếc là mưa tên này so với hai người bọn họ tốc độ nhanh hơn nhiều, ma không sát cùng Lý Đông Thiên rất nhanh sẽ được mảng lớn mưa tên cắn nuốt mất rồi. Hai người trong nháy mắt đã bị chết ở tại mũi tên trong mưa. Chu vi các đại môn phái bên trong người nhìn thấy này mảng lớn mưa tên sau đó trong lòng bọn họ dồn dập toát ra đồng dạng một câu nói, thuộc về Diệp Thần Phong truyền kỳ cũng không có thay đổi. Chương 1213, kết giới cánh cửa lần nữa phong bế. Này Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả tiếp theo giải quyết xong 4 tên siêu phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, thực lực của hắn cùng một năm trước so với, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, Diệp Thần Phong người này thực sự là thật là đáng sợ. Xem ra Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện yếu tại cổ võ giới hoàn toàn biến mất rồi, kế tiếp e sợ toàn bộ cổ võ giới thiên hạ chính là Diệp Thần Phong một người rồi. Ta xem các người nghĩ quá đơn giản rồi, nếu như Thông Thiên Chi Hải chưa từng xuất hiện, như vậy hay là Diệp Thần Phong có thể thống chọn một cái cổ võ giới, nhưng hôm nay Thông Thiên Chi Hải xuất hiện, nắm chắc phê Thông Thiên Chi Hải một đầu khác cường giả bí ẩn đi tới chúng ta nơi này, Diệp Thần Phong cùng những thần bí đó cường giả so với chả kém rất xa đây. Nói không chắc Diệp Thần Phong qua mấy ngày liền sẽ chết ở những thần bí đó trong tay cường giả. Diệp Thần Phong tại dùng vạn tiễn xuyên tâm giải quyết xong ma không sát cùng Lý Đông Thiên sau, hắn nghe được chu vi các đại môn phái ầm ĩ tiếng bàn luận, này làm cho hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, hắn đối với mấy cái này đến người xem náo nhiệt không tồn tại bất kỳ một điểm hào cảm, trong cổ họng quát lên, cho các ngươi 5 phút, cho ta toàn bộ rời đi ở nơi này. Kỳ thực Diệp Thần Phong giọng điệu vẫn tính là khách khí. Bất quá, rơi vào chu vi các đại môn phái trong tai sau, có rất nhiều người khuôn mặt lộ ra từng tia vẻ giận dữ, dù sao trong đó cũng có thật nhiều người là trưởng môn thân phận, một tên trong đó nguyên thiên trung kỳ đàn ông trung niên, hắn đi lên hai bước, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không khỏi cũng khinh người quá đáng đi nha. Chúng ta có chỗ nào chọc tới ngươi rồi, bây giờ Thông Thiên Chi Hải một đầu khác cường giả bí ẩn đến nơi này,
nói không chắc ngươi về sau còn cần dùng đến sức mạnh của chúng ta. Tên này đàn ông trung niên liền là vừa vặn nói Diệp Thần Phong qua mấy ngày liền sẽ chết ở những thần bí đó trong tay cường giả người. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía tên kia nguyên thiên trung kỳ đàn ông trung niên, nói ra các ngươi ở xung quanh ồn ồn ào ào nhìn xem vừa vặn chiến đấu, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta là cung người xem xét động vật. Ta lặp lại lần nữa, hiện tại cũng cho ta rời đi nơi này. Tên kia nguyên thiên trung kỳ đàn ông trung niên, trên mặt hắn mặt mũi có phần nhìn không được rồi, tốt xấu hắn cũng là một môn phái trưởng môn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Diệp Thần Phong, Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sau lưng có cường giả bí ẩn chống đỡ, nếu như ngươi vì vừa vặn hành vi cho chúng ta xin lỗi, như vậy chúng ta đều nguyện ý đứng ở ngươi bên này. Tên này đàn ông trung niên trong giọng nói rõ ràng cho thấy nhiều hơn một tia uy hiếp, mùi vị này làm cho Diệp Thần Phong khóe miệng là hiện lên một nụ cười. Gần theo Diệp Thần Phong chu vi những người này thuần túy là chút tôm tép nhỏ bé, những thần bí đó cường giả thực lực khẳng định tại siêu phàm cảnh bên trên, những người này căn bản là phái không hơn bất kỳ chỗ dùng nào. Trong miệng nói ra, vừa nãy Lý Đông Thiên cùng ma không sát uy hiếp ta rồi, kết cục của bọn họ là chết, mà kết cục của ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, nhất cổ thần cấp đỉnh phong linh hồn lực liền từ Diệp Thần Phong trong cơ thể lan tràn ra hướng về tên kia nguyên thiên trung kỳ đàn ông trung niên đánh tới rồi. Tên kia đàn ông trung niên cảm nhận được Diệp Thần Phong cái kia cực kỳ cường hãn linh hồn lực sau, hắn mới biết mình loại này sĩ diện liều mạng hành vi là ngu xuẩn cỡ nào, đáng tiếc là ở hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, chỉ nghe ầm một tiếng, tên này nguyên thiên trung kỳ đàn ông trung niên đầu trực tiếp nổ tung mà chết. Cổ võ giới nguyên bản chính là nhược nhục cường thực, huống chi vừa vặn tên kia đàn ông trung niên uy hiếp Diệp Thần Phong, cho nên theo Diệp Thần Phong mình đã không có nương tay cần thiết, còn lại các đại môn phái người nguyên vốn cũng là nóng lòng muốn thử. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện bị diệt, Diệp Thần Phong yếu thống chọn một cái cổ võ giới nhất định sẽ dùng đến bọn hắn, bởi vậy dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong sẽ không dễ dàng đối với bọn họ động thủ, nhưng ai biết Diệp Thần Phong dĩ nhiên không chút do dự nào liền động thủ. Này để cho bọn họ từng cái tại phục hồi tinh thần lại, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm chạy tứ tán rồi. Rất nhanh, thẩm phán chi địa chu vi liền cực nhanh yên tĩnh lại, Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nằm dưới đất Tôn Bác Dịch đám người, từng bước hướng về Tôn Bác Dịch bọn hắn đi tới. Tôn Bác Dịch bọn hắn chả đắm chìm tại mới vừa trong khiếp sợ, Diệp Thần Phong ngồi xổm người xuống giúp Tôn Bác Dịch bọn hắn đơn giản xử lý một chút thương thế, ước chừng sau một tiếng, Tôn Bác Dịch bọn hắn liền toàn bộ khôi phục lại. Đang giúp Tôn Bác Dịch đám người xử lý xong thương thế sau đó, Diệp Thần Sư mở miệng hỏi, Ngoại Thái Công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tử Ninh đâu này, còn có Thành Thiên Tinh bên ngoài không phải bố trí Thông Thiên Mê Huyễn Trận đấy sao? Lẽ nào Thông Thiên Mê Huyễn Trận đều bị phá ra? Tỉnh hồn lại Tôn Bác Dịch, trong cổ họng hắn khẽ thở dài, nói ra, tại một tháng trước, cổ võ giới tối phía tây xuất hiện một cái mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, mà ở 5 ngày trước nắm chắc phê cường giả bí ẩn lần lượt xuất hiện tại chúng ta cổ võ giới bên trong. Trong đó có một nhóm người tìm tới Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện, đồng thời giúp Lý Đông Thiên bọn hắn trong vòng một đêm tăng lên tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, trả giúp bọn họ phá tan rồi Thành Thiên Tinh Thông Thiên Mê Huyễn Trận. Nhóm người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Tại Thông Thiên Mê Huyễn Trận bị phá ra sau đó, chúng ta căn bản không phải Lý Đông Thiên đối thủ của bọn họ. Bất quá, tại chúng ta sắp được Lý Đông Thiên đám người bắt sống thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái có thể phi hành lão bà. Cái này lão bà một mắt liền chọn chúng Hạ Tử Ninh, nói cái gì Hạ Tử Ninh có linh căn, sau đó, liền trực tiếp đem Hạ Tử Ninh mang đi. Mà chúng ta cũng bởi vì có cái này kẽ hở, rồi mới từ Thành Thiên Tinh bên trong trốn ra khỏi. Nhưng những người khác toàn bộ đã bị chết ở tại Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện trong tay. Tôn Trói Buộc Dịch trên mặt là hiển lộ hết bi thương vẻ, trong cổ họng là ngay cả liền thở dài. Tử Ninh được một cái lão bà mang đi, hơn nữa cái này lão bà có thể phi hành trên không trung. Diệp Thần Phong trong lòng rõ ràng, e sợ cái này lão bà thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa trong lòng hắn nỗi băn khoăn cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong hỏi tiếp, này Thông Thiên Chi Hải là chuyện gì xảy ra? Lúc này Xích Viêm Cốc Cốc Chủ Liệt Viêm mở miệng hồi đáp, Diệp huynh đệ, tại cổ võ giới một mực có một cái truyền thuyết, hay là tại cổ võ giới tối phía tây có một cái Thông Thiên Chi Hải, bất quá, trước đó cổ võ giới tối phía tây chỉ có một mảnh hoang mạc mà thôi, bây giờ này Thông Thiên Chi Hải có thể nói là đột nhiên xuất hiện,
có người nói tại thông thiên chi hải một đầu khác có một cái càng cao hơn chờ cổ võ thế giới, cái kia vài đoàn cường giả bí ẩn phải là đến từ thông thiên chi hải một đầu khác cái kia cao đẳng cổ võ bên trong thế giới. Nghe vậy, Diệp Thần Phong con ngươi không khỏi sáng ngời, trong đầu nhớ tới Âm Minh Tông bà lão kia Tống Xuân Mi, nói như vậy Tống Xuân Mi hầu như 100% là thông thiên chi hải một đầu khác cường giả, muốn đem Lâm Hân Di cứu ra, Diệp Thần Phong nhất định muốn đến thông thiên chi hải một đầu khác đi rồi. Huống chi bây giờ liền Diệp Thần Phong nữ nhân Hạ Tử Ninh cũng bị một cái lão bà bắt đi, cho nên nói thông thiên chi hải một đầu khác là nhất định muốn đi một chuyến được rồi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Tôn Bác Dịch đám người, nói ra, ngoại thái công, tại thẩm phán chi địa dưới đáy còn có một nơi kết giới cánh cửa, ta mang bọn ngươi rời đi trước cổ võ giới rồi hãy nói. Tôn Bác Dịch mấy người cũng biết cổ võ giới kết giới cánh cửa tạm thời phong bế, nghe được thẩm phán chi địa dưới còn có một cái kết giới cánh cửa thời điểm. Bọn hắn không khỏi hơi hơi vui vẻ, dù sao Diệp Thần Phong vừa vặn giết Lý Đông Thiên đám người, mà Lý Đông Thiên đám người sau lưng có thông thiên chi hải một đầu khác cường giả bí ẩn chống đỡ, dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại Diệp Thần Phong chả không thích hợp cùng những thần bí đó cường giả đối chiến. Được, Thần Phong nói không sai, chúng ta rời khỏi nơi này trước tại bàn bạc kỹ càng. Tôn Bác Dịch gật đầu đồng ý Diệp Thần Phong cách nói. Thế là... Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch bọn người ở tại thẩm phán chi địa phế tích bên trên, đi xuống đả thông một con đường, đã tới thẩm phán chi địa dưới đáy, Diệp Thần Phong vội vã đi tới mở ra kết giới cánh cửa vách tường trước, đem bàn tay phải đặt tại trên vách tường, trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực cuồn cuộn không đoạn rót vào đã đến trong đó, nhưng mà bức tường này vách tường không chút nào không có phản ứng, này làm cho Diệp Thần Phong vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lại thử mấy lần không có phản ứng chút nào sau đó Diệp Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, kết giới này cánh cửa sẽ không phải lần nữa phong bế chứ. Chính lúc Diệp Thần Phong bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, trong đầu của hắn vang lên bóng đen người có chút âm trầm âm thanh, tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng như thế, chỗ này kết giới cánh cửa đích thật là lần nữa phong bế. Tiểu gia hỏa. Hiện tại ta dùng có thể đối với ngươi nói tường tận một chút thông thiên chi hải một đầu khác thế giới kia rồi. Cái kia gọi Lâm Hân Di nha đầu, hiện tại hẳn là liền ở thông thiên chi hải một đầu khác Âm Minh Tông bên trong. Bóng trắng thanh âm của người cũng lập tức vang lên. Chương 1214, địa huyền giới kết giới cánh cửa thật sự lại phong bế. Trong đầu đang vang vọng khởi bóng đen nhân hòa bóng trắng nhân sau, Diệp Thần Phong sắc mặt là một trận biến ảo, chỉ chốc lát sau, hắn mới quay về Tôn Bác Dịch đám người nói, ngoại thái công, chỗ này kết giới cánh cửa lần nữa phong bế. Xem ra chúng ta đều tạm thời không cách nào rời đi cổ võ giới rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần Phong là vội vã muốn từ bóng trắng nhân hòa bóng đen trong dân cư hiểu được nhiều hết mức sự tình rồi. Tôn Bác Dịch đám người nghe được kết giới cánh cửa lần nữa phong bế, trên mặt bọn họ là lộ ra một trận vẻ thất vọng, bất quá, bọn hắn lập tức lại thu hồi tâm tình đến, Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Viêm, nói ra, Diệp huynh đệ nói không sai. Giữ không chuẩn Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sau lưng cường giả bí ẩn hội tìm tới nơi này, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Diệp Thần Phong cùng Tôn Bác Dịch đám người rời đi thẩm phán chi địa sau, bọn hắn một đường đi về phía nam cấp tốc đi lại hơn 3 giờ sau, tại bọn hắn xuất hiện trước mặt một tòa cự đà lớn sơn mạch, Diệp Thần Phong một nhóm người đang sơn mạch nơi sâu xa đào bới ra một cái bí ẩn sơn động, đám người bọn họ dự định trước tiên ở trong sơn động nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thần Phong lại đi vào hang núi sau đó hắn liền cùng Tôn Bác Dịch đám người chào hỏi một tiếng, tiếp lấy, hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bây giờ liền Hạ Tử Ninh đều bị thông thiên chi hải một đầu khác cường giả mang đi, bất quá, Diệp Thần Phong có thể khẳng định một điểm là Hạ Tử Ninh tạm thời hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Diệp Thần Phong tại nhắm mắt lại sau đó ý thức của hắn được một nguồn sức mạnh cho dẫn dắt tiến vào trong ảo cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện mình đi tới một chỗ độc đáo trong đình viện. Bóng trắng nhân hòa bóng đen người đang ngồi ở đình viện bên trong trên ghế đá, bóng trắng người đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, hắn cười nói tiểu gia hỏa, không cần nghi ngờ, này trong ảo cảnh cảnh tượng, chúng ta là có thể tùy ý chuyển biến. Nghe vậy, Diệp Thần Phong thu hồi tâm thần, nhìn xem bóng trắng nhân hòa bóng đen người, nói ra, xuất hiện tại các ngươi có thể cho ta nói tường tận một chút các ngươi biết rõ sự tình chứ. Còn có kết giới này cánh cửa làm sao đột nhiên lại phong bế. Bóng trắng người cười nói, cổ võ giới kết giới cánh cửa yêu cầu năng lượng chống đỡ, bất quá, tại đây thông thiên chi hải xuất hiện sau đó đem cổ võ giới thiên địa pháp tắc cho làm rối loạn,
bây giờ cổ võ giới hai nơi kết giới cánh cửa toàn bộ mất đi hiệu quả. Ngươi mặc dù có thể từ thẩm phán chi địa dưới kết giới trong cánh cửa xuyên tới xuyên lui mấy lần, là vì thẩm phán chi địa dưới kết giới cánh cửa vẫn tồn tại một ít năng lượng chống đỡ, mà bây giờ những năng lượng kia đều tiêu hao sạch sẽ rồi, cho nên thẩm phán chi địa dưới kết giới cánh cửa cũng mất đi hiệu quả. Khi nghe đến bóng trắng nhân sau, Diệp Thần Phong mơ hồ có loại dự cảm xấu, lập tức hỏi, ý của ngươi là cổ võ giới hai nơi kết giới cánh cửa đều vô dụng. Ta không cách nào thông qua kết giới cánh cửa trở về thế tục giới. Bóng trắng người gật gật đầu nói ra, trên lý thuyết là chuyện như vậy, bất quá, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới tầng thứ nhất định, chúng ta có thể để cho ngươi không thông qua kết giới cánh cửa là có thể trở về thế tục giới, điểm này ngươi nhưng dùng tuyệt đối yên tâm. Diệp Thần Phong gật gật đầu, trong lòng lúc này mới hơi chút an tâm một ít, nếu như mãi mãi cũng không cách nào trở về thế tục giới, như vậy Diệp Thần Phong sai lầm nhưng lớn rồi, dù sao tại thế tục giới hắn chả mão có nhiều như vậy người thân cùng nữ nhân ở đây. Bóng đen người cũng mở miệng nói ra, được rồi, tiểu tử, kế tiếp ta nói với ngươi thuyết phục thiên chi biển một đầu khác sự tình đi. Thông thiên chi hải một đầu khác thế giới tên là địa huyền giới, kỳ thực tại chúng ta thời đại kia, đất này huyền giới, cổ võ giới cùng thế tục giới đều là cùng một thế giới, bất quá, sau đó do ở thiên địa linh khí càng ngày càng khuyết thiếu, mới bị ngay lúc đó đại năng phân chia ra nhiều như vậy cái tiểu thế giới. Thế nhưng, tại chúng ta thời đại kia, thế giới này vẫn không có được phân chia ra nhiều như vậy tiểu thế giới đây. Chúng ta sở dĩ hiểu rõ nhiều như vậy, là vì tại trước ngươi, cũng có rất nhiều người đã nhận được ngươi bên trong đan điền đoàn kia khí thể. Hai chúng ta tàn hồn chính là tạm thời sinh sống ở đoàn kia khí trong cơ thể, nhưng là trừ ngươi ra, trước đó không ai có thể dung hợp này đoàn khí thể. Phải biết thông thiên chi hải một đầu khác địa huyền giới, muốn so cổ võ giới diện tích càng thêm lớn. Thậm chí thế tục giới cùng cổ võ giới gộp lại cũng không có một cái địa huyền giới lớn, còn có trên đất huyền giới trong mắt cao thủ cổ võ giới cùng thế tục giới đều là hạ đẳng vị diện, mà địa huyền giới thì là xa xa tại thế tục giới cùng cổ võ giới bên trên. Nghe bóng đen người nói bốc nói phét, Diệp Thần Phong trầm tư một lát sau, hỏi tại siêu phàm cảnh bên trên còn có cấp bậc cao hơn sao? Lúc này bóng trắng người mở miệng trả lời, tại siêu phàm cảnh bên trên còn có thông linh cảnh, hợp biển cảnh, thần niệm cảnh, tạo hóa cảnh, luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh, mỗi cái cảnh giới tổng cộng chia làm một đến ngũ trọng thiên, mà mỗi nhất trọng thiên lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Diệp Thần Phong không nghĩ tới siêu phàm cảnh bên trên chả có nhiều như thế cảnh giới, hắn không khỏi lại hỏi, ta bây giờ thần cấp đỉnh phong linh hồn lực giống như là siêu phàm cảnh bên trên cảnh giới gì? Bóng trắng người suy tư mấy giây sau, nói ra, người thực lực hôm nay đại khái cùng thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ không kém bao nhiêu đâu. Siêu phàm cảnh cùng thông linh cảnh trong lúc đó có một cái khó mà vượt qua cự đà rãnh lớn khe, một khi có thể đột phá đến thông linh cảnh, như vậy thực lực đem tăng lên mười mấy lần, thậm chí là càng nhiều, cho nên bây giờ ngươi cần đem trong cơ thể linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí, dù sao thần cấp linh hồn lực đã là ngươi có thể đạt tới đỉnh điểm rồi, nếu như không đem ngươi trong cơ thể linh hồn lực chuyển hóa thành linh khí. Đoán chừng ngươi cả đời cũng là dừng bước tại thần cấp đỉnh phong linh hồn lực rồi. Thần cấp đỉnh phong chỉ giống như là thông linh nhị trọng thiên đỉnh phong. Này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng có phần không thể nào tiếp thu được rồi, nếu quả như thật dường như bóng trắng người chỗ nói, như vậy các loại Diệp Thần Phong đã đến địa huyền giới, hắn trên đất huyền giới căn bản là không tính là cao thủ gì rồi. Các ngươi có thể đem ta thần cấp đỉnh phong thực lực chuyển hóa thành thông linh nhị trọng thiên đỉnh phong. Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Bóng trắng người gật đầu nói, nguyên bản này là chuyện không thể nào, bất quá, tại chúng ta trải qua tỉ mỉ thôi toán sau đó hai ngày sau, tại cổ võ giới nơi nào đó đều sẽ có một cơ duyên to lớn, chỉ cần ngươi nắm chắc trận này cơ duyên, thực lực của ngươi chẳng những có thể thành công chuyển hóa thành thông linh nhị trọng thiên đỉnh phong, thậm chí còn có thể tăng cao thực lực, thay đổi thể chất của ngươi, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ngươi liền nhất định phải đem trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ phế bỏ. Sau đó từ cổ võ giả đẳng cấp thấp nhất hoàng giai lại tu luyện từ đầu lên. Này làm cho Diệp Thần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại, bây giờ hắn biết chỉ có đem linh hồn lực của mình chuyển hóa, bằng không hắn cả đời cũng cứu không ra Lâm Hân Di, không tìm được Hạ Tử Ninh, cho nên hai ngày sau trận này cơ duyên hắn nhất định muốn vững vàng nắm chắc, bằng không hắn thật có thể yếu khổ rồi rồi. Bóng đen người nhìn xem Diệp Thần Phong cau mày dáng dấp, hắn nói ra tiểu tử, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi nghe tu luyện của chúng ta bảo đảm cho ngươi tại trong vòng 2, 3 năm đến niết bàn cảnh, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi,
bất quá, này cũng phải nhìn ngươi tư chất của mình rồi. Bóng trắng người tán đồng nói ra, đúng vậy, chúng ta hội đem hết toàn lực cho ngươi trở thành một tên cường giả, đúng rồi, ta gọi Ngô Phong dỗi rảnh, ngươi trong cơ thể tiên huyết sở dĩ sẽ có chút điểm hào quang màu vàng, đó là nhận lấy của ta ảnh hưởng, máu của ta toàn bộ là màu vàng, máu của ta được gọi là thần huyết, chờ ngươi ngày nào đó huyết dịch toàn bộ biến thành màu vàng, ngươi thì sẽ biết thần huyết cự đà chỗ đại dụng rồi. Bóng đen người cũng nói, tiểu tử, ta gọi Giang Vận Thiên, ngươi khi tức giận cái loại này trạng thái nổi khùng là bị của ta ảnh hưởng, bất quá, ngươi cái loại này trạng thái nổi khùng thực sự quá tiểu nhi khoa, hay chúng ta sẽ đem tất cả đồ vật đều truyền thụ cho ngươi, chúng ta cũng không cần ngươi bái chúng ta vi sư. Diệp Thần Phong cảnh giác hỏi, vậy các ngươi cần ta làm cái gì? Bóng trắng người khoát tay áo một cái, nói ra, ngươi thực lực bây giờ chả quá yếu, chờ ngươi đạt tới nhất định thực lực, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá, có một chút ngươi yên tâm đi, chúng ta để những chuyện ngươi làm, đây nhất định là ngươi có thể làm được, hơn nữa sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi. Bây giờ Diệp Thần Phong cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực, cho nên này Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên hẳn có thể giúp đỡ việc khó của hắn, tại cẩn thận nghĩ một lát sau mão, nói ra, được, ta đáp ứng các ngươi, ta muốn hỏi một câu, các ngươi tại khi còn sống, thực lực của các ngươi đạt tới cái gì tầng thứ? Có còn chưa đạt tới Niết Bàn Cảnh? Niết Bàn Cảnh, bóng đen người Giang Vận Thiên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Mà bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng cho Giang Vận Thiên nháy mắt, sau đó, nói với Diệp Thần Phong, được rồi, người trước chuẩn bị một chút đi. Hai ngày sau, cái kia chàng cơ duyên lớn người nhất định muốn đạt được. Chương 1215, đoạt cơ duyên. Cổ võ giới. Vân Tiêu Cung bên trong đại điện. Một tên hơn 20 tuổi thanh niên ngồi ở đại điện chính giữa trên ghế, tên thanh niên này trên người mặc một bộ trường sam màu trắng, da thịt trắng nõn vô cùng. Tướng mạo cũng giải không sai, bất quá, tên thanh niên này trên người tổng cho người một loại âm nhu cảm giác. Thanh niên này tên là Liễu Vô Nguyên, chính là địa huyền giới Bạch Tuyết Sơn Trang thiếu chủ, một thân thực lực đã tới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tại Liễu Vô Nguyên phân biệt hai bên đứng đấy một ông lão, đứng ở bên trái ăn mặc quần áo màu xám lão đầu tên là Thu Vân Núi, hắn chính là Bạch Tuyết Sơn Trang đại trưởng lão, một thân thực lực đã tới hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ. Mà đứng ở bên phải ăn mặc quần áo màu đen lão đầu tên là Toàn Bộ Mộc Nhai, hắn chính là Bạch Tuyết Sơn Trang nhị trưởng lão, một thân thực lực đã tới hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Ba người này chính là Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sau lưng cường giả bí ẩn rồi, một tên hơn 40 tuổi đàn ông trung niên một mực cung kính đi vào bên trong đại điện, tên này đàn ông trung niên thực lực tại phá thiên đỉnh phong tầng thứ, hắn là những môn phái khác bên trong một tên trưởng lão. Hắn tại thẩm phán chi địa chu vi chính mắt thấy Diệp Thần Phong giải quyết Lý Đông Thiên đám người cảnh tượng, lại tăng thêm Diệp Thần Phong đối với bọn họ cực kỳ không khách khí, tên này đàn ông trung niên liền lập tức quyết định đến Vân Tiêu Cung bẩm báo. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không liên lụy những này cường giả bí ẩn. Tên này đàn ông trung niên tại đi vào đại điện sau đó cả người hắn lập tức trở nên nơm nớp lo sợ lên, trong miệng nói ra, Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện trưởng môn được một cái tên là Diệp Thần Phong tiểu tử giết đi. Ta là tới. Còn không có đợi tên này đàn ông trung niên nói hết lời, chỉ thấy ngồi trên ghế dựa Liễu Vô Nguyên trên mặt liền lộ ra vẻ mong mỏi, hắn ngón trỏ tay phải hướng về tên kia đàn ông trung niên nhẹ nhàng vạch một cái, tên kia đàn ông trung niên trong cổ họng thanh âm liền im bặt đi rồi, ở đằng kia tên trung niên cổ của nam nhân thượng xuất hiện một đạo vết máu, đạo này vết máu từ từ mở rộng, thẳng đến tên kia đàn ông trung niên đầu lâu lăn rơi đến trên mặt đất, ấm áp máu tươi từ cổ của hắn bên trong dâng trào ra. Liễu Vô Nguyên trên mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mới chậm rãi biến mất, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Đứng ở Liễu Vô Nguyên bên cạnh Thu Vân Núi cùng Toàn Bộ Mộc Nhai. Hai người này trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống vừa vặn Liễu Vô Nguyên chỉ là ép chết một con kiến như thế. Liễu Vô Nguyên nhìn xem trên MU bàn tay mình một cái bắc đấu thất tinh tinh không đồ án, nói ra, thực sự là một đám rác rưởi, hạ đẳng vị diện người chính là một đám rác rưởi. Nếu không phải vì cơ duyên của ta, ta mới lười cùng những rác rưởi này tiếp xúc, Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện người đã chết cũng tốt. Dù sao cơ duyên của ta xuất hiện địa phương đã tìm được rồi. Tại hai năm trước, Liễu Vô Nguyên trong lúc vô tình xông vào một chỗ thần bí cổ động, từ chỗ kia bên trong hang cổ sau khi đi ra, Liễu Vô Nguyên trên MU bàn tay liền nhiều hơn một cái bắc đấu thất tinh tinh không đồ án. Tự bắt đầu từ lúc đó Liễu Vô Nguyên mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm đồng dạng một giấc mơ, lâu dần.
Liễu Vô Nguyên biết rồi, cái này mộng chính là một cái cơ duyên to lớn, nếu như hắn có thể có được cơ duyên này, như vậy thực lực của hắn không những hội tăng mạnh, hơn nữa sẽ cải thiện tư chất của hắn, khiến hắn tiến vào thiên tài chân chính hàng ngũ. Một tháng trước, thông thiên chi hải liên thông cổ võ giới, sau đó Liễu Vô Nguyên xác định hắn cái này cơ duyên lớn đến từ chính hạ đẳng vị diện cổ võ giới. Thế là, Liễu Vô Nguyên liền cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão trực tiếp chạy tới cổ võ giới bên này, tại Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện dưới sự giúp đỡ, hắn rất nhanh tìm được cơ duyên của hắn xuất hiện địa phương. Mà cho Lý Đông Thiên cùng Ma Không Sát đám người dùng đan dược, vốn là phi thường phổ thông đan dược, loại đan dược này đặt ở địa huyền giới là không có người sẽ đi dùng, tuy rằng loại đan dược này có thể làm cho nguyên thiên cảnh giới cường giả, trực tiếp bước vào siêu phàm cảnh đỉnh phong tầng thứ. Thế nhưng phục dụng loại đan dược này sau, người dùng thực lực cả đời cũng không cách nào lên trên nữa tăng lên. Trên người mang theo khí âm nhu Liễu Vô Nguyên, hắn từ trên ghế đứng lên, nói ra, hai ngày sau liền là cơ duyên của ta xuất hiện lúc, chúng ta bây giờ gần như có thể chạy đi Tử Vong Triều Trạch rồi, chỉ cần có thể đạt được cơ duyên này, ta Liễu Vô Nguyên là có thể dẫn Bạch Tuyết Sơn Trang trên đất huyền giới quật khởi. Chúng ta trước tiên sớm cung kính hạ thiếu chủ rồi. Lần này trưởng môn đối thiếu chủ cũng là ôm lớn vô cùng kỳ vọng, này mới khiến hai chúng ta bồi tiếp thiếu chủ cùng đi cổ võ giới. Đại trưởng lão cung kính nói. Cổ võ giới. Nơi nào đó sơn mạch bên trong hang núi. Tại Liễu Vô Nguyên đám người xuất phát đi tới Tử Vong Triều Trạch thời điểm, Diệp Thần Phong đồng dạng là từ trong ảo cảnh thoát ly đi ra, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh cùng bóng đen người Giang Vận Thiên. Bọn hắn đã đem xuất hiện cơ duyên lớn địa phương hình dạng miêu tả cho Diệp Thần Phong nghe xong, bất quá, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên cũng không biết nơi này tên gọi là gì. Diệp Thần Phong nghe được hai người này miêu tả sau đó trong đầu hắn cũng không có bất kỳ manh mối, thế là, Diệp Thần Phong đem Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên lời nói tự thuật cho Tôn Bác Dịch đám người nghe. Đang nghe xong Diệp Thần Phong tự thuật sau đó Tôn Bác Dịch các loại tôn gia nhân là lắc lắc đầu. Ngược lại là Xích Viêm Cốc Cốc chủ Liệt Diễm tại trầm tư một chút sau, hắn mở miệng nói ra, Diệp huynh đệ, nghe xong sự miêu tả của ngươi sau đó ta xem ngươi nói nơi này có thể là Tử Vong Triều Trạch. Này Tử Vong Triều Trạch liền phá thiên chi cảnh cao thủ tiến vào đều sẽ có nguy hiểm to lớn, bất quá, lấy Diệp huynh đệ thực lực của ngươi tiến vào lời nói, đúng là không có vấn đề quá lớn, Diệp huynh đệ, muốn đi Tử Vong Triều Trạch làm gì? Này Tử Vong Triều Trạch cách nơi này gần như có 2 ngày lộ trình. Nếu như Diệp huynh đệ ngươi muốn đi lời nói, như vậy ta đúng là có thể cùng ngươi đồng thời, dù sao Diệp huynh đệ ngươi không biết đường. Diệp Thần Phong khi nghe đến từ nơi này đuổi đến Tử Vong Triều Trạch gần như yêu cầu 2 ngày, trên mặt hắn vẻ mặt vội vàng căng thẳng, cái kia cơ duyên lớn không phải là tại 2 ngày sau buổi tối sẽ xuất hiện sao? Diệp Thần Phong hiện tại nhất định muốn lập tức chạy tới Tử Vong Triều Trạch rồi, bởi vì hắn xác thực không biết đường, hắn cũng chỉ có thể làm cho Liệt Viêm cho hắn dẫn đường rồi. Về phần những người khác tại Diệp Thần Phong dưới sự yêu cầu, bọn hắn nhưng là đều phải yếu lưu ở trong sơn động này. 2 ngày sau, sắc trời là từ từ tối lại. Trải qua 2 ngày không gián đoạn chạy đi, Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm là đi tới một chỗ rừng rậm bên ngoài. Liệt Viêm nói ra, Diệp huynh đệ, Tử Vong Triều Trạch liền ở bên trong vùng rừng rậm này rồi, ngươi. Diệp Thần Phong đột nhiên đã cắt đứt Liệt Viêm lời nói. Trực tiếp lôi kéo Liệt Viêm tránh né đã đến nơi xa một cục đá to lớn mặt sau, Diệp Thần Phong trả để Liệt Viêm đem khí tức cho thu liễm, chính lúc Liệt Viêm không rõ vì sao thời điểm, chỉ thấy có 3 bóng người từ Tử Vong Triều Trạch bên trong đi ra, 3 người này không phải là Liễu Vô Nguyên, Thu Vân Núi cùng toàn bộ Mộc Nhai Ma. Liệt Viêm đang nhìn đến 3 người này dáng dấp sau, hắn không khỏi thay đổi sắc mặt, trong miệng nhỏ giọng nói, Diệp huynh đệ, 3 người này chính là Vân Tiêu Cung cùng Địa Ma Điện sau lưng cường giả. Lúc trước ta rất xa từng thấy dáng dấp của bọn hắn làm sao sẽ cũng xuất hiện tại Tử Vong Triều Trạch nơi này. Khi nghe đến Liệt Viêm lời nói sau, Diệp Thần Phong lông mày là nhíu càng gia tăng hơn rồi, mà chính lúc thời điểm này, bóng đen người Giang Vận Thiên có chút âm trầm âm thanh, tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi phi thường không tốt. 3 người này nhất định là địa huyền giới người, một người trong đó tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Một người tại hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, người cuối cùng tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, nếu như ngươi chính diện gặp gỡ bọn hắn, như vậy ngươi ngay cả cho bọn họ nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm cũng lập tức vang lên, tiểu gia hỏa, những đất này huyền giới người sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này,
xem ra bọn hắn đồng dạng biết đêm nay ở nơi này đều sẽ có một cơ duyên to lớn rồi. Bây giờ ngươi muốn có được trận này cơ duyên lớn, ngươi liền nhất định phải đem trận này cơ duyên từ này chút trong tay người đoạt lại. Thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, cộng thêm hai tên hợp biển cảnh cường giả. Muốn từ Liễu Vô Nguyên ba người trong tay cướp giật trận này cơ duyên, này làm cho Diệp Thần Phong thân chịu áp lực đột nhiên gia tăng mãnh liệt, bất quá, bây giờ hắn còn có đường lui sao? Hắn bây giờ là không có lựa chọn nào khác. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần Phong tâm tình một ngạt, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh lại nói, tiểu gia hỏa, hắn tình huống thật cũng không có người nghĩ bết bát như thế, người buông lỏng một chút là tốt rồi. Trận này cơ duyên không phải là dễ dàng như vậy lấy được, nói không chắc ba người này vẫn có thể đến giúp ngươi đâu. Huống hồ có hai chúng ta tại, ngươi phải đến trận này cơ duyên lớn tỷ lệ có 90% trở lên. Đúng, tiểu tử, vừa nãy chỉ là cùng ngươi nói chuyện đùa mà thôi, nguyên bản ngươi phải đến trận này cơ duyên tỷ lệ chỉ có 50%, có ba người này sau đó ngươi phải đến trận này cơ duyên tỷ lệ liền có 90% trở lên. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói. Chương 1216, tinh không chi thạch. Liệt Viêm không nghe được Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thanh âm, hắn thấy Diệp Thần Phong trầm mặc không nói bộ dáng, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là đang suy tư kế tiếp kế sách ứng đối, ai biết Diệp Thần Phong mở miệng nói, Liệt Cốc Chủ, tại một ngày trước, chúng ta không phải trải qua một chỗ rừng cây rậm rạp đấy sao? Ngươi đi chỗ đó trong rừng cây chờ ta, nếu để cho Liệt Viêm đi theo, đây chỉ có liên lụy đến Diệp Thần Phong. Để Liệt Viêm rời đi trước cũng là Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận ý của trời. Liệt Viêm khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn lập tức nói ra, Diệp huynh đệ, này tại sao có thể đâu này? Hoặc là chúng ta cùng rời đi, hoặc là chúng ta đồng thời lưu lại. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói ra, Liệt Cốc Chủ, ngươi lần này tình ý ta hiểu được, thế nhưng, nếu như ngươi cùng ta đồng thời tiến vào tử vong triều trạch, ta còn muốn phân tâm tới chiếu cố ngươi, ta tuyệt đối không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần ở đằng kia nơi trong rừng cây chờ ta được rồi, ta ngày mai nhất định sẽ tại trong rừng cây cùng ngươi hội hợp. Liệt Viêm biết Diệp Thần Phong nói một chút cũng không sai, lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ làm liên lụy Diệp Thần Phong, trong lòng tại do dự không quyết định sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc nói ra, được, ta liền nghe Diệp huynh đệ ngươi, nếu như ngày mai ngươi vẫn không có đến rừng cây cùng ta hội hợp, như vậy ta tự tiến vào tử vong triều trạch đi tìm ngươi. Đang nhìn đến Liệt Viêm lặng yên rời đi, thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau, Diệp Thần Phong liền lần nữa đưa mắt tập trung vào xa xa Liễu Vô Nguyên ba người trên người, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lần nữa vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ nhất định muốn lập tức tiến vào tử vong triều trạch, chúng ta sẽ đem hơi thở của ngươi cùng sinh cơ tận lực che giấu. Tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh vừa vặn nói xong, Diệp Thần Phong bên trong đan điền đoàn kia hồng sắc khí thể liền nhanh chóng xoay tròn. Diệp Thần Phong khí tức cùng sinh cơ trong nháy mắt được che giấu liền một tia đều không thừa rồi. Diệp Thần Phong tại cảm giác được tự thân biến hóa sau đó hắn liền từng bước từ từ hướng về tử vong triều trạch đến gần rồi, bởi tử vong triều trạch bên ngoài đều là từng khối tảng đá lớn. Diệp Thần Phong chính dễ dàng dùng này đến ẩn giấu thân thể của mình, lại tăng thêm khí tức cùng sinh cơ đều bị che kín rồi. Diệp Thần Phong là thuận lợi đi tới tử vong triều trạch lối vào một khối đá lớn mặt sau. Mà Liễu Vô Nguyên ba người liền ở Diệp Thần Phong phía trước xa 50 mét địa phương. Diệp Thần Phong liếc nhìn Liễu Vô Nguyên đám người sau đó trong cổ họng hắn hít sâu một hơi, sau đó bóng người liền nhanh chóng xông vào tử vong triều trạch bên trong vùng rừng rậm, mà đang ở Diệp Thần Phong tiến vào tử vong triều trạch bên trong thời điểm. Hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ Thu Vân núi, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn hướng tử vong triều trạch lối vào nơi, trên mặt là như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai nói ra, đại trưởng lão. Ngươi nhìn cái gì chứ? Thu Vân núi nhíu nhíu mày, nói ra, vừa vặn ta rất nhớ cảm giác có người tiến vào tử vong triều trạch bên trong. Toàn bộ Mộc Nhai cười nói, đại trưởng lão, ngươi quá cẩn thận, chúng ta là chúng tại hạ vị diện cổ võ giới bên trong. Có ai có thể tại chúng ta dưới mí mắt tiến vào tử vong triều trạch? Ngươi cũng quá để mắt cổ võ giới những rác rưởi này đi nha. Liễu Vô Nguyên cũng gật gật đầu, nói ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói không sai, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, hiện tại quan trọng nhất là giúp ta đem trận này cơ duyên lớn nắm bắt tới tay. Một bên khác, Diệp Thần Phong tại xông vào tử vong triều trạch sau đó hắn là một đường đi tới tử vong triều trạch chính giữa, tại một cây đại thụ để ngồi xuống, đồng thời,
bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm lại vang lên, tiểu gia hỏa. Sau đó này tử vong chiều trạch phía trên trong bầu trời đêm nên xuất hiện rất nhiều tinh tinh, gần như có tới hơn vạn viên nhiều. Cũng chỉ có tại tử vong chiều trạch nơi này mới có thể nhìn thấy một cái kỳ dị cảnh tượng. Ở trên vạn vì sao xuất hiện sau đó trong bầu trời đêm hội hạ xuống bị ngọn lửa bao quanh tảng đá, những tảng đá này lực va đập cùng lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, coi như là hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều khó mà ngăn cản, bất quá, chỉ có đem những tảng đá này toàn bộ ngăn trở đỡ được, đêm nay cơ duyên lớn mới có thể xuất hiện. Ở trong trời đêm những này lực phá hoại cực lớn tảng đá đình chỉ sau đó ở trong trời đêm hội hình thành một viên bảy màu ngọc thạch này tên là tinh không chi thạch. Đến lúc đó chúng ta sẽ đem tinh không chi thạch hướng về ngươi nơi này hấp dẫn tới, chỉ cần ngươi hấp thu này tinh không chi thạch, ngươi liền có thể thành công đem trong cơ thể linh hồn lực chuyển hóa. Đương nhiên ngươi tuyệt đối không thể cùng những người này chính diện tiếp xúc, bằng không ngươi nhất định sẽ được trực tiếp nháy mắt giết. Tại ngươi hấp thu tinh không chi sau đó, chúng ta không chỉ có thể đem hơi thở của ngươi cùng sinh cơ cho ẩn giấu đi, vẫn có thể đem thân thể cho ẩn giấu đi, làm cho đối phương căn bản không cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Bất quá, ngươi không thể đủ đứng lên hành tẩu, một khi ngươi tự mình đứng lên đến hành tẩu, thân thể ngươi ẩn núp hiệu quả liền sẽ lập tức biến mất. Diệp Thần Phong đem bóng trắng người một câu lại một câu lời nói đều nhớ trong lòng, mà lúc này đây, giữa bầu trời bóng đêm là hoàn toàn tối lại, từ tử vong chiều trạch ngẩng đầu nhìn lên trên, toàn bộ trong bầu trời đêm đừng nói mặt trăng rồi, liền một ngôi sao tinh cũng không có. Trong chớp mắt, tử vong chiều trạch phía trên trong bầu trời đêm đột nhiên phóng ra một vệt sáng lạn vô cùng ánh sáng, tiếp lấy, toàn bộ trong bầu trời đêm liền không ngừng xuất hiện một viên lại một viên ngôi sao, thẳng đến không đếm sao đem trọn mảnh bầu trời đêm toàn bộ che kín. Ngồi ở tử vong chiều trạch chính giữa dưới cây lớn Diệp Thần Phong, con người của hắn vi vi co rụt lại, hắn nhìn thấy Liễu Vô Nguyên, Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai bóng người lướt lên một gốc cao lớn nhất cây cối, bọn hắn ba người này trực tiếp đứng ở này khỏa ngọn cây đại thụ. Tại Liễu Vô Nguyên ba người đứng lên ngọn cây đại thụ sau đó vạn tinh đều hiện bầu trời đêm trở nên vặn vẹo lên, trong bầu trời đêm không ngừng vang lên ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang, tiếp lấy, từng khối bị ngọn lửa bao quanh tảng đá lớn từ trong bầu trời đêm hoa rơi xuống, hướng về Liễu Vô Nguyên ba người nhanh chóng đánh tới. Liễu Vô Nguyên từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, đem trong cơ thể linh khí rót vào đến ngọc bài chi về sau. Tại Liễu Vô Nguyên ba người bốn phía lập tức tạo thành một tầng màng bảo hộ, cái kia từng khối bị ngọn lửa bao quanh tảng đá lớn, tại chạm vào màng bảo hộ sau đó liền một khối tiếp lấy một khối vỡ vụn. Phía dưới tử vong chiều trạch bên trong Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn xem Liễu Vô Nguyên đám người, trong đầu hắn vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, ba người này trên người còn có phòng ngự tính thượng phẩm pháp khí. Tuy rằng đẳng cấp là thấp một chút, thế nhưng thêm vào thực lực của ba người này, đầy đủ chống lại tất cả hỏa diễm hòn đá, tiểu tử, hôm nay này tinh không chi thạch, ngươi là 100% có thể có được rồi. Ước chừng sau 15 phút, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, Liễu Vô Nguyên nắm tại trong tay ngọc bài thượng xuất hiện một cái vết nứt, tiếp lấy, ầm. Một tiếng, cả khối ngọc bài trực tiếp biến thành bột phấn, bao phủ lại Liễu Vô Nguyên ba người màng bảo hộ cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Trong bầu trời đêm hỏa diễm thạch vũng tàu lúc hướng về Liễu Vô Nguyên các loại ba thân thể của con người đánh tới rồi. Đại trưởng lão Thu Vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai, bọn hắn chấn định như thường vận chuyển trong cơ thể linh khí, mà Liễu Vô Nguyên cũng phi thường ăn ý phối hợp đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thật giống bọn hắn đã sớm biết ngọc bài không thể chống đỡ được tất cả hỏa diễm hòn đá. Ầm, 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 ầm. Tại Liễu Vô Nguyên ba người phối hợp dưới, trong bầu trời đêm hoa rơi hỏa diễm thạch đầu là từng khối bị đã bị đánh bột phấn. Lại qua sau 5 phút, trong bầu trời đêm đã không còn hỏa diễm thạch đầu xuất hiện, mà lên vạn vì sao cũng đang từng điểm tụ lại lên, cuối cùng này hơn vạn vì sao ở trong trời đêm ngưng tụ thành một khối to bằng đầu nắm tay thất thải thạch đầu. Liễu Vô Nguyên nhìn thấy này thất thải thạch đầu sau, hắn kích động nói, đúng là tinh không chi thạch, đúng là tinh không chi thạch, đêm nay qua đi. Ta Liễu Vô Nguyên đem trên đất huyền giới quật khởi mạnh mẽ. Một bên Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai hai người này, bọn hắn đang nhìn đến tinh không chi sau đá, cổ họng của bọn hắn bên trong không nhìn được nuốt nước miếng, trong con ngươi lộ ra tham lam ánh sáng. Tại tinh không chi thạch ngưng tụ mà thành nháy mắt, Diệp Thần Phong đan điền hồng sắc khí thể lần thứ hai nhanh chóng xoay tròn, cái kia nguyên bản hướng về Liễu Vô Nguyên nhanh chóng bay đi tinh không chi thạch,
đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về Diệp Thần Phong bay tới, chỉ là 2-3 giây loại thời gian, tinh không chi thạch liền trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Thần Phong ngực, chui vào trong cơ thể hắn. Tại Diệp Thần Phong hấp thu tinh không chi thạch nháy mắt, Diệp Thần Phong chỉnh cái thân thể của con người cũng trong nháy mắt được ẩn thân. Đứng ở đại thụ đỉnh Liễu Vô Nguyên ba người, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến tinh không chi thạch hội tạm thời thay đổi phương hướng, làm ba người bọn hắn phục hồi tinh thần lại hướng về tử vong chiều trạch nhìn xuống thời điểm, nơi nào vẫn có thể nhìn thấy tinh không chi thạch. Thậm chí ngay cả tinh không chi thạch khí tức cũng không cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Liễu Vô Nguyên tại không cảm giác được bất kỳ tinh không chi thạch khí tức sau, thân sắc của hắn đột nhiên trở nên hoang mang mà lại phát điên lên, ánh mắt không ngừng từ chỗ cao quét mắt tử vong chiều trạch, phải biết này tinh không chi thạch là hắn tình thế bắt buộc. Chương 1217, là ai chiếm cơ duyên của ta? Cổ võ giới, tử vong chiều trạch bên trong, giữa bầu trời vạn tinh đều hiện hình ảnh biến mất rồi, toàn bộ bầu trời đêm lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Nhấp nhô liên tục trùng tiếng kêu vang vọng ở tử vong chiều trạch bên trong, đứng ở đại thụ che trời đỉnh Liễu Vô Nguyên, Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai ba người này, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh biến cố này. Liễu Vô Nguyên hai chân không ngừng đạp ở đại thụ trên cành cây, bóng người tựa như điên cuồng hướng về tinh không chi thạch biến mất địa phương lao đi rồi, mà đại trưởng lão Thu Vân núi cùng nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai, hai người bọn họ là đi sát Liễu Vô Nguyên phía sau. Liễu Vô Nguyên đi tới tử vong chiều trạch chính giữa dưới một cây đại thụ, vừa vặn này tinh không chi thạch chính là hướng về cái phương hướng này bay tới, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ biến mất rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần Phong đang ngồi ở Liễu Vô Nguyên trước mặt cây to này dưới đáy, chỉ bất quá hắn khí tức, sinh cơ cùng thân thể đều bị bóng trắng nhân hỏa bóng đen người đặc ý ẩn nấp lên, cho nên này Liễu Vô Nguyên căn bản không phát hiện được Diệp Thần Phong thân ảnh. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt biểu hiện trên mặt hơi có chút dữ tợn Liễu Vô Nguyên, cùng với đứng ở Liễu Vô Nguyên bên người Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai, trước đó không có cùng ba người này tiếp xúc gần gũi. Diệp Thần Phong cũng không biết thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, hợp biển cảnh tam trọng thiên sơ kỳ cùng hợp biển cảnh tứ trọng thiên trung kỳ, rốt cuộc là một cái khái niệm gì. Trước mắt Liễu Vô Nguyên đám người liền đứng ở Diệp Thần Phong trước mặt, Diệp Thần Phong cũng bị Liễu Vô Nguyên ba người thật khí thế ép thở không được. Trong lòng của hắn khẳng định, nếu như thân ảnh của hắn được Liễu Vô Nguyên đám người phát hiện lời nói, như vậy đoán chừng hắn chỉ có bị nháy mắt giết chết phần rồi. Hay là cảm thấy Diệp Thần Phong căng thẳng, bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành, nói ra, tiểu gia hỏa, chỉ cần ngươi không tự mình đứng lên đến hành tẩu, chỉ dựa vào ba người này là không phát hiện được bóng người của ngươi, ngươi liền an tâm ngồi được rồi. Diệp Thần Phong hiện tại cũng không rảnh đi thăm dò xem đi vào trong thân thể hắn tinh không chi thạch. Hắn tính toán đợi Liễu Vô Nguyên ba người bọn họ sau khi rời đi, lo lắng nữa hấp thu tinh không chi thạch sự tình. Liễu Vô Nguyên chung quanh đều không tìm được tinh không chi sau đá, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên MU bàn tay Bắc Đấu Thất Tinh đồ án, cái này Bắc Đấu Thất Tinh đồ án nhưng là cùng hôm nay cơ duyên này có lớn lao liên hệ. Liễu Vô Nguyên nỗ lực đem trong cơ thể linh khí rót vào cái này đồ án bên trong, dùng này đến cảm ứng được tinh không chi thạch vị trí cụ thể. Mà khi Liễu Vô Nguyên đem trong cơ thể linh khí rót vào Bắc Đấu Thất Tinh đồ án bên trong lúc, cái này đồ án phảng phất là một cái động không đáy bình thường điên cuồng cắn nuốt Liễu Vô Nguyên trong cơ thể linh khí. Rất nhanh, Liễu Vô Nguyên liền sắc mặt tái nhợt lên, hắn lập tức đình chỉ hướng về đồ án bên trong truyền vào linh khí, lông mày của hắn nhíu càng phát quấn rồi, mở miệng nói ra tinh không chi thạch khí tức thật giống bị người hết sức ẩn giấu đi. Nghe vậy, đại trưởng lão Thu Vân núi, thân sắc hắn khẽ động. Nói ra, thiếu chủ, người còn nhớ vừa nãy tại tử vong chiều trạch bên ngoài, ta nói rồi thật giống có người xông vào tử vong chiều trạch bên trong, nếu như tinh không chi thạch bị người hết sức ẩn giấu đi, như vậy này liền nói rõ tinh không chi thạch được những người khác chiếm được, này tử vong chiều trạch bên trong trừ ba người chúng ta ở ngoài, còn có những người khác tại. Nhị trưởng lão toàn bộ Mộc Nhai hắn đang suy tư chỉ chốc lát sau. Nói ra, tuy rằng phi thường không muốn thừa nhận có người ở chúng ta dưới mí mắt chạy vào tử vong chiều trạch, thế nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem, đại trưởng lão vừa vặn cảm giác một chút cũng không sai. Liễu Vô Nguyên đang nghe đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói sau, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt vặn vẹo lên, phải biết từ khi 2 năm trước trên MU bàn tay của hắn xuất hiện Bắc Đấu Thất Tinh tinh không đồ án sau, hắn liền một mực chờ mong lấy đạt được cơ duyên lớn thời điểm. Thậm chí trước đó hắn đã trải qua sơ bộ đoán được cơ duyên này chính là tinh không chi thạch,
nhưng khi vừa vặn hắn tận mắt thấy tinh không chi sau đá, trong lòng của hắn tâm tình hưng phấn hầu như vẫn cứ đi tới điểm cao nhất. Phải biết này tinh không chi thạch mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một khối, lúc trước phàm là đạt được tinh không chi thạch người, có cái nào không phải hùng bá thiên hạ cường giả. Có thể nói đêm nay cơ duyên này là Liễu Vô Nguyên ngày nhớ đêm mong trọn vẹn mong mỏi 2 năm, hơn nữa bọn hắn vừa nãy phí đem hết toàn lực đem vô số hỏa diễm thạch đầu công kích cho cản lại, mắt thấy lập tức liền muốn chiếm được tinh không chi thạch, bây giờ lại bị lén lút người cho đã đoạt đi, đây không phải bạch bạch cho người khác làm áo cưới sao. Này làm cho Liễu Vô Nguyên làm sao có thể tiếp nhận. Liễu Vô Nguyên thủ trưởng thật chặt nắm thành quyền đầu, trên trán bạo khởi một cái lại một cái gân xanh. Trên mặt biểu lộ dữ tợn đáng sợ, lửa giận trong lòng nhảy lên tới cực điểm, trong cổ họng khàn cả giọng một câu lại một câu báo gào lên. 2 năm, trọn vẹn thời gian 2 năm, ta mỗi ngày buổi tối đều làm giống nhau mộng, mỗi ngày đều tại ngóng nhìn cái này một ngày sẽ tới, vốn cho là đạt được cái này cơ duyên lớn sau, ta Liễu Vô Nguyên liền có thể trên đất huyền giới quật khởi mạnh mẽ rồi. Nhưng rốt cuộc là ai? Đến là ai cướp đi cơ duyên của ta? Ta Liễu Vô Nguyên nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Thần Phong nghe Liễu Vô Nguyên khàn cả giọng tiếng gầm gừ, trong lòng của hắn đối Liễu Vô Nguyên không có một chút nào hổ thẹn, dù sao cũng là Liễu Vô Nguyên bọn hắn giúp Lý Đông Thiên đám người tăng lên tới siêu phàm cảnh đỉnh phong, còn giúp Lý Đông Thiên đám người phá tan rồi thông thiên mê huyễn trận, cảnh này khiến rất nhiều người đều đã bị chết ở tại Lý Đông Thiên đám người trong tay, nói cách khác, này Liễu Vô Nguyên một nhóm người. Tại trước hôm nay mặc dù không có cùng Diệp Thần Phong đã gặp mặt, nhưng bọn họ xác thực là Diệp Thần Phong kẻ địch, cướp đi địch nhân cơ duyên lớn, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói căn bản không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai không ngừng cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay, nhưng hai người bọn họ căn bản không có tại tử vong chiều trạch bên trong cảm giác được bất kỳ dị thường đến. Thu Vân núi do dự một lát sau, vẫn là nói thiếu chủ. Hay là cướp đi tinh không chi thạch người đã rời đi tử vong chiều trạch rồi. Không cam lòng, ta không cam lòng a hát. Liễu Vô Nguyên hai bàn tay dùng sức hướng phía trước một đống, ầm, ầm. 2 tiếng, ở trước mặt hắn cây đại thụ kia trong nháy mắt hóa thành vụn gỗ, mà nằm ở ẩn thân bên trong Diệp Thần Phong, hắn cũng là ngồi ở cây to này dưới, thân thể của hắn cũng nhận được Liễu Vô Nguyên công kích. Bất quá, Diệp Thần Phong hai tay của là vững vàng chảo lấy mặt đất. Không để thân thể của mình di chuyển bất kỳ một bước, mà bộ ngực hắn xương là toàn bộ ao hãm xuống, bên trong thân thể là một trận huyết khí dâng lên, yết hầu khẩu ngòn ngọt, một ngụm máu lớn dâng lên trên, tại trong đầu của hắn lập tức vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên thanh âm, tiểu tử, không nên đem ngươi trong miệng tiên huyết phun đi ra, bằng không thân thể ngươi ẩn thân hiệu quả hội biến mất. Nghe được bóng đen nhân sau, Diệp Thần Phong đem này một ngụm máu lớn lại trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú lên trước mặt Liễu Vô Nguyên, trong đầu lại không khỏi nghĩ tới Âm Minh Tông bà lão kia Tống Xuân Mi. Hắn biết mình bây giờ, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực, bằng không đã đến địa huyền giới bên kia, căn bản cũng không có hắn đất đặt chân. Liễu Vô Nguyên tại đẩy ra hai bàn tay sau đó trong lòng của hắn là giận dữ công tâm rồi, hắn muốn trên đất huyền giới quật khởi mạnh mẽ ý nghĩ triệt để hóa thành bọt nước. Tự như cùng hắn trong 2 năm qua mỗi ngày làm mộng như thế, quay đầu lại còn thật sự chỉ biến thành một giấc mơ. Phốc! 1 tiếng, một ngụm máu lớn từ Liễu Vô Nguyên miệng bên trong phun ra tung tóe. Liễu Vô Nguyên dưới chân bước chân trở nên hơi lảo đảo rồi, trên người không có bất kỳ một tia công tử ca phong độ rồi, ánh mắt của hắn trở nên hung tàn lên, trong cổ họng chợt quát lên, chẳng cần biết ngươi là ai. Không để cho ta Liễu Vô Nguyên nhìn thấy ngươi. Bằng không ta nhất định muốn cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Liễu Vô Nguyên trên MU bàn tay bắt đấu thất tinh tinh không đồ án không có biến mất, chỉ cần tương lai cướp đi hắn cơ duyên người ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn vẫn có thể trước tiên cảm ứng được, huống chi này đại khởi đại lạc tâm tình biến hóa, để Liễu Vô Nguyên trong lòng sinh ra một cái ma chướng, chuyện này với hắn đem đến tăng cao thực lực vô cùng bất lợi. Nguyên bản Liễu Vô Nguyên khi chiếm được tinh không chi sau đá, hắn liền có thể thuận lợi bước vào hợp biển cảnh, hơn nữa hắn khắp mọi mặt tư chất đều sẽ tăng lên trên diện rộng, bây giờ thực sự là công dã tràng a hát. Thu Vân núi cùng toàn bộ Mộc Nhai bọn hắn cũng biết tinh không chi thạch hiệu quả, bằng không bọn hắn vừa vặn cũng sẽ không lộ ra vẻ tham lam rồi, nhưng hôm nay tinh không chi thạch bị người cướp đi, hơn nữa bọn hắn còn không biết là người nào. Này để trong lòng bọn họ cũng biệt khuất làm, bất quá, tâm tình của bọn họ yếu tốt hơn Liễu Vô Nguyên nhiều. Tối thiểu bọn hắn đối trận này cơ duyên không có hy vọng trọn vẹn 2 năm dài đằng đẵng. Thiếu chủ,
chúng ta rời đi trước Tử Vong Triều Trạch đi. Đại trưởng lão Thu Vân Núi mở miệng nói ra. Chương 1218, thông linh cảnh 3 tầng trời đỉnh phong. Ước chừng sau 30 phút, Diệp Thần Phong thân thể từ từ mất đi ẩn thân hiệu quả, vừa vặn Bạch Tuyết Sơn Trang tăng mạnh Thu Vân Núi, hắn là cố ý nói muốn rời khỏi Tử Vong Triều Trạch, nhưng không bao lâu lại lập tức về tới chỗ cũ, như vậy tới tới lui lui 4, 5 lần sau đó Thu Vân Núi bọn người mới thật rời đi Tử Vong Triều Trạch. Cũng may Diệp Thần Phong cũng không phải ngồi không, huống hồ còn có cái kia tinh giống cáo giả vậy bóng trắng nhân hòa bóng đen người, này Thu Vân Núi lần này một chút thủ đoạn, muốn mê hoặc Diệp Thần Phong ba người, đây quả thực là si nhân nằm mơ. Đang xác định Liễu Vô Nguyên bọn hắn thật sự sau khi rời đi, Diệp Thần Phong lúc này mới bắt đầu kiểm tra trong cơ thể hắn tinh không chi thạch, chỉ thấy viên kia dường như nắm tay lớn nhỏ tinh không chi thạch, nạm đính vào Diệp Thần Phong trong cơ thể phải ngực vị trí, cùng hắn ngực trái bên trong trái tim tạo thành một cái hoàn mỹ đối xứng. Hơn nữa này tinh không chi thạch lớn nhỏ cũng cùng Diệp Thần Phong trái tim gần như. Này thất sắc tinh không chi trong đá hàm chứa năng lượng bằng bạc, Diệp Thần Phong muốn đi tra xét năng lượng trong đó đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nhưng này tinh không chi trong đá năng lượng giống như một cái không đáy hố đen, Diệp Thần Phong căn bản tra xét không ra này tinh không chi trong đá năng lượng cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi phải đến tinh không chi thạch, vận khí của ngươi chả thật là không phản đối. Này tinh không chi thạch chẳng những có thể đem bên trong cơ thể ngươi linh hồn lực chuyển hóa, nó vẫn có thể cải thiện thể chất của ngươi cùng tư chất, cho ngươi ở mọi phương diện năng lực lĩnh ngộ đều mạnh ở rất nhiều yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, nếu không có vấn đề gì, ngươi bây giờ có thể đi thử hấp thu tinh không chi trong đá năng lượng. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Ta muốn hỏi căn cứ các ngươi suy đoán, Âm Minh Tông lão già kia tại cảnh giới gì? Còn có phải hay không rốt cuộc cảnh giới nhất định sau, ta là có thể ở trên bầu trời phi hành. Diệp Thần Phong nghi vấn đạo. Bóng trắng người hồi đáp, trong miệng ngươi lão già kia tối thiểu có tạo hóa cảnh thực lực, về phần ngươi muốn ở trên bầu trời không bị ràng buộc phi hành, ngươi cũng tối thiểu yếu đến tạo hóa cảnh. Thông linh cảnh, hợp biển cảnh, thần niệm cảnh sau mới là tạo hóa cảnh, bây giờ Diệp Thần Phong thực lực mới giống như là thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, cho dù đem linh hồn lực toàn bộ chuyển hóa. Đồng thời hấp thu tinh không chi trong đá năng lượng, điều này cũng e sợ không cách nào để cho hắn lập tức nhảy đến tạo hóa cảnh A. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nghĩ đến vừa vặn tinh không chi trong đá là động mãi mãi không đáy năng lượng, hắn tiếp tục hỏi, nếu như ta thanh tinh không chi trong đá năng lượng toàn bộ hút sạch sẽ rồi, ta có thể hay không đủ đến tạo hóa cảnh? Khụ khụ, Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng đen người Giang Vận Thiên bị tức thanh âm ho khan, tiểu tử. Ngươi cho rằng thực lực dễ dàng như vậy tăng lên sao? Tại đến thông linh cảnh sau đó mỗi tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới nhỏ đều vô cùng gian nan, chớ nói chi là đại cảnh giới cùng đại cảnh giới ở giữa tăng lên. Nếu như ngươi thật sự có thể tướng tinh khoảng không chi trong đá năng lượng toàn bộ hút khô, như vậy đừng nói là tạo hóa cảnh rồi, liền ngay cả niết bàn cảnh hay là đều có thể đến. Lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào tinh không chi trong đá năng lượng không cách nào một lần hấp thu sạch sẽ? Diệp Thần Phong tiếp lấy cau mày hỏi. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói, chính ngươi hấp thu tinh không chi thạch liền sẽ rõ ràng rồi, tiểu tử ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc đây. Nhớ năm đó ngay cả chúng ta đều không có cơ duyên đạt được tinh không chi thạch, huống hồ còn có hai chúng ta tự tay chỉ đạo ngươi sau này tu luyện, phải biết tại chúng ta khi còn sống. Không biết có bao nhiêu người xin chúng ta chỉ chút đó, trong đó không thiếu có trẻ tuổi nhân vật thiên tài, cho nên ta nói ngươi tiểu tử phải biết đủ mới đúng. Diệp Thần Phong bĩu môi, lầm bầm một câu, ai biết ngươi có phải hay không tại ăn nói linh tinh. Sau đó, Diệp Thần Phong liền không lại đi để ý tới bóng trắng nhân hòa bóng đen người, hắn thử điều động trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực, muốn đi tướng tinh khoảng không chi trong đá năng lượng rút ra đi ra. Nhưng mà, linh hồn này lực phảng phất là tại tinh không chi trên đá mở ra một vết thương, cuồn cuộn không đoạn cường hãn linh khí không ngừng từ tinh không chi trong đá dâng trào ra. Này làm cho nguyên bản ngực xương liền ao hãm đi xuống, thân thể bị thương không nhẹ thế Diệp Thần Phong, sắc mặt của hắn là một trận trắng bệch, này mãnh liệt vô cùng linh khí là từng cơn sóng liên tiếp, căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ, thật giống như là muốn đem Diệp Thần Phong trong cơ thể hết thảy nội tạng đều vỡ vụn. Tiểu gia hỏa, này thông linh cảnh chính là cảm thụ linh khí trong trời đất, đem linh khí hội tụ ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch, để linh khí tại ngươi trong gân mạch hình thành một dòng sông.
cuồn cuộn không đoạn tại ngươi trong gân mạch tuần hoàn lưu động. Nếu như ngươi có thể làm đến một điểm này, như vậy vậy thì đại biểu ngươi bước vào thông linh cảnh, hiện tại ngươi trước thử tướng tinh khoảng không chi thạch linh khí dẫn vào ngươi trong gân mạch. Thử đem ngươi trong gân mạch linh hồn lực trước tiên chuyển hóa thành linh khí. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh trịnh trọng âm thanh vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu. Diệp Thần Phong giờ khắc này chút nào phân tâm không được, khi nghe đến bóng trắng nhân sau, miệng hắn bên trong răng trên răng dưới răng là thật chặt cắn, cố nén thân khó chịu trong người. Từ từ đem một tơ linh khí dẫn vào trong gân mạch, tại tướng tinh khoảng không chi thạch thả ra một cái tơ linh khí dẫn vào, sau đó Diệp Thần Phong phát hiện một cái tơ linh khí lại đang nhanh chóng đồng hóa trong gân mạch linh hồn lực. Phát hiện điểm này sau đó Diệp Thần Phong bắt đầu yên tâm từng điểm đem linh khí dẫn vào trong gân mạch, đại ước sau 20 phút, Diệp Thần Phong trong gân mạch linh hồn lực toàn bộ được chuyển hóa, mà lưu động khi hắn trong gân mạch linh khí cũng tạo thành một cái tuần hoàn lưu động dòng sông. Tại đây tuần hoàn linh khí dòng sông hình thành đồng thời, Diệp Thần Phong trong cơ thể thần cấp đỉnh phong linh hồn lực, có thể nói là thuận lợi chuyển hóa thành thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí còn đang không ngừng tăng vọt, bốn phía không khí không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ, mà hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng càng chảy càng nhanh. Oanh, một tiếng, chu vi cấp tốc lưu động không khí, tại Diệp Thần Phong bốn phía nổ tung ra. Diệp Thần Phong trong cơ thể thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, trong nháy mắt khóa nhập thông linh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng là Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí tăng vọt chả không có đình chỉ xu thế. Oanh! Oanh! Bốn phía không khí lần thứ hai nổ tung hai lần, này không khí chung quanh thật giống đều trong nháy mắt biến mất rồi, mà Diệp Thần Phong trong cơ thể thực lực là một đường hát vang, trong nháy mắt lại khóa nhập thông linh cảnh tam trọng thiên trung kỳ. Thông linh cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, cuối cùng ngừng lưu tại thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Tại Diệp Thần Phong thực lực đến thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong sau đó, tinh không chi trong đá linh khí buông thả ra bắt đầu từ từ giảm bớt, thẳng đến cuối cùng bàng bạc linh khí không lại từ tinh không chi trong đá phóng ra. Chính lúc thực lực đột phá đến thông linh cảnh tam trọng thiên Diệp Thần Phong, hắn cảm giác được tinh không chi trong đá linh khí không lại phóng ra, trong lòng của hắn sinh ra một trận nghi hoặc. Nhưng vừa lúc đó, khảm nạm tại Diệp Thần Phong nơi ngực tinh không chi thạch, trong chớp mắt hào quang chói lọi, này hào quang bảy màu đem Diệp Thần Phong gân mạch cùng xương cốt toàn bộ bao phủ ở trong đó. Đang bị này tinh không chi thạch hào quang bảy màu bao phủ sau đó, Diệp Thần Phong gân mạch tại bắt đầu chậm rãi trở nên cứng cáp hơn rồi, mà Diệp Thần Phong xương cốt cũng đang không ngừng trở nên càng cứng rắn hơn, rậm rạp chằng chịt màu đen sền sệt vật không ngừng từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong tràn ra tới. Rất nhanh, Diệp Thần Phong từ trên xuống dưới da thịt đều bị này màu đen sền sệt vật bao trùm lại rồi. Tại đây màu đen sền sệt vật tràn ra Diệp Thần Phong lỗ chân lông sau, Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác thân thể có loại vô cùng ung dung, theo lý tới nói, hắn lúc trước đã từng có tẩy tủy phạt mau được rồi, làm sao bây giờ trong cơ thể hắn chả có nhiều như vậy tạp chất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Diệp Thần Phong đầu não cũng so với vừa nãy càng thêm hiểu rõ. Giờ khắc này thật giống không có bất cứ chuyện gì tình có thể làm khó hắn rồi, hắn lâm vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong. Tiểu tử này vô cùng tốt a hát, hiện tại hắn đã nhận được tinh không chi thạch, lại có hai chúng ta chỉ điểm, thật chờ mong hắn đem đến có thể thanh mảnh này thiên cho cuối cái hôn thiên địa ám, bằng không vẫn đúng là có lỗi với chúng ta chỉ đạo. Chúng ta nhìn xem được rồi, tên tiểu tử này sau này thực lực sẽ không ở người ta bên dưới. Hiện tại chúng ta chỉ cần hết sức trợ giúp hắn tăng cao thực lực là tốt rồi, dù sao điều này cũng chẳng khác gì là đang giúp chúng ta chính mình. Diệp Thần Phong trong đầu bóng đen người Giang Vận Thiên cùng bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thấp giọng nói chuyện với nhau một câu, rơi vào hiểu ra trạng thái Diệp Thần Phong, hắn căn bản không có nghe được này đối thoại của hai người. Chương 1219, phá không trận. Đêm tối như mực, tử vong chiều trạch bên trong. Cả người được màu đen sền sệt vật bao trùm lên, lâm vào hiểu ra trạng thái Diệp Thần Phong, hắn từ từ mở ra hai con mắt, từ hai con mắt của hắn bên trong tránh qua hai đạo tinh quang, cảm thụ trong gân mạch lưu động linh khí dòng sông, Diệp Thần Phong biết mình hiện tại nằm ở thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, này làm cho trong lòng của hắn không khỏi có một chút thất vọng. Cảm ứng chính mình phải nơi ngực tinh không chi thạch, bên trong rõ ràng còn có cường hãn linh khí tồn tại. Nhưng Diệp Thần Phong muốn lại đi tướng tinh khoảng không chi trong đá linh khí dắt dẫn ra, nhưng hắn dù như thế nào cũng không làm được rồi. Tiểu gia hỏa, không nên uổng phí khí lực, người có thể thành công đem thần cấp đỉnh phong linh hồn lực,
chuyển hóa thành thông linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, đồng thời một hơi đột phá đến thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Đây đã là tốt lắm lắm rồi, huống chi trải qua tinh không chi thạch hào quang bảy màu tẩy lễ, người khắp mọi mặt tư chất đều tăng lên trên diện rộng rồi, đặc biệt là lĩnh ngộ của ngươi năng lực, người bây giờ trong đầu hẳn là cảm giác phi thường thoải mái chứ. Muốn tại con đường tu luyện thượng một đường hát vang, trong đó trọng yếu nhất chính là tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ, bây giờ hai điểm này ngươi đã hoàn toàn có đủ, kế tiếp ngươi chỉ cần vạn phần nỗ lực, ngươi tại tương lai liền nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành âm thanh vang lên. Diệp Thần Phong đối thoại bóng nhân là không tỏ rõ ý kiến, mở miệng hỏi, hiện tại ta không cách nào hấp thu tinh không chi trong đá còn lại linh khí, nhưng này tinh không chi thạch một mực nằm ở ta phải ngực vị trí, này có thể hay không đối với ta có ảnh hưởng gì? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành hồi đáp, đối với người chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, truyền thuyết này tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim. Thậm chí lúc trước còn có người cho rằng tinh không chi thạch năng đủ đời thay trái tim của chúng ta, thử nghĩ một hồi lấy trên bầu trời tâm, thay thế chúng ta nhân loại trái tim, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Nghe vậy, Diệp Thần Phong lại hỏi, này tinh không chi thạch thật sự có thể thay thế trái tim của ta? Lúc này, bóng đen người Giang Vận Thiên thâm trầm cười một tiếng, nói ra tiểu tử. Ngươi có thể thử xem đem trái tim của mình cho đánh bể. Nhìn xem này tinh không chi thạch có thể hay không thay thế trái tim của ngươi. Bất quá, tại cực kỳ lâu trước đó, đồng dạng là có một tên thiên tài đã nhận được tinh không chi thạch. Khi lấy được tinh không chi sau đá, tên kia thiên tài thực lực tăng lên tốc độ càng thêm mãnh liệt rồi, rất nhanh liền trở thành một tên cường giả tuyệt thế, thế nhưng hắn chả không hài lòng thực lực của mình. Tinh không chi thạch truyền thuyết là bầu trời trái tim, hắn liền muốn đem bầu trời trái tim biến thành trái tim của mình. Hắn điên cuồng đem trái tim của mình cho trực tiếp làm vỡ nát, nhưng kết quả đây. Tinh không chi thạch không có thay thế trái tim của hắn, một đời cường giả liền như vậy vẫn lạc tại trên tay của chính mình, từ nay về sau đạt được tinh không chi thạch người. Bọn hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ để tinh không chi thạch đời thay trái tim của mình rồi, mà quan ở bầu trời trái tim thuyết pháp này, cũng trở thành một cái cực là hư ảo truyền thuyết mà thôi. Nguyên bản Diệp Thần Phong nghe được tinh không chi thạch chính là bầu trời trái tim. Này làm cho trong lòng của hắn là một trận mong đợi, nhưng nghe được bóng đen nhân sau lưng của hắn là một trận mồ hôi lạnh, tên kia đạt được tinh không chi thạch cường giả tuyệt thế. Không khỏi chết cũng quá mức khổ rồi một điểm, Diệp Thần Phong cũng sẽ không ngốc đến đi đem trái tim của mình cho làm vỡ nát. Tiểu gia hỏa, đừng đi muốn còn lại chuyện vớ vẩn rồi, kế tiếp ngươi liền muốn đi địa huyền giới rồi, đã đến địa huyền giới mới là ngươi chân chính bắt đầu, về sau ngươi muốn tăng cao thực lực. Nhất định muốn tu luyện một môn công pháp, bây giờ ngươi mới vừa vặn đột phá đến thông linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Ngươi trước thật tốt đem thực lực của mình củng cố một cái, các loại qua mấy ngày chúng ta tại đem công pháp sự tình tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành nói ra. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, hắn đúng huyền giới là không biết gì cả, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tin tưởng bóng trắng nhân hòa bóng đen người, cảm giác trên người che kín màu đen sền sệt vật. Này làm cho hắn vô cùng không thoải mái, hắn từ trên mặt đất đứng lên. Tại thực lực tăng lên sau đó thương thế trên người hắn hoàn toàn khôi phục, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một nơi tắm rửa, bóng người nhanh chóng hướng về tử vong triều trạch bên ngoài lao đi rồi. Ước chừng sau 15 phút, một chỗ sạch sẽ giữa hồ, Diệp Thần Phong thân thể nhàn nhã trôi lơ lửng ở trên mặt nước, cặp mắt nhìn qua bầu trời đêm đen kịt, hắn không khỏi nghĩ tới Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các nữ nhân người. Trong đó Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh lại qua 2 tháng cũng phải sinh con rồi, bây giờ cổ võ giới kết giới cánh cửa mất đi hiệu quả, Diệp Thần Phong trong khoảng thời gian ngắn không thể trở về thế tục giới rồi, này làm cho trong cổ họng hắn hơi hơi thở dài một hơi, nói ra, hai người các ngươi có hay không biện pháp để cho ta từ cổ võ giới liên lạc với ta tại thế tục giới người thân. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi dành nói ra, biện pháp đến là có một cái, chúng ta có thể bố trí một cái phá không trận. Đem người muốn nói viết tại phá không trong trận, lợi dụng phá không trận đem người viết xuống chữ truyền tống đến thế tục giới đi. Dầm ào ào, một tiếng. Nghe được bóng trắng nhân sau, Diệp Thần Phong trực tiếp từ trên mặt nước đứng lên, khơi dậy một mảnh bọt nước, trong miệng nói ra, vậy các ngươi nhanh chóng dậy ta bố trí phá không trận đi. Tiểu gia hỏa, không nên gấp gáp như vậy, người tại Viêm Dương trên đảo không phải đã nhận được địa viêm tinh. Cái kia hơn 2.000 khối màu đỏ nhạt địa viêm tinh chính là hạ phẩm địa viêm tinh, hơn 1.000 khối màu đỏ địa viêm tinh chính là trung phẩm địa viêm tinh,
hơn 500 khối màu đỏ sẫm địa viêm tinh chính là thượng phẩm địa viêm tinh, hơn 200 khối màu hồng đậm địa viêm tinh chính là cực phẩm địa viêm tinh. Nguyên bản bố trí phá không trận là muốn dùng linh thạch, nhưng trên người ngươi chỉ có địa viêm tinh, cho nên chỉ có thể dùng được địa viêm tinh để thay thế rồi. Này lợi dụng địa viêm tinh bố trí phá không trận, cần dùng đến 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh, đồng thời trận pháp này ngươi mở ra không được, chỉ có chúng ta hai cái có thể mở ra, bất quá, tại chúng ta mở ra phá không trận sau đó chúng ta có thể sẽ nằm ở trạng thái hư nhược bên trong, vòng 3 ngày không thể cùng ngươi chủ động liên hệ rồi. Bất quá, 3 ngày nay ngươi cũng vừa hay có thể vững chắc thực lực, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi bố trí phá không trận. Nghe được bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong là một trận tặc lưỡi, phải biết lần này phẩm địa viêm tinh bên trong hỏa thuộc tính năng lượng đã là cường hãn vô cùng rồi, sự bố trí này một cái phá không trận lại phải tiêu hao 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh. Bất quá, đang nghĩ đến Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại chúng nữ sau, Diệp Thần Phong cắn răng, nói ra, đương nhiên yếu bố trí. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh hồ một khối cự đất trống lớn thượng. Từ trong không gian giới chỉ trực tiếp lấy ra 1.000 khối hạ phẩm địa viêm tinh đến, này nhẫn không gian vốn là yếu linh hồn lực mới có thể khống chế, bất quá, hắn phát hiện nay trong cơ thể hắn linh khí như thường có thể khống chế nhẫn không gian. Hai người các ngươi tới nói, ta đến bố trí trận pháp. Diệp Thần Phong nói ra. Thế là, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh bắt đầu chỉ huy Diệp Thần Phong bố trí phá không trận. Này phá không trận trận pháp hết sức phức tạp. Là do nhiều đồ án không ngừng trồng chất mà thành, nhưng là từ trước Diệp Thần Phong đã có bố trí hắc vẫn phòng ngự trận kinh nghiệm, lại tăng thêm có bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh chỉ huy, sự bố trí này phá không trận ngược lại cũng đúng là vô cùng thuận lợi. Sau nửa giờ, một cái hết sức phức tạp phá không trận liền hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, ở cái này phá không trong trận giữa trống ra không gian rất lớn, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh. Nói ra tiểu gia hỏa, đem người muốn nói viết tại phá không trận chính giữa. Diệp Thần Phong tìm tới một nhánh cây, tại phá không trận chính giữa bắt đầu viết lên chữ đến, ra ra, cha, mẹ, ta tạm thời không thể trở lại kinh thành rồi, bất quá, các ngươi yên tâm, ta xuất hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm, Hiểu Phỉ cùng Tuyết Linh sinh con thời điểm ta không chạy trở lại, ta làm có lỗi với Hiểu Phỉ cùng Tuyết Linh các ngươi, nếu như Hiểu Phỉ sinh là nhi tử vậy thì đặt tên là Diệp Phong. Nếu như là con gái liền gọi Diệp Sương, mà Tuyết Linh nếu như sinh là nhi tử liền gọi Diệp Tuấn. Nếu như là con gái liền gọi Diệp Linh, còn có rừng phó minh chủ, lần sau ta lúc trở lại, thì có thể Thanh Hân Di đồng thời mang về. Tại viết xong một đoạn này lời nói sau đó Diệp Thần Phong liền từ phá không trong trận đi ra, bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói, tiểu tử, xem ra ngươi quả nhiên là cái loại đa tình a hát. Không tệ, không tệ, điểm này làm phù hợp khẩu vị của ta. Trên đất huyền giới bên trong nhưng là có rất nhiều mỹ nữ, về sau ta tới giúp ngươi xem xét. Diệp Thần Phong tức giận trợn tròn mắt, mà bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, đem bên trong cơ thể ngươi tất cả linh khí đều rót vào đến trong mắt trận. Diệp Thần Phong không có do dự chút nào, hắn đem linh khí toàn bộ rót vào đã đến phá không trận trong mắt trận, sau đó, này 1.000 khối được bày thành phá không trận hạ phẩm địa viêm tinh thượng tán phát khởi hào quang óng ánh đến, tiếp lấy. Diệp Thần Phong bên trong đan điền hồng sắc khí thể trong nháy mắt thoát ly đi ra, này đoàn hồng sắc khí thể xoay quanh ở phá không trận phía trên, từ hồng sắc khí thể bên trong truyền ra từng đợt thần niệm lực lượng. Phá không trận tản ra ánh sáng càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng chói mắt, thẳng đến mỗ trong nháy mắt, oanh. Một tiếng, vô số ánh lửa ngút trời mà lên, phảng phất đem trọn mảnh bầu trời đêm đều bốc cháy lên bình thường. Mà cùng lúc đó, phá không trong trận giữa Diệp Thần Phong viết xuống đoạn kia lời nói biến mất không thấy, hẳn là bị phá không trận truyền đã đưa ra ngoài. Chương 1220, bị bức ép bất đắc dĩ trở nên mạnh mẽ. Thế tục giới. Phong vệ doanh bên trong. Giờ khắc này, đã là buổi tối hơn 12 điểm, giờ, ngoại trừ tại phong vệ doanh cửa vào trách nhiệm canh gác gió vệ đội thành viên bên ngoài, những người còn lại trên căn bản đã là tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên. Giữa bầu trời đêm đen kịt tốc biến một vệt ngập trời ánh lửa, này bôi ngập trời ánh lửa nhanh chóng hướng về phong vệ doanh thao luyện tràng lướt xuống mà xuống, tại cửa vào canh gác hai tên gió vệ đội thành viên, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi hơi đổi, chính khi bọn họ muốn đi thông báo Vương Lực cùng Diệp Đông Kiện đám người thời điểm. Chỉ nghe ầm, một tiếng vang thật lớn, tại phong vệ doanh thao luyện tràng trên vang vọng ra,
liền cả mặt đất cũng bắt đầu hơi hơi rung động chuyển động, một cái vô cùng lớn động tĩnh, có thể nói là đã kinh động phong vệ doanh bên trong tất cả mọi người, nhất thời từng tòa một biệt thự cùng trong phòng ánh đèn đều phát sáng lên. Ước chừng sau 10 phút, Diệp Trấn Hồng các loại lão gia tử, Thẩm Kinh Vũ các loại Diệt Thiên Minh người, Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, cùng với nâng cao bụng lớn Vũ Hiểu Phỉ các nữ nhân người, bọn hắn từng cái là lần lượt xuất hiện tại phong vệ doanh thao luyện trên sân. Vừa vặn cái kia hai tên tại cửa vào canh gác gió vệ đội thành viên, bọn hắn đem chính mình nhìn đến tất cả hồi báo cho Diệp lão gia tử đám người, theo lý tới nói, to lớn như thế động tĩnh, nhất định sẽ đem thao luyện chàng cho chính là phá hư, nhưng toàn bộ thao luyện chàng chút nào chả không có thay đổi, chỉ là thao luyện chàng chính giữa nhiều hơn một đoạn kiểu chữ mà thôi. Bởi buổi tối hoàn cảnh chung quanh vô cùng tối tăm, thế là Diệp lão gia tử khiến người ta đem thao luyện chàng chung quanh ánh đèn toàn bộ mở ra, người ở chỗ này lập tức nhìn thấy bị phá khoảng không trận truyền tống mà đến, Diệp Thần Phong dùng cành cây viết xuống đoạn kia lời nói, Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng nhìn thấy đoạn này lời nói kiểu chữ sau đó hắn mở miệng nói ra, đây là Thần Phong bút tích. Từ khi trước đây không lâu Diệp Thần Phong lưu lại một phong thư sau khi rời đi, Diệp lão gia tử đám người liền cả ngày mặt mày ủ rũ rồi. Chớ nói chi là Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại chúng nữ rồi, các nàng mỗi ngày đều sẽ đi phong vệ doanh cửa vào các loại nhiều lần, các nàng mỗi lần đều ngóng nhìn có thể nhìn thấy Diệp Thần Phong trở về bóng người. Diệt Thiên Minh phó minh chủ Lâm Khang Thắng, hắn nhìn thấy đoạn này lời nói cũng nhắc tới hắn. Hắn liền nói ra, Diệp lão gia tử, người đã xác định đây là Thần Phong bút tích, khẳng định như vậy là Thần Phong tạm thời không thể trở về, hắn lợi dụng loại này phương thức đặc thù đến nói cho chúng ta một tiếng. Cũng tốt để cho chúng ta đều yên tâm lại, Thần Phong lúc trước có gió to sóng lớn gì không có trải qua. Huống chi bây giờ thực lực của hắn có thể nói là đệ nhất thế giới rồi, chỗ bằng vào chúng ta chỉ cần an tâm chờ Thần Phong trở về là tốt rồi. Lâm Khang Thắng nhưng cũng không biết địa huyền giới nơi này. Hắn càng không biết địa huyền giới bên trong cao thủ có cỡ nào cường hãn. Nếu như hắn biết lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ cho là mình chính là một con ếch ngồi đáy giếng rồi. Nâng cao bụng lớn Vũ Hiểu Phỉ, người tại nhìn xong trên mặt đất đoạn kia lời nói sau, trong miệng nàng nói lầm bầm, nhi tử gọi Diệp Phong. Con gái gọi Diệp Sương, Thần Phong, ta sẽ chờ ngươi trở về. Đồng dạng nâng cao bụng lớn Bạch Tuyết Linh cũng nói lầm bầm, Diệp Tuấn. Diệp Linh, tuy rằng Thần Phong không thể chạy về, nhưng hắn còn băn khoăn ta cùng hài tử của nàng đây. Bạch Tuyết Linh khuôn mặt lộ ra một vệt hạnh phúc vẻ mặt. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng bất đắc dĩ thở dài. Nói ra, được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi. Thần Phong đều dùng loại này phương pháp đặc thù thông báo chúng ta cũng không cần quá lo lắng, Thần Phong hiện tại khả năng không tiện dùng điện thoại liên lạc chúng ta chỉ cần tại phong vệ doanh bên trong chờ Thần Phong trở về là được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Nên ngủ tiếp tục ngủ. Mẫu thân của Diệp Thần Phong Tôn Mỹ Cầm. Trong miệng nàng lo lắng nói một câu, đứa nhỏ này, chính là không cho ta cái này làm mẹ bớt lo a hát. Lần sau Thần Phong lúc trở lại lần nữa, ta cần phải muốn 24 giờ giám thị hắn không nhưng. Cổ võ giới bên trong. Diệp Thần Phong nhìn xem phá không trong trận biến mất kiểu chữ, cùng với 1000 khối hạ phẩm địa viêm tinh biến thành trong xuất sắc, hắn biết hắn viết xuống đoạn kia lời nói hẳn là bị truyền đã đưa ra ngoài. Mà đoàn kia hồng sắc khí thể cũng lần nữa về tới bên trong đan điền của hắn, bất quá, bóng trắng nhân hòa bóng đen thanh âm của người biến mất rồi. Chính như bóng trắng người chỗ nói, tại bọn hắn bắt đầu phá không trận sau, hai người bọn họ muốn ở vào một quãng thời gian trạng thái hư nhược, trong 3 ngày qua không thể chủ động liên hệ Diệp Thần Phong rồi. Đang lợi dụng phá không trận thông báo một tiếng thế tục giới người thân sau đó Diệp Thần Phong là dễ dàng không ít, trong cơ thể hắn linh khí lần thứ 2 vận chuyển. Nhanh chóng hướng về đường cũ trở về rồi. Dù sao hắn đã cùng Liệt Viêm đã hẹn, tại trước ngày mai còn chưa thể chạy tới ước hẹn điểm, Liệt Viêm liền muốn đi Tử Vong Triều Trạch bên trong tìm hắn rồi. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực lần nữa được tăng lên, như vậy tốc độ của hắn đương nhiên cũng so với ban đầu nhanh hơn không ít rồi. Tại thân thể trong gân mạch chảy xuôi linh khí dòng sông, mỗi lần dưới chân tăng nhanh tốc độ, linh khí dòng sông chảy xuôi tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng cường. Làm ngày thứ 2 mặt trời mới mọc mới vừa mới mọc lên thời điểm. Diệp Thần Phong liền phong trần phó chạy tới cùng Liệt Viêm hẹn cẩn thận gặp mặt trong rừng cây, Liệt Viêm cả một đêm đều tại rừng cây khẩu nhìn quanh, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hắn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi lên, nói ra, Diệp huynh đệ,
ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi a hát. Hả, Liệt Viêm trong con ngươi tràn đầy một chút nghi hoặc, bởi vì hắn phát hiện một đêm không gặp, Diệp Thần Phong khí chất trên người phát sinh long trời lở đất cải biến, hắn căn bản là nhìn không thấu Diệp Thần Phong rồi, bất quá, Liệt Viêm cũng không có nghĩ nhiều, lúc này mới cả đêm thời gian, Diệp Thần Phong tài biến có thể biến đi nơi nào. Thế là, Liệt Viêm đổ cho khả năng chính mình một đêm không ngủ quá mệt mỏi. Liệt Cốc Chủ, chúng ta bây giờ có thể đi về. Diệp Thần Phong hôm nay là không kịp chờ đợi muốn đi hướng địa huyền giới rồi, dù sao cổ võ giới nơi này không thích hợp hắn tu luyện, muốn cứu ra được Âm Minh Tông bà lão kia Tống Xuân Mi bắt đi Lâm Hân Di, muốn tìm được được địa huyền giới bên kia cao thủ mang đi Hạ Tử Ninh, hắn liền tất cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ lại trở nên mạnh mẽ. Sau một ngày, Diệp Thần Phong cùng Liệt Viêm thuận lợi về tới Tôn Bác Dịch đám người chỗ ở bên trong hang núi. Mới vừa trở về sơn động, Diệp Thần Phong liền nói ra, ngoại thái công, ta muốn đi một chuyến thông thiên chi hải một đầu khác, nơi đó tên là địa huyền giới. Địa huyền giới. Diệp Thần Phong nhìn thấy Tôn Bác Dịch đám người nghi ngờ dáng dấp, hắn thuận miệng biên tạo một cái lời nói dối, ta tại Tử Vong Triều Trạch bên trong gặp giúp Lý Đông Thiên bọn hắn tăng cao thực lực người, ta len lén nghe được bọn hắn nói chuyện. Biết rồi thông thiên chi hải một đầu khác tên là địa huyền giới, hơn nữa tại siêu phàm cảnh bên trên còn có thông linh cảnh, hợp biển cảnh, thần niệm cảnh, tạo hóa cảnh, luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh, mỗi một cảnh giới lớn chia làm vừa đến ngũ trọng thiên. Từng cái cảnh giới nhỏ lại bị chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Diệp Thần Phong vi vi dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói, Tử Ninh được địa huyền giới cao thủ mang đi, người đã là nữ nhân của ta rồi. Ta nhất định phải đem nàng cho tìm trở về. Về phần Lâm Hân Di cùng với bóng trắng nhân hòa bóng đen người sự tình, Diệp Thần Phong cũng không hề nhiều lời, bởi vì phải giải thích thật sự là quá phiền toái. Tôn Bác Dịch đám người nghe được siêu phàm cảnh bên trên chả có nhiều như thế cảnh giới, này để cho bọn họ là hoàn toàn mắt choáng váng. Tôn Bác Dịch quá rồi sau một hồi lâu, hắn mới chậm lại, nói ra, Thần Phong, nếu siêu phàm cảnh bên trên chả có nhiều như vậy cảnh giới, như vậy ngươi đi địa huyền giới bên kia nhất định sẽ rất nguy hiểm a. Nếu như ngươi ở lại cổ võ giới, như vậy lấy thực lực của ngươi sẽ không có người có thể thương tổn được ngươi rồi, ngươi có phải hay không tại thật tốt suy nghĩ một chút. Diệp Thần Phong phi thường kiên định lắc lắc đầu, Lâm Hân Di nhất định muốn cứu ra, Hạ Tử Ninh nhất định muốn tìm tới, còn có cái kia Âm Minh Tông lão giả Tống Xuân Mi, người nhưng là đem Diệp Thần Phong xương cùng gân mạch nổ tung. Hơn nữa lại nhiều lần đem Diệp Thần Phong coi là tiện tay có thể ép chết con kiến. Diệp Thần Phong chịu lần này khuất nhục, hắn nhất định phải chính mình đòi lại, hắn muốn cho Tống Xuân Mi lão già kia biết ai mới là run dế. Từ khi Diệp Thần Phong hồi sinh đến thế giới này tới nay, hắn khởi điểm là bởi vì chính mình cha mẹ chết, hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ đến tìm ra hung thủ. Sau đó khi biết cha mẹ mình không có chết sau, hắn đã cùng cổ võ giới môn phái sinh ra xung đột. Hắn lại không thể không khiến chính mình lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ, bởi vì nếu như chính hắn không trở nên mạnh mẽ, như vậy hắn cũng sẽ bị những người khác dễ dàng xóa bỏ. Từ trước đây đến bây giờ, Diệp Thần Phong hầu như vẫn là nằm ở một loại bị ép trạng thái, hắn cũng muốn dừng lại thật tốt cùng tại chính mình nữ nhân bên người, chỉ khi nào hắn dừng lại, chính hắn có thể sẽ mất mạng, liền ngay cả người bên cạnh hắn cũng có thể sẽ mất mạng, cho nên Diệp Thần Phong một mực bị bức ép bất đắc dĩ đang thay đổi mạnh. Hắn bây giờ muốn đi hướng về địa huyền giới, lại làm sao không phải là lại một lần nữa bị bức ép đi lên một cái con đường cường giả, dù sao phía sau hắn không có bất kỳ đường lui. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.